chương 1581 hai tin tức. Đạo hữu nói nghe thử một chút xem. Hàn lập từ chối cho ý kiến hỏi. Ba tháng sau, trong thành có tổ chức đấu giá hội, sẽ có một viên thánh giai kinh ma thú được đem ra đấu giá. Ta nghe nói ma hạch này cực kỳ hy hữu, thậm chí một số thánh tộc trong thành cũng muốn vật ấy. Ý ta là ra tay mua vật ấy. Nữ tử chậm rãi nói. Thánh tộc. Hàn lập nhíu mày. Cho dù hắn có giàu có thì tuyệt đối không tin rằng có thể so sánh với tồn tại hợp thể kỳ, những lão quái vật này thậm chí đã sống cả mấy vạn năm, số lượng tinh thạch sưu tầm tuyệt đối đạt đến trạng thái khó tin. Đương nhiên, nếu không cố kỵ đem tất cả linh dược trên người đổi lấy tinh thạch thì cũng không phải là không thể tranh đoạt một phen với những thánh tộc này. Nhưng Hàn Lập là dị tộc, như thế nào lại dễ dàng để lộ tài sản? Nếu không sợ rằng chưa kịp mua ma hạch thì đã bị kẻ khác giòm ngó, hắn cũng không muốn tự dưng gây sự chú ý, tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, chỉ chốc lát liền lắc đầu, đã có thành tộc tham gia đấu giá, ta khẳng định không thể có được vật ấy, cách này không được. Ồ, nếu tiền bối nói vậy thì cũng còn cách thứ hai. Tiền bối mới đến đây không lâu, không biết đã có nghe nói qua Ma Kim Sơn Mạch chưa? Thiếu nữ cười một cái, bộ dáng không thèm để ý nói. Ma Kim Sơn Mạch, ta chỉ biết là có một nơi như thế, nhưng tình huống cụ thể thật đúng là không rõ ràng lắm. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng vừa động, tiền bối không biết cũng không có gì kỳ quái, nơi đó bất quá chỉ mới xuất hiện gần ngàn năm nay, rất ít người biết. Vãn bối có thể giảng giải một chút. Đôi mắt sáng của nữ tử lưu chuyển, thản nhiên cười. Như vậy phải làm phiền đạo hữu. Hàn lập bất động thanh sắc gật đầu, đồng thời nghĩ về khu vực gần Vân Thành trên bản đồ, có ghi lại vị trí ma kim sơn mạch. Ước chừng vạn năm trước, cách Vân Thành một tháng lộ trình, đột nhiên xuất hiện không gian gió lốc, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nơi không gian gió lốc tràn qua, lại đột nhiên xuất hiện một vùng núi non màu đen. Mà vùng núi này bị ma khí nồng đậm bao phủ, hơn nửa trên hư không lại cực kỳ bất ổn, xuất hiện không ít khe không gian. Mà trong khe có rất nhiều ma khí tuôn ra, cũng mang theo một số ma thú cấp cao, trong đó không thiếu thánh giai ma thú. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy sơn mạch này làm trung tâm, trăm dặm quanh đó đều trở thành ma vực, hơn nữa còn không ngừng khuếch tán về bốn phía, Việc này cũng kinh động tới tồn tại thánh tộc đỉnh giai của thiên vân tộc chúng ta. Kết quả, vài vị thánh tộc lục, thất giai liên thủ tiến vào khu vực này giết hơn phân nửa thánh giai ma thú, cũng tiến vào trung tâm sơn mạch, ý định hoàn toàn giải quyết việc này. Thần sắc nữ tử tinh tộc ngưng trọng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Hà Lập đang nghe nữ tử này nói, đến khe không gian cùng lượng lớn ma khí tuôn ra, thì trong lòng ngẩn ra, cơ hồ trong nháy mắt nhớ lại ở lúc Minh Hà chia địa nhưng lúc này tinh tộc nữ tử sau khi thở dài một hơi lại nói tiếp không biết những thánh tộc này gặp phải chuyện gì mà ở trung tâm sơn mạch mà ở lại đó hơn nửa năm mới trở về sau khi trở về bọn họ lập tức ra lệnh đem khu vực này dùng cấm chế phong tỏa hoàn toàn chỉ để lại một cửa ra vào sau đó nói với các tộc khác rằng việc này đã giải quyết trong khe không gian không còn tuôn ra nhiều ma khí và thánh giai ma thú nữa nhưng sau khi nói ra tin này thì cũng cho phép tồn tại đã ngoài thánh tộc vào nơi này có người chết cũng có người diệt sát ma thú lấy được nội đan cùng một số tài liệu hy hữu chẳng những thời gian tiến vào khu vực này chỉ có thể là một tháng cố định trong năm mà mỗi lần cũng chỉ có thể ở trong khu vực đó một tháng sau đó nhất định phải trở ra bởi vì hết thời gian quy định khu vực này sẽ bị đóng cửa phải biết rằng ma khí trong đó nồng đậm như thế nào cho dù là ma tu cũng không thể ở bên trong quá lâu nếu không ma khí đồng hóa thì sẽ biến thành ma vật mà ma thú trong đó rất nhiều đích thật là nơi tốt để tìm kiếm tài liệu chân quý đổi lấy tinh thạch bởi vậy từ mấy năm đầu tiên cơ hồ mỗi năm khi mở ra đều có lượng lớn tồn tại cao dai ồ ạt tiến vào nhưng qua một đoạn thời gian thì người vào rất ít cho tới nay thì những người dám xông vào lại càng ít đến đáng thương nói tới đây nũ tử cảm thán một hơi tại sao vậy hàn lập có chút tò mò hỏi thương vong thật sự rất kinh người những người tiến vào ma vực dĩ nhiên có thu hoạch lớn nhưng số lượng trở về thật không bằng một phần mười lúc đi vào tỷ lệ chết cao như vậy nếu chỉ là vài lần thì còn đỡ đằng nào nào năm nào cũng như thế hơn nữa cũng không thấy cao dai ma thú trong đó giảm bớt hiển nhiên vì vậy mà làm cho người ta càng sợ hãi mà trong ma vực ngoại trừ một số cao dai ma thú thì thậm chí còn lưu lại vài thánh dai ma thú năm đó mặc dù chúng cơ bản chỉ sống ở trung tâm nhưng nếu gặp phải thì hiển nhiên chỉ có một con đường chết nói thật tiến vào sơn mạch này đánh chết ma thú thì ít mà ma thú thôn vệ các tộc thì nhiều cũng may là càng là cao dai ma thú thì càng ở sâu bên trong rất ít khi ra ngoài nếu không thì cho dù có ai vào thì cũng chết hết nếu hiện tại ai có dũng khí đi vào còn sống sót mà đi ra thì có thể nói là giàu lên nhanh chóng cho nên ma vực này dần dần được gọi là ma kim sơn mạch ám chỉ rằng nơi đây vừa tốt vừa xấu nữ tử tinh tộc cười cười giải thích đạo hữu nói nhiều như vậy chẳng lẽ muốn ta tiến vào, đánh chết thánh giai mai thú bên trong. Hàn lập sờ sờ cầm, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói. Mặt hắn không một chút biểu tình, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu nữ tử trước mắt thật sự đề nghị như thế thì hắn lập tức không nói hai lời, chấm dứt cuộc nói chuyện và rời khỏi đây. Ngay cả khi thiên ngoại ma giáp rất hữu dụng, nhưng so với cái mạng nhỏ thì đương nhiên không bằng, trung tâm ma kim sơn mạch nguy hiểm như vậy vãn bối sao dám đề nghị như vậy nhưng cái vãn bối muốn nói cho tiền bối đúng là một số thánh giai ma thú ở trong ma kim sơn mạch nữ tử tinh tộc khẽ cười nhẹ lắc đầu nói rõ xem nào ánh mắt hàn lập chợt lóe tựa hồ nghĩ tới điều gì theo ta được biết hơn trăm năm trước có một thánh giai ma thú không biết tên không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên bỏ chạy ra khỏi ma kim sơn mạch liên tiếp tập kích gần vân thành nhưng đồng thời cũng bị vài thánh tộc đánh trọng thương trốn chui trốn nhủi mà vãn bối cơ duyên xảo hợp vừa mới biết được chỗ ma thú này ẩn thân. Nữ tử lộ ra vẻ thần bí, nói ra một câu làm hàn lập cả kinh. Ngươi nói thật không? Hàn lập hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng hỏi. Tuyệt đối không sai. Hơn nữa ma thú này năm đó bị thương quá nặng cho nên, lặng lẽ tìm một chỗ bí ẩn bên ngoài ma kim sơn mạch ngủ say, một thân thần thông không bằng một phần mười trước thời kỳ toàn thịnh. Phiền toái duy nhất chính là ma thú này lại tạo ra một ma khí kết giới, lập tức sẽ làm ma thú thức tỉnh, Ta tuy sơn biết tung tích của ma thú này nhưng vẫn không có cách nào bắt được, mà trong tay tiền bối có ma giáp, ngoại trừ ma hạch thì tất cả các tài liệu trên người ma thú sẽ thuộc về ta. Tiền bối nếu cảm thấy hứng thú thì ta sẽ chỉ chỗ ma thú này chi tiết. Tinh tộc nữ tử sau khi kể xong thì rốt cuộc trịnh trọng nói ra điều kiện của mình. Ma thú này có thật đang ngủ say ở ven bờ ma kim sơn mạch không, hơn nữa thần thông không bằng một phần mười lúc đầu. Ngươi như thế nào lại biết chính xác tình huống của ma thú này như vậy? Hàn lập trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi một câu, hắn nghe nữ tử này nói như thế thì hiển nhiên có chút động tâm nhưng sự tình trọng đại cần phải hỏi rõ ràng trước đã vãn bối tuyệt không dám gạt tiền bối xem bộ dáng tiền bối còn hoài nghi cho nên vãn bối cho tiền bối xem một vật nữa sẽ rõ ràng ngay nữ tử thấy hàn lập cẩn thận như thế ngược lại trong lòng vui vẻ nói tiếp theo tay vừa lật lại đột nhiên một cỗ hắc vụ từ trong tay áo bắn ra sau khi ngưng tụ thành hình thì hóa thành một con thú dừng lại trên đỉnh đầu của nữ tử toàn thân đen thui đúng là một quái điểu nhưng miệng màu hòa hồng hai mắt ánh vàng rực rỡ ma yên điều hàn lập liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch con chim này đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức bừng tỉnh không sai linh thú này tại linh giới cực kỳ thưa thớ là một trong vài loại ma thú mà ta thuần phục mặc dù không có lực công kích nhưng nói về tìm kiếm thì tuyệt đối vô cùng thần diệu thậm chí có thể cho chủ nhân đặt một tia ấn ký để thao túng ta biết nơi thánh giai ma thú kia ngủ say chính là dùng con chim này mấy lần lèn vào tận mắt quan sát nữ tử thản nhiên nói đã có ma điều này thì ta cũng tin đạo hữu nhưng thật hàn mỗ muốn hỏi thêm một câu nếu lúc đầu thánh giai ma thú này dưới sự liên hợp của thánh tộc mà còn có thể thốt thân được thì hắn không phải là thánh giai cấp thấp thần thông so với cùng giai thì lớn hơn rất nhiều đạo hữu không có cách nào đoán loại của ma thú này sao hàn lập gật đầu nhưng lại cẩn thận hỏi một câu mặc dù ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy lúc ma thú này toàn thịnh đánh nhau với thánh tộc nhưng nghe nói tương đương với thánh tộc nhị tam giai đương nhiên đây cũng chỉ là ta nghe người ta nói lại mà phán đoán cũng không thể khẳng định chính xác về phần chủng loại ma thú thì không thể đoán chính xác được nhưng tự hồ cùng với chân linh trong truyền thuyết sơn nhạc cự viên có vài phần tương tự nói không chừng thật sự có vài phần huyết mạch sơn nhạc cự viên hàn lập nghe nói thế thì sắc mặt lập tức biến đổi Đúng rồi, vãn bối có hình vẽ của ma thú này, tiền bối có thể xem qua. Nữ tử dường như nghĩ đến điều gì, ngọc thủ vừa nhất lấy ra một khối thạch phiến đã được chuẩn bị từ sớm. Hàn lập cũng không khách khí, trực tiếp bắt lấy thạch phiến, đặt lên chán, đem thần thức nhập vào trong. Quả nhiên có vài phần tương tự. Sau một hồi lâu, hàn lập thả tay xuống, trầm ngâm một hồi. Vãn bối nói nhiều như vậy, không biết ý tiền bối thế nào. Nữ tử tinh tộc nhìn hàn lập, mơ hồ có chứa một tia mong chờ. Không biết đạo hữu tên gì, sau khi Hàn Lập mỉm cười, bỗng nhiên hỏi ra một câu rất lạc đề, tiền bối cứ gọi vãn bối là tiêm tiêm là được. Nữ tử tinh tộc ngẩn ra, lập tức cười khẽ nói. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chương 1582 tiêm tiêm. Hàn Lập thì thào lặp lại một câu, gật đầu nói. Nếu ta không cần phải xâm nhập ma kim sơn mạch, hơn nữa chỉ cần thần thông của thánh giai ma thú này, giảm đi thì nguy hiểm này cũng nên thử một lần, nhưng phải nói trước nếu đến lúc đó sự tình không phải như ngươi nói hoặc là nguy hiểm quá lớn thì ta sẽ tùy thời từ bỏ việc này hơn nữa đến ngày ma kim sơn mạch mở ra thì ta hy vọng đạo hữu cùng ta đi một chuyến ta sẽ bảo vệ điều cuối cùng nếu thánh giai ma thú này thật sự có huyết mạch của sơn nhạc cự viên thì ta phải được một nửa chân linh huyết nếu những điều kiện này không được thỏa đáp ứng thì chúng ta không cần giao dịch nữa nói xong lời cuối cùng thần sắc hàn lập trở nên nghiêm nghị không thành vấn đề những điều kiện đó vãn bối đáp ứng tiêm tiêm hơi tự định giá. Thấy đối phương đáp ứng sảng khoái như thế, trên mặt hàn lập lộ ra vẻ tươi cười, không nói thêm gì, cổ tay run lên, nhất thời vòng chữ vật bay ra. Tay điểm một cái. Nhất thời một mảnh thanh sắc quang hà bay ra, mười mấy chai lớn nhỏ không đồng nhất, hộp gỗ, đồ vật gì đó. Bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Mặt khác còn có hơn 10 khối cực phẩm linh thạch sán lạng. Những đan dược này có thể sử dụng từ bây giờ cho đến khi cảnh giới của ngươi là thượng tộc trung giai, thậm chí có thể chờ giúp người đột phá chứng ngại. Chỉ là hiệu quả như thế nào thì còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác Về phần tài liệu thì ta cũng mất không ít công sức thu thập được Đạo hữu nhìn xem có vừa lòng không Hàn lập thản nhiên nói Đan dược không hề ích đều là thứ Hàn lập trước kia từng dùng đến Thậm chí còn có hai bình châu thiểm dịch cũng đem ra Không sợ đối phương có gì bất mãn Về phần tài liệu này là do khi đó hắn tại hòa hô quần đảo Giết chết hai yêu thú luyện hư kỳ Đây cũng là tài liệu vô cùng chân quý nhưng thật ra cực phẩm linh thạch thì hắn thu thập không nhiều, lấy ra nhiều như vậy quả thực là đau lòng. Quả nhiên nữ tử sau khi kiểm tra đan dược cùng tài liệu thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Mấy thứ này không tầm thường, hơn nữa cực phẩm tinh thạch này đủ để đổi được ma giáp. Nữ tử thu tất cả lại, mỉm cười nói. Đạo hữu hài lòng là được, việc này cứ quyết định như vậy, ta lưu lại cho ngươi một khối vạn lý phù, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không rời khỏi Thiên Vân Thành, đợi đến khi Ma Kim Sơn mạch mở ra, ngươi cứ dùng phù này thông báo cho ta." Hàn Lập mỉm cười, thần niệm vừa động, vòng chữ vật chợt lóe, xuất hiện một khối ngọc bài. Sau đó vòng chữ vật hóa thành một đạo thanh quang bay trở về, sau khi chợt lóe thì lần nữa xuất hiện trên tay Hàn Lập. "Được, vãn bối nhớ kỹ." Nữ tử gật đầu cười, thu ngọc bài vào tay. Hàn Lập không nói gì thêm, hai tay bắt quyết, trong miệng nói lầm bầm nhất thời kim sắc pháp tướng trong hắc khí và cả tử sắc chiến giáp chợt lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, Nguyên Anh trong cơ thể Hàn Lập vành miệng, mặt mang vẻ tươi cười. Nó nguyên bồn trên thân hình mập mạp, bất ngờ hiện ra một bộ tử sắc chiến giáp. Chuyện tiếp theo thì đơn giản. Nữ tử gọi là Tiêm Tiêm dùng pháp bàn đưa Hàn Lập trở lại cửa hàng, sau đó Hàn Lập rời đi. Trong thời gian tiếp theo, Hàn Lập đi qua rất nhiều cửa hàng khác, chủ yếu là tài liệu điếm, pháp khí điếm, vô lục điếm cùng một số cửa hàng phổ thông, mặc dù hắn cũng có thu hoạch, nhưng so với lúc có được thiên ngoại ma giáp thì hiển nhiên không thể so sánh bằng. Hàn lập đi trên đường một đêm, cho đến khi trời tờ mơ sáng thì mới gọi thú xa quay về nơi ở. Liên tiếp 10 ngày sau, Hàn lập chuyện gì cũng không làm, cứ như vậy đi tới các ngõ ngách cùng hàng trăm cửa hàng. Kể từ đó, cuối cùng Hàn lập đã sơ bộ hiểu rõ về Vân Thành. Trời tối, hướng chi lễ lại ngẫu nhiên tới tìm, cùng Hàn lập trò chuyện trong chốt lát trong lúc ở đây vân thành thoạt nhìn ngoài chặt trong lòng nhưng sinh hoạt lại hết sức bình thường không nào vì đại chiến sắp tới mà trở nên khẩn trương không biết bởi vì thiên vân chư tộc đã quen với việc giác si tộc tiến công hay là cho rằng giác si tộc căn bản không thể đánh tới gần phụ cận vân thành một ngày kia hàn lập lần nữa ra khỏi khách sạn nhưng không đi đến cửa hàng nào nữa mà là trực tiếp gọi một thú xa nói với sa phu một câu vân hà sơn sau đó chui vào trong thú xa không hề nói thêm gì thú xa nhất thời vội vàng chạy trên đường lúc này đây thú xa đi hơn nửa vân thành tới một ngọn núi cao thì bỗng nhiên dừng lại hàn lập xuống xe hai mắt nhìn ngọn núi trước mắt một hồi lâu đích xác là một ngọn núi cao chọc trời chừng hơn ba nghìn trượng cây xanh phủ khắp nơi đồng thời một cỗ linh khí tinh thuần đập vào mặt núi này hóa ra lại có cực phẩm linh mạch hàn lập nhìn xung quanh gần đó có bảy ngọn núi lớn khác nhau độ lớn cũng tương tự nhau đây là bát vân xuyên sơn nổi tiếng ở vân thành nghe nói trước đó thật lâu vài người có thần thông to lớn trong thành thi triển thần thông quỷ thần khó lường mạnh mẽ đem tám ngọn núi lớn trên mắt đất chuyển lên vân thành mặt khác cũng từ mặt đất bốc lên tám cực phẩm linh mạch chôn vào trong núi vì thế hình thành nên tám linh mạch trong tám ngọn linh sơn này tám ngọn linh sơn cũng là nơi người ta ở lại lâu nhất trong vân thành mỗi người đều có một động phủ động phủ này cũng không phải của riêng ai mà toàn bộ đều là cho thuê đương nhiên thời gian cho thuê không quá trăm năm hơn nữa giá cả lại vô cùng đắt nhưng như vậy nhiều khi cung không thể đáp ứng được cầu động phủ của giáp thiên mục tạm thời ở ngay phía trước trong vân hà sơn này dựa theo địa chỉ động phủ hàn lập hóa thành thanh quang lập tức bay thẳng lên núi bát vân sơn cũng là nơi duy nhất trong vân thành cho phép phi độn hàn lập hiển nhiên không hề cố kỵ mà hắn đến này này tự nhiên là bởi vì đối phương đã hẹn tặng thông linh khôi lỗ trong khoảng thời gian này hàn lập hiển nhiên hiểu rõ không ít về tình huống của vạn cổ tộc Tộc này trong thiên vân 13 tộc mặc dù bài danh trung bình, nhưng đối với nguyên cứu khôi lỗ đã đạt tới tình trạng khó tin. Có thể nói, là một trong ba chủng tộc lớn am hiểu nhất về khôi lỗ thuật tại lôi minh đại lục. Lúc đầu không hiểu về thông linh khôi lỗ, nhưng sau khi hàn lập xem qua điển tịch, hơn nữa còn được hướng chi lễ giải thích thì rốt cục cũng hiểu được. Loại khôi lỗ này uy lực thấp nhất cũng ngoài hóa thần kỳ, có linh tính nhất định, cho dù không cần phân thần thao túng, cũng có thể tự chấp hành một số mệnh lệnh đơn giản, bởi vì vậy có thể thấy được mức độ quý hiếm, hơn nữa Hàn Lập nghe nói loại thông linh khôi lỗ này có thể tự mình tiến hóa, thậm chí cuối cùng cũng có thể có được linh trí không hề thấp. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, vạn cổ tộc vẫn chưa công khai thừa nhận việc này, nhưng cứ như vậy cũng làm cho thông linh khôi lỗ được phủ lên một tấm màn thần bí. Đương nhiên loại thông linh khôi lỗ này, cho dù vạn cổ tộc luyện chế nhiều thì cũng không bán ra ngoài. Ngẫu nhiên có một hai khối xuất ra, đều bị các tộc khác tranh đoạt, mỗi khối cũng có thể đạt đến cái giá trên trời nghe nói thông linh khôi lỗ có nhiều chỗ kỳ dị như vậy cho nên hàn lập vốn tinh thông luyện chế khôi lỗ hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú cộng thêm việc hắn có thêm mục đích khác cho nên tự mình đến núi này hàn lập biến thành thanh hồng sau vài lần chớp động đã ở một bên sườn núi hẻo lánh hạ xuống trước mặt hắn không xa là một vách núi phẳng lì ở trên có một cửa đá hàn lập không trực tiếp tiến lên gõ cửa mà tay áo vung lên nhất thời một đạo hỏa quang bắn ra sau vài lần chớp động liền bay vào trong cửa đá không thấy bóng dáng kết quả không bao lâu trên cửa chợt lóe thanh sắc quang hà đại môn tự mở ra giáp thiên mộc tươi cười đi ra ha ha quả nhiên là hàn đạo hữu nhưng tại sao bây giờ đạo hữu mới đến tại hạ đã chờ mấy ngày rồi hàn mỗ có một số việc trong người cho nên không thể nhanh được mong giáp đạo hữu không cảm thấy phiền hàn lập cẩn thận đánh giá đối phương vài lần khi thấy khí sắc đối phương vui vẻ thì mỉm cười nói thì ra là thế nơi này không phải là nơi nói chuyện mời đạo hữu vào trong động phủ như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh Hàn Lập cũng không khách khí đi vào. Động phủ của Giáp Thiên Mộc cũng không tính là lớn, xuyên qua một thông đạo ngắn liền tiến vào một thính đường rộng hơn 30 trượng. Bố chi cũng táo nhã, trên trần ngoại trừ mấy viên dạ quang châu, thì trong thính đường còn có hai bàn trà cùng mấy trăm cái ghế. Trừ những thứ này ra thì không còn gì cả. Thậm chí bốn vách cũng là đá bình thường. Mời đạo hữu ngồi. Giáp Thiên Mộc ngồi xuống ghế chủ tọa, sau đó bắt chuyện nói. Sau khi Hàn Lập gật đầu thì ngồi xuống một bên, Hai tiếng bốc bốc truyền đến, Giáp Thiên Mộc không nói hai lời, trước tiên vỗ tay hai cái, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhất thời nhìn về phía cửa, bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân. Một lát sau, một mỹ nữ khoảng 20 tuổi, một thân hoàng sắc cung trang, hai tay cầm một hộp gỗ, thướt tha đi ra. Nữ tử này đi tới thính đường, cầm hộp gỗ trong tay đặt trước mặt Hàn Lập, sau đó cung kính đứng một bên không nói lời nào. Một màn kỳ quái xuất hiện ánh mắt hàn lập chỉ đảo qua hộp gỗ liền rời đến trên người nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Như thế nào, chẳng lẽ đạo hữu nhìn chúng nha đầu sai vật này của ta, nếu thật sự thích thì ta sẽ đem biếu tặng. Giáp thiên mục thấy cảnh này chỉ khẽ cười một tiếng. Chương 1583 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không phải, Hàn Mỗ chỉ là cảm thấy thông linh khôi lỗ quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải tại hạ cũng am hiểu một ít về khôi lỗi thuật và thần niệm bí thuật, thì sợ rằng đã xem thông linh khôi lỗi này như người thật. Linh áp, khí tức trên người nàng hóa ra lại giống như người tu tiên chúng ta. Hàn lập nở nụ cười, thở dài khen. Ha ha, Hàn đạo hữu đã nhìn ra. Hắc hắc, trong số đồng đạo dưới thánh tộc đến động phủ của ta, đạo hữu tuyệt đối là người đầu tiên nhìn ra nữ tử này là khôi lỗi. Khôi lỗi này là năm đó ta tự tay luyện chế, lúc đầu đã giấu giếm được không biết bao nhiêu bạn tốt giáp thiên mục nghe hàn lập nói vậy không hề uê oài mà ngược lại cao hứng cười ha ha dường như chuyện hàn lập phát hiện ra thân phận của khôi lỗi đã làm hắn sinh ra cảm giác tri kỷ tại hạ cũng chỉ là may mắn thôi bất quá cấp bậc thông linh khôi lỗi này tựa hồ không quá cao chỉ chú trọng về hình dáng hàn lập nhìn khôi lỗi giống y như người thật này mỉm cười nói hàn huynh tuệ nhãn như đuốc a à, khôi lỗi này ta luyện chế chỉ có thực lực thượng tộc tam giai hoàn toàn theo đuổi phương diện linh tính nhưng đáng tiếc là ta bồi dưỡng cho đến bây giờ linh tính cũng không được đề cao. Giáp Thiên Mộc thở dài một hơi, quay lại nhìn thoáng qua nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. mà đúng lúc này thì nữ khôi lỗi phảng phất hướng Giáp Thiên Mộc mỉm cười, nhưng lập tức thu lại vẻ tươi cười, lần nữa mặt không biểu tình. Hàn lập chứng kiến cảnh này thì có chút không biết nói gì. được rồi, Hàn huynh xem thông linh khôi lỗi trong hộp đi, xem thử có hài lòng không. sau khi Giáp Thiên Mộc thu hồi ánh mắt thì hướng Hàn lập cười hỏi một câu như vậy tại hạ cũng không khách khí. Hàn lập gật đầu, tay áo phát lên một cái, một mảnh thanh hà bay ra. Một tiếng két vang lên, hộp gỗ mở ra, hiện ra vật trong hộp. Đây là... Hàn lập ngưng thần nhìn, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trong hộp gỗ bất ngờ là một con bạch xà dài một thước, toàn thân trong suốt sáng long lanh, được bao phủ bởi một tầng linh quang. Đây là thông linh khôi lỗi hình dáng mới mà tiểu đệ luyện chế không lâu, cảnh giới đại khái tương tự với đạo hữu, cũng là thượng tộc thất dài, mặc dù cấp bậc không cao nhưng lại có thể biến hóa ra hai loại hình thái nếu không phải hàn huynh đã cứu tiểu đệ một mạng thì giáp mỗ thật đúng là không nỡ lấy ra khôi lỗi này giáp thiên mộc lộ ra vài phần không nỡ hai loại hình thái hàn lập nghe vậy có chút kinh ngạc không sai mặc dù không trích huyết nhận chủ nhưng ta cũng có thể thao túng đơn giản một chút để hàn huynh nhìn thử xem giáp thiên mộc vừa nói tiếp theo tay bắt quyết hướng hộp gỗ nhạy điểm một chỉ nhất thời một tia bạch quang mang bắn ra, sau khi chợt lóe liền chui vào trong thân thể bạch xà. Linh quang chợt lóe, nguyên bồn bạch xà bất động đột nhiên dãy ruộng, lập tức bạch quang đại phóng, hóa thành một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra. Sau đó hóa thành bạch mãng dài một trượng, bay lượn trên không trung của đại sảnh. Từ xa nhìn lại, mãng xà này hai mắt màu đỏ, lân phiến chớp động, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt, so với cự mãng thật thì không hề khác nhau. Đột nhiên giáp thiên mộc quát khẽ một tiếng, tay giơ lên đánh ra một đạo pháp quyết, Thân hình bạch mãng bỗng nhiên run lên, bạch quang đại phóng, bạch mãng liền trong nháy mắt biến thành một nữ tử đẹp như tranh vẽ, áo bào trắng tung bay, chỉ là trong mắt hơi mờ mịt, huyền phù giữa không trung không nhúc nhích. Thế nào, thông linh khôi lỗi này vô luận đối địch hay dùng như tỷ nữ trong động phủ thì cũng cực kỳ thích hợp. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao linh thạch khá nhiều, gấp mấy lần thông linh khôi lỗi khác. Hơn nữa bởi vì bản thân khối lỗi hơn phân nửa chỉ dùng hàn quang tinh thiết luyện chế, cho nên cũng có thể dùng linh thạch băng thuộc tính cực kỳ hiếm mới có thể sử dụng đạo hữu nếu thật sự muốn thì sau này khẳng định tiêu hao linh thạch không hề ích giáp thiên mộc giải thích linh thạch băng thuộc tính tuy hiếm nhưng hàn mỗ cũng thu thập được một chút chỉ cần khôi lỗi này hữu dụng thì ta không khách khí nhận lấy hàn lập ngưng thần nhìn bạch bảo nữ tử trên không trung một hồi lâu sau đó nhoèn miệng cười ha ha chỉ cần hàn huynh hài lòng là được khôi lỗi này một khi trích huyết nhận chủ thì không ai khác có thể thao túng giáp thiên mộc cười tay bắt quyết điểm về khôi lỗi trên không trung một cái nhất thời bạch bảo nữ tử thoáng một cái trực tiếp hóa thành bạch quang bay vụt về phía hàn lập sau khi xoay tròn thì hóa thành một bạch xà rơi vào trong hộp cùng lúc đó hàn lập vất tay thanh hà cuộn lên đem nắp hộp lần nữa đóng lại giáp đạo hữu mới vừa rồi nghe người ta nói thông linh khôi lỗi là do tự tay ngươi làm như vậy tạo nghệ luyện chế khôi lỗi của đạo hữu chắc cũng rất cao trong tay tại hạ trùng hợp cũng có một số loại khôi lỗi loại mới rất thú vị, đạo hữu có muốn nhìn một chút không? Hàn lập thu hộp gỗ về, sau đó liền hướng giáp thiên mộc cười nói. Ồ, khôi lỗi loại mới. Đạo hữu mau lấy ra để ta nhìn một chút. Giáp thiên mộc nghe nói vậy, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hàn lập cười cười, tay lật lại, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất ra một hộp ngọc, phía trên linh quang lập lòe, có dán mấy đạo cấm chế phủ toàn. Sau khi tháo phủ toàn xuống, hắn vỗ nhẹ vào hộp, nhất thời từ trong ngọc hạp bay ra hơn 10 tiêu nhân nhỏ cỡ một tấc, đúng là thứ hàn lập có được từ yêu vương huyết bào nhân ở địa uyên, một nhóm thị linh khôi lỗi. Những người này vừa bay ra đại sảnh thì đột nhiên phát ra một đoàn ngũ sắc vân vụ, sau khi vân vụ tản ra hết thì trong đại sảnh xuất hiện 12 mỹ nữ mặc ngũ sắc y sam, dáng người thướt tha, xinh đẹp quyến rũ. Mà hai bên sườn đại sảnh thì đồng thời xuất hiện 24 nam tử trẻ tuổi, mi thanh mục tú, cầm trong tay đủ các loại nhạc khí, khoanh chân mà ngồi, Hàn Lập không thúc giục bất cứ pháp quyết gì, đột nhiên tiếng nhạc êm tai vang lên trong đại điện, làm cho người ta nghe xong vui vẻ thoải mái. Mà mỹ nữ thân hình nhoáng lên, nhảy múa theo điệu nhạc, chỉ thấy nữ tử eo thon, ngũ sắc sam y tung bay, mang theo mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh khắp nơi đều là lệ ảnh mê người, xinh đẹp cực kỳ động lòng người. Từ khi những người này xuất hiện, Giáp Thiên Mộc liền mở to hai mắt, nhìn thẳng không hề chớp mắt không biết bao lâu sau tiếng nhạc động lòng người kia dừng lại mỹ nữ cũng ngừng múa đều thúc thủ đứng một bên quả nhiên có chút ý tứ những người này không phải là hàn đạo hữu làm chứ giáp thiên mộc thở dài một hơi ánh mắt chớp động lầm bầm nói đạo hữu cũng nhìn ra khôi lỗi này gọi là linh thị là một loại khôi lỗi nửa linh vật nó khác với thông linh khôi lỗi chính là đem một loại tinh hồn của linh trùng kết hợp với khôi lỗi lại nói tiếp, so với thông linh khôi lỗi của đạo hữu cũng có chút khúc mắc, đồng dạng chỉ làm theo bản năng, không có linh trí, càng không thể để cao linh tính. Hàn Lập vừa cười vừa nói, đem linh thể hòa hợp với khôi lỗi, loại suy nghĩ này trước kia ta cũng từng nghĩ qua, nhưng sau khi thử nghiệm nhiều loại tinh hồn của linh thú mà vẫn không thành công. Những linh thị này dung nhập loại linh thể nào vậy? Giáp Thiên Mục nghe Hàn Lập nói vậy, lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, không chần chừ hỏi ngay, linh thị này là trong lúc ta vô ý tìm được, dung nhập loại linh thể nào thì cũng không rõ lắm. Nhưng có những linh thị này trong tay, đạo hữu tách chúng ra, hẳn là có thể tìm ra chân diện mục, đây chắc là chuyện không khó. Hàn lập sờ sờ cầm, thâm ý nói. Điều này cũng đúng. Cái gì, chẳng lẽ Hàn huynh nguyện ý tặng những khôi lỗi này cho tại hạ? Giáp thiên mục có chút tỉnh ngộ, nhưng lập tức lại kinh hãi. Những linh thị này mặc dù thú vị, nhưng đối với tại hạ cũng không hữu dụng, Ma tạo nghệ khôi lỗi thuật của đạo hữu thật kinh người, có chúng nó thì nói không chừng có thể tiến thêm một bậc. Hàn Lập bình tĩnh nói, những linh thị này đích xác rất hữu dụng với tại hạ, nhưng thứ quý giá như vậy, tại hạ nào có thể dễ dàng nhận lấy. Nếu được thì tại hạ sẽ dùng linh thạch để mua chúng. Giáp Thiên Mộc cuống quýt lắc đầu nói, linh thạch thì quên đi, giáp đạo hữu nếu thật sự không muốn nhận không công, thì tại hạ có mấy vấn đề muốn hỏi đạo hữu. Nếu đạo hữu có thể trả lời một chút thì tại hạ đã cảm thấy mỹ mãn rồi ánh mắt hàn lập chợt lóe rốt cục nói ra mục đích của mình vấn đề hàn huynh có vấn đề gì cứ nói ra nhưng dính đến bí ẩn trong tộc chúng ta thì tại hạ không thể tiết lộ được giáp thiên mục nghe vậy ngẩn ngơ nhưng sau đó cẩn thận trả lời điều này hiển nhiên vấn đề của tại hạ tuyệt đối không dính đến bí ẩn của quý tộc hai mắt hàn lập híp một chút khẽ cười vậy hàn huynh cứ việc hỏi thần sắc trên mặt giáp thiên mục thả lòng gật đầu nói Mấy ngày nay tại hạ ở trong thành, nghe người ta nói Thiên Vân dường như có một truyền tống trận đến đại lục, không biết việc này có thật hay không, nếu như là có thì không biết ai đang nắm giữ." Hàn Lập nghiêm nghị hỏi. "Truyền tống trận đến đại lục, đích xác là có một cái như vậy, nhưng pháp trận này không nằm trong tay một tộc này, mà là đồng thời được vài tộc trong 13 tộc chúng ta cử người trông coi." Giáp Thiên Mộc hiển nhiên đối với câu hỏi của Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng lại dễ dàng trả lời. "Không biết là những tộc này trông coi." Hàn Lập lại hỏi tiếp bởi vì pháp trận này phải được trông coi cẩn thận, cũng thường xuyên tu sửa cho nên do tinh tộc, thạch kiến tộc, đa thủ tộc cùng với vạn cổ tộc chúng ta trông coi. Hàn đạo hữu, người cảm thấy hứng thú với cách bố trí pháp trận này, hay là muốn sử dụng truyền tống trận? Giáp Thiên Mộc một bên tùy ý trả lời, một bên như nghĩ tới điều gì đó, hỏi một câu. chương 1584 Giáp Thiên Mộc nếu có thể tạo nghệ kinh người về khôi lỗi thuật như vậy, thì bản thân cũng thông minh hơn người. Nghe Hàn Lập hỏi thì lập tức đoán ra vài phần dụng ý, tại hạ đích sắc muốn mượn truyền tống trận đến đại lục khác. Sự tình đến nước này, Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên nói ra. Muốn sử dụng truyền tống trận này, sợ rằng rất khó. Giáp Thiên Mộc cười khổ một tiếng, không hỏi nguyên nhân mà chỉ cuống quýt lắp đầu. Ta biết loại truyền tống trận này vô cùng tốn kém, nhưng vô luận tốn kém thế nào cũng phải mượn một lần. Ta chỉ muốn hỏi đạo hữu một chút, lấy thân phận ngoại tộc như ta, có khả năng mượn truyền tống trận hay không? Hàn lập nhìn chăm chăm giáp thiên mộc, chậm rãi hỏi, trên mặt hắn không có chút dị sắc nhưng thực tế trong lòng lại gấp gáp. Những lời cuối cùng này mới chính là mục đích chính thức của hắn khi tới đây. Nếu đạo hữu đã hỏi như thế thì ta cũng nói thật, nếu Hàn Huynh là thánh tộc, hơn nữa xuất thân từ thiên vân chúng ta thì sử dụng pháp trận này, một lần cũng không phải là việc khó. Nhưng lấy tình huống hiện tại của Hàn Huynh thì đúng là vô cùng khó khăn. Bất quá hiện tại giác si tộc đang xâm lấn quy mô lớn, không phải là không có cơ hội, nếu đạo hữu có thể trong khi giao chiến, vì thiên vân lập vài công trạng lớn, thì hẳn có thể thương lượng nói chuyện này với mấy vị trưởng lão trong tộc. Lại nói tiếp, bởi vì nguyên nhân đại chiến cho nên 13 tộc chúng ta cũng không kiêng nể thu nhận khách khanh ngoại tộc. Mà chuyện Hàn Huynh từng diệt sát giác si tộc cung cấp, ta đã nói qua với mấy vị trưởng lão trong tộc, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với đạo hữu. Giáp thiên mục trầm ngâm một lát, cũng không khẳng định lắm nói. Hàn Lập nghe đối phương nói như vậy thì nhíu mày, Lấy tính cách của hắn, hiển nhiên không muốn tham gia vào tranh đấu giữa hai tộc. Quy mô cuộc chiến khổng lồ như thế, cho dù tu vi như hắn thì nếu không cẩn thận thì cũng dễ dàng bỏ mạng. Đa tạ đạo hữu đã cho biết, tại hạ trở về suy nghĩ đã. Nhưng nếu hàn mỗ muốn gặp trưởng lão quý tộc thì không biết giáp đạo hữu có thể đến lúc đó. Hàn lập ngưng trọng, gật đầu, đột nhiên hỏi. Tại hạ nhận lễ vật của hàn đạo hữu, chút việc nhỏ ấy hiển nhiên không thành vấn đề. Giáp thiên mục nghe hàn lập nói vậy, mỉm cười, không chút do dự đáp ứng, hàn lập nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ tươi cười kế tiếp hàn lập sẽ không đề cập đến chuyện truyền tống trận mà cùng giáp thiên mục trò chuyện một chút về những việc liên quan đến khôi lỗi giáp thiên mục nghe nói đến khôi lỗi thuật thì nhất thời hai mắt phát sáng miệng nói liên miên không dứt bộ dáng như đúng chỗ ngứa ma tạo nghệ khôi lỗi thuật của hắn quả nhiên cực kỳ kinh người không ít câu làm hàn lập nghe xong đều phải trầm ngầm một trận được khai thông không ít mà ngược lại, Hàn Lập từ đại diễn thần quân cũng biết được một chút độc đáo về khôi lỗi thuật, cho nên đôi khi cũng làm Giáp Thiên Mộc ngoài ý muốn, càng trò chuyện với Hàn Lập thật vui. Nửa ngày sau, Hàn Lập được Giáp Thiên Mộc tiễn xuống chân núi Vân Hà Sơn, quay trở về nơi ở, vừa tiến vào phòng, Hàn Lập lập tức kích hoạt cấm chế, đem nơi ở hoàn toàn phong tỏa, sau đó tùy ý đi tới góc phòng ngồi xuống bàn. Lúc nãy hắn đi ra ngoài, mặc dù vẫn chưa có đáp án hài lòng nhất, nhưng cuối cùng cũng biết rõ vài phần về chuyện truyền tống trận. Huống hồ, hắn còn có một thông linh khôi lỗi tác dụng không nhỏ. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, bỗng nhiên phất tay một cái, thanh quang trên tay chợt lóe, một hộp gỗ liền xuất hiện trong tay. Hắn không suy nghĩ nhiều, đem nắp hộp nhẹ mở ra, lộ ra bạch xà dài nhỏ đang nằm yên trong hộp. Hàn Lập ngưng trọng nhìn vật trong hộp, làm mang trong mắt thoáng hiện ra, ánh mắt tựa hồ muốn đem khôi lỗi này tìm khe hở, nhưng thông linh khôi lỗi này lại giống như một thể, cho dù hắn vận dụng minh thanh linh mục, nhưng mấy bộ phận quan trọng vẫn chỉ thấy mờ mờ, căn bản không nhìn rõ được. Hàn Lập thấy vậy, nhướng mày, lập tức phóng thần niệm cường đại ra, bao phủ hoàn toàn Bạch Xà vào trong. Thần niệm trong nháy mắt đảo qua mấy chỗ này, nhưng những bộ phận đó không biết luyện chế bằng cách nào, mà lại bắn ngược thần niệm lại. Những bộ phận khác của Bạch Xà thì cũng bình thường không khác gì những khối lỗi khác, cũng là do một số tài liệu đặc thù chế tạo một vài cơ quan bố trí có chút xảo diệu nhưng hắn cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng xem được xem ra chỗ huyền diệu chính thức của thông linh khôi lỗi là nằm ở mấy bộ phận hắn không thể xem được hắn cũng không phải muốn dựa vào thần niệm cường đại mạnh mẽ xâm nhập vào những nơi đó nhưng hậu quả khẳng định là thông linh khôi lỗi sẽ bị tổn hại hơn nữa nếu hắn có thể làm được thì những người có thông linh khôi lỗi trước hắn sao lại không thể làm được chuyện này nhưng hiện tại xem ra bí mật thông linh khôi lỗi vẫn chỉ mình vạn cổ tộc nắm giữ hơn phân nửa là cho dù tổn thương khôi lỗi vẫn không thể tìm hiểu bí mật trong đó thần sắc hàn lập do dự vài lần rốt cục tạm thời từ bỏ ý định này quyết định tạm thời trước tiên cứ đem khôi lỗi nhận chủ trong lòng nghĩ như thế hắn đột nhiên há miệng phun ra một đạo thanh ti kết quả thanh ti chợt lóe quấn vào cổ tay hàn lập sau đó lần nữa bay vụt trở về nhập vào thân hình không thấy bóng dáng mà lúc này hàn lập mới lạnh nhạt đem cổ tay hướng về phía trước người thanh quang chớp động, tinh huyết từ trong cổ tay từ từ nhỏ xuống, vừa lúc rơi vào bạch xà trong hộp. Mấy giọt tinh huyết khi vừa tiếp xúc với thân hình sáng long lanh của bạch xà, liền quỷ dị biến mất không thấy đâu. Tiếp theo, hai tay hàn lập bắt quyết từng đạo pháp quyết liên tiếp bắn ra, nhập vào bạch xà. Nguyên bổn bạch xà đang bất động đột nhiên nhúc nhích, đồng thời trong miệng phát ra tiếng khì khì. Tiếp theo khối lỗi này thoáng một cái, từ trong hộp bay ra, trước mặt hàn lập lắc đầu quẫy đuôi bay qua bay lại hàn lập coi như không nhìn thấy việc này tay lần nữa lật lại dĩ nhiên xuất ra nhiều lục sắc pháp bàn tay giơ lên tất cả pháp bàn hóa thành mười mấy đạo linh quang bắn ra sau khi chúng xoay tròn thì bỗng nhiên biến mất vào không trung tiếp theo một tiếng phốc suy chuyển đến một ngũ sắc quang trận cỡ lớn một trượng hiện ra giữa hư không bên trong có các loại phù văn nhiều màu chất động có vẻ vô cùng huyền diệu hàn lập không suy nghĩ thêm hướng bạch xà điểm một cái hồng quang trong mắt khôi lỗi chợt lóe, sau khi bay vòng một lượt thì không thể ngăn cản thần niệm chi lực của Hàn Lập, từ từ bay vào trong quang trận. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng thúc dục pháp quyết. Nhất thời cả quang trận phát ra tiếng trầm thấp, tiếp theo vô số phù văn trôi nổi, tuôn về phía khôi lỗi. Ngoài thân bạch xà hiện lên một tầng huyết quang đỏ tươi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích để mặc phù văn này dung nhập vào thân. Hàn Lập thấy tình hình này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Loại phương pháp nhận chủ này là hắn từ thiên bằng tộc học được, công hiệu nhận chủ so với bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù tu vi pháp lực xa hơn hắn gấp 10 lần, nếu khôi lỗi đã nhận chủ thì có muốn cướp, căn bản là chuyện mơ. Hàn lập một bên thúc dục pháp quyết, một bên chậm rãi nhắm hai mắt mặc cho quang trận trong hư không liên tục chất động. Nghi thức nhận chủ lần này kéo dài một ngày một đêm, đến khi hàn lập mở mắt thì mới ngưng lại. Trong miệng hàn lập lẩm bẩm, hướng quang trận ngoắc một cái, bạch xà bên trong lập tức bạch quang đại phóng, tiếp theo bắn nhanh ra, sau khi xoay tròn liền biến thành một bạch y nữ tử, từ từ rơi xuống bên cạnh Hàn Lập, mặt không chút biểu tình, không nói một lời nào. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, hướng đôi mắt đẻ của nữ tử đánh giá vài lần, khóe miệng vểnh lên, thi theo một câu, nhìn bộ dáng người thì linh tính đúng là không cao, giống như là trẻ sơ sinh, sau này sẽ gọi ngươi là oa oa. Bạch y nữ tử nghe Hàn Lập nói vậy, hồng quang trong mắt chợt lóe, nhưng vẫn lạnh như băng không nhúc nhích hàn lập lắc đầu tay bắt quyết linh quang ngoài thân bạch y nữ tử lần nữa chớp động lần nữa hóa thành bạch xà chợt lóe bay vào trong tay áo hàn lập không thấy bóng dáng tiếp theo hắn điểm một vài cái về phía quang trận quang trận liền biến mất lần nữa hóa thành mười mấy pháp bàn nhưng hàn lập lại trầm ngâm lấy ra một bạch sắc ngọc hạp mặt ngoài dán phù toàn đỏ đạm đúng là hộp thần bí mà đại đầu nhân đưa cho đám người hàn lập ngày đó đại đầu nhân rất thận trọng cộng với việc giác si tộc đuổi giết đã nói lên rằng vật ấy rất quan trọng nhưng bởi vì hộp có thể bị hạ cấm chế cực kỳ lợi hại cho nên hàn lập vẫn không có thời gian cẩn thận tìm cách mở ra nguyên cứu hiện tại mắt thấy có lẽ phải quan hệ với trưởng lão vạn cổ tộc hiển nhiên hắn muốn trước tiên chuẩn bị kỹ xem một chút có thể lợi dụng thêm gì không thậm chí trong lòng hàn lập mơ hồ đoán vật này rất quan trọng đối với vạn cổ tộc nói như vậy không chừng có thể đổi ngọc hạp này lấy một lần truyền tống đương nhiên nếu trước tiên không xem được thứ trong ngọc hạp là gì thì hàn lập cũng không cam lòng giao cho vạn cổ tộc chỉ có biết rõ về vật này thì hắn mới có thể có kẻ mặc cả với vạn cổ tộc. Hàn Lập lấy tay vuốt về ngọc hạp, trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía vách tường một cái, chợt nhíu mày. Vạn nhất bài trừ ngọc hạp gây ra động tĩnh quá lớn, chút cấm chế ấy không thể hoàn toàn che giấu, phải gia tăng thêm mấy tầng mới được. Nghĩ vậy, Hàn Lập lại từ vòng chữ vật lấy ra vài trận kỳ, phóng chúng vào góc tường bốn phía. Nhất thời một tầng thanh quang cùng một tầng ngũ sắc quang mạc đồng thời hiện lên nhưng cứ như vậy, Hàn Lập vẫn chưa yên tâm, lại vỗ lên không trung. Một bóng đen từ trong lòng bàn tay bắn ra, thoáng một cái hóa thành một hắc sắc tiểu sơn cao một thước, tại đỉnh đầu Hàn Lập quay tròn. Linh quang chợt lóe, một tầng hôi quang từ đáy tiểu sơn phun ra, một chút liền hóa thành một tầng quang mạc, đem phạm vi vài trượng quanh Hàn Lập bao phủ lại. Kể từ đó, khu vực gần Hàn Lập nhất thời trở nên vô cùng nghiêm ngặt và kiên cố. Chương 1585 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé phủ triện màu đỏ đậm bên ngoài hộp hàn lập sớm đã nghiên cứu qua không có gì đặc biệt chỉ dùng để áp chế linh áp cố kỵ duy nhất chính là không biết linh phù này có liên quan tới cấm chế khác trong hộp hay không hắn cũng không muốn khi vừa tháo phù toàn xuống lập tức hộp nổ tung hủy diệt vật bên trong thời gian dài ngồi suy nghĩ cách gỡ phù toàn xuống như thế nào thì hắn cũng đã hiểu rõ nếu đổi lại người khác, có lẽ sẽ cảm thấy phiền toái, nhưng hắn mang nhiều loại thần thông, đối với các cấm chế đều có cách phá giải kỳ diệu. Cho nên sau khi Hàn Lập bố trí phòng ngự xong, liền cầm hộp ném lên trên không trung, làm cho nó huyền phù bất động trên không. Sau đó hắn dùng thần niệm thúc dục hắc sắc tiểu sơn, một bàn tay trắng noãn trào về phía hộp một cái, nhất thời từ tiểu sơn phun ra nguyên từ thần quang, so với lúc trước còn nhiều hơn vài phần, đồng thời bàn tay trắng noãn xòe ra, năm khối bạch cốt khô lô từ năm đầu ngón tay bắn ra, sau khi gào thét liền lao về phía hộp, chúng bay lượn xung quanh hộp, phá, hàn lập quát khẽ một tiếng, hướng năm khô lô điểm một cái. Vài tiếng phốc phốc trầm muộn truyền ra, năm khô lâu đồng thời há miệng, ngũ sắc hàn diễm cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ lấy ngọc hạp vào trong. Một màn kinh người xuất hiện, ngũ sắc hàn diễm thoáng một cái, nhẹ nhàng gỡ phủ toàn ra, nguyên bồn là nhẹ nhàng, nhưng ngũ sắc hàn diễm chậm lại rất nhiều, bị hàn lập nhìn chăm chăm không chớp mắt. Một lúc sau, cuối cùng phù toản cũng hoàn toàn cách ly khỏi ngọc hạp, nhưng chỉ chút thời gian đó cũng đủ để hàn lập, quan sát tất cả biên hóa dị thường trong ngọc hạp. Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, nguyên bồn ngũ sắc hàn diễm đang vây quanh ngọc hạp, một chút biến hóa thành ngũ sắc đại thủ, cầm lấy hộp ngọc mở ra, một cỗ ba động cực kỳ mãnh liệt từ trong hộp phóng lên cao tiếp theo một đoàn kim sắc quang cầu bắn ra nhưng lại bị ngũ sắc đại thủ chụp lấy lập tức không thể nhúc nhích chút nào nhưng đúng lúc này truyền một tiếng phanh lấy ngọc hạp làm trung tâm một hồng sắc quang trận quỷ dị hiện lên tiếp theo co giãn liên tục tựa hồ sẽ nổ tung hàn lập liếc mắt thấy bên trong quang trận này ẩn chứa linh lực đáng sợ hắn không khỏi biến sắc tay bắt quyết, ngũ sắc đại thủ bỗng nhiên nắm chặt kim ngân quang đoàn, hóa thành một đạo ngũ sắc quang hồng bay thẳng đến góc tường, đồng thời nguyên từ thần quang đột nhiên cuồng trước, hóa thành hôi sắc quang trụ giống như thực chất, đem bạch sắc quang trận vây vào bên trong. Sau đó một khắp quang trận liền nổ tung. Một vòng bạch sắc quang vựng trong nháy mắt xuất hiện trong quang trụ. Quang trụ lập tức kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện lên một tầng sóng quỷ dị, tựa hồ tùy thời đều có thể bị quang vựng phá ta hai mắt Hàn Lập híp lại, tiếp theo trong mũi vang lên một tiếng hừ lạnh, há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu này xoay tròn, liền hóa thành một ngân sắc hỏa điều, chợt lóe liền lao thẳng vào trong hôi sắc quang trụ, đánh vào bạch sắc quang vựng. Một lát sau, chuyện tình quỷ dị xuất hiện. Trong bạch sắc quang vựng, nguyên bồn đang bạo liệt giống như núi lửa sắp phun trào, đột nhiên suy yếu, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được đang kịch liệt thu nhỏ lại. Chỉ sau vài lần hô hấp liền chợt lóe rồi biến mất mà ở chỗ cũ, ngân sắc hỏa điểu đang cuồng trướng thể tích lên mấy lần, đang định hút một luồng bạch quang cuối cùng vào bụng. Hàn lập thấy cảnh này, trong lòng bình tĩnh lại. Lúc này phát tay một cái, ngân sắc hỏa điểu vỗ hai cánh, bay trở về, sau một lần chớp động liền bay vào trong người hàn lập không thấy bóng dáng. Năm khối bạch cốt khô lâu cũng phát ra tiếng phanh phanh rồi biến mất. Mà cùng lúc đó, ngũ sắc đại thủ sau khi chớp động liền quỷ dị xuất hiện trên đầu hàn lập, năm ngón tay buông lỏng, kim ngân chỉ quang rơi thẳng xuống, hàn lập phất tay áo lên không trung một cái một phiến thanh quang cuộn ra lập tức đem vật ấy thu vào trong lòng bàn tay tiếp theo năm ngón tay run lên kim ngân chỉ quang ảm đạm đi vài phần lộ ra hình dáng thật hắn giơ tay ra ngưng thần nhìn lại trong linh quang rõ ràng là một khối lệnh bài cổ xưa dài nửa thước một mặt kim quang trói mắt một mặt ngân mang chất động bên ngoài còn có vô số hoa văn huyền ảo dường như là cổ văn lấy kiến thức của hàn lập vẫn không phân biệt được đây là văn tự tộc nào cho nên tự nhiên là không thể xem được hàn lập lấy tay vuốt nhẹ lên lệnh bài trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn đại đầu nhân trịnh trọng như thế hóa ra là vật này mặc dù lệnh bài phát ra linh quang trói mắt nhưng một góc đã bị vỡ tựa hồ niên đại rất cổ xưa không phải là vật mới luyện chế gần đây hơn nữa tài liệu luyện chế lệnh bài này cũng vô cùng cổ quái nhìn thì bình thường nhưng một mặt lại lạnh như băng một mặt thì cực nóng phảng phất có cả hai thuộc tính băng hỏa hàn lập không khỏi trầm ngâm nhưng ngay lúc này lệnh bài trong tay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn nguyên bổn lệnh bài nhìn như vật chết, đột nhiên từ cổ văn phát ra từng đợt bạch mang, nhỏ như tơ, nhưng chỉ chợt lóe lên mà thôi. Bàn tay đầu tiên là mát lạnh, tiếp theo mô hồ lan dần ra, bàn tay cầm lệnh bài lập tức trở nên ướt sũng. Hàn lập cả kinh, theo bản năng ném lệnh bài lên không trung, khiến nó phiêu phù trên đỉnh đầu. Tiếp theo hắn nhìn lại thì lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một vết thương dài vài tấc, tiên huyết chảy xuống, bộ dáng không thể cầm máu, lấy thân thể mạnh của hắn, cộng thêm tu luyện thần thông bách mạch luyện bảo, nhưng lại bị bạch ti dễ dàng cắt đứt, hơn nữa tiên huyết lại chảy ra nhiều như vậy. Đúng là không biết nói gì. Trong lòng hàn lập hoảng sợ, nhưng công pháp trong cơ thể lập tức lưu chuyển, bạch quang tỏa ra, miệng vết thương liền hòa toàn biến mất. Hắn ngừng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái nhìn lệnh bài quái dị trên đầu, chỉ thấy ngân sắc lệnh bài giờ phút này phóng ra kim ngân chi quang, vết máu phía bên ngoài liền biến mất. Không, không phải bị biến mất mà là bị hút vào trong lệnh bài, khóe miệng Hàn Lập co quắp một chút, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhưng lệnh bài đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm thật dài, tiếp theo một đạo kim ngâm quang trụ bắn thẳng lên cao, xuyên thấu nguyên từ thần quang và cấm chế, xuyên thủng nóc nhà rồi bắn thẳng lên trí tầng mây. Không tốt. Vừa thấy cảnh này, thần sắc hàn lập nhất thời trở nên có chút khó coi, không suy nghĩ nhiều liền lập tức vung tay áo lên, một mảnh thanh hà bay ra, muốn đem lệnh bài thu hồi lại. Nhưng một màn khó tin xuất hiện. Thanh Hà tuy bay qua, nhưng kim ngân lệnh bài lại giống như mọc rễ, không nhúc nhích chút nào, không ngừng phun ra kim ngâm quang trụ lên trời cao. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, lập tức không khỏi nở nụ cười khổ. Hiện tại thứ này làm ra động tĩnh lớn như thế, căn bản không thể giấu giếm chút nào. Một lát sau chắc chắc sẽ có người tìm tới cửa. Ánh mắt chớp động vài cái, sắc mặt Hàn Lập âm tình bất động, suy nghĩ một chút, đột nhiên thân hình xoay tròn tại chỗ. Nhất thời quang hà hiện lên đầy trời, hắc sắc tiểu sơn trên không trung cùng với pháp trận cấm chế bốn phía, trong nháy mắt bị thu thập không còn một mảnh. Tiếp theo thân hình hắn dừng lại, lập tức đi đến góc phòng, sau đó mặt không biểu tình ngồi xuống. Hắn cứ như vậy, mặc kệ lệnh bài trên không trung, mà cơ hồ hàn lập vừa ngồi xuống, một lát sau bốn phía vách tường cùng với cửa phòng, đồng thời có quang mang chớp động, vài tên pháp sĩ vân thành mặc hắc sắc chiến giáp, giống như quỷ mị đồng thời thoáng hiện ra, xuất hiện trong phòng hàn lập bọn họ mắt thấy trong phòng xuất hiện một lệnh bài gây ra động tĩnh lớn như thế đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức tất cả ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hàn lập nhưng sau khi bọn hắn cảm ứng được tu vi của hàn lập thì sắc mặt hơi đổi nói đây là bảo vật của ngươi ngươi chẳng lẽ không giải thích gì sao ngươi không biết rằng tại vân thành không cho phép kích hoạt bảo vật uy lực lớn cũng không cho phép dùng nhiều linh lực sao một gã giáp sĩ thần sắc vừa chậm hỏi tu vi hàn lập hơn xa bọn họ bọn họ cũng không phải không biết tốt xấu mà bất kính không có gì, tại hạ chỉ là khi tế luyện pháp khí xuất hiện chút vấn đề, bất quá sẽ lập tức thu hồi nó về. Vẻ mặt hàn lập cực kỳ chấn định, hơn nữa vừa nói vừa hướng lệnh bài trên không chào một cái. Nhất thời một bàn tay to hiện ra trên không trung, hướng lệnh bài chụp lấy, nhưng lại xuất hiện sự tình khiến hàn lập bất ngờ. Ngay khi cả bàn tay to bắt được lệnh bài, năm ngón tay dùng sức mà lệnh bài vẫn không chút nhúc nhích, phảng phất như cự lực không tồn tại. Mà giáp sĩ bốn phía thấy cảnh này, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía hàn lập, hít sâu một hơi hắn định làm phép thúc giục bàn tay to thì đột nhiên một thanh âm nam tử từ ngoài phòng thản nhiên truyền đến không cần phí sức nếu nghiễm hàn lệnh đã được ngươi kích hoạt thì nó sẽ cố định căn bản sẽ không rơi xuống trừ phi người có thể đem không gian trong phương viên trăm trượng đánh nát nếu không thì căn bản không thể di động nó chút nào vừa dứt lời không gian trong phòng ba động một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra sau đó thoáng một cái liền quỷ dị xuất hiện giữa phòng mà giáp sĩ bốn phía sau khi thấy rõ nhân ảnh ánh mắt liền biến đổi tất cả đều khom người tên giáp sĩ kia lại càng cung kính nói chấp pháp vệ đội thứ bay mươi ba tây thành bái kiến bạch trưởng lão nhân ảnh đúng là một thanh niên mặc cầm bào nghiễm hàn lệnh đích thật là nó hắc hắc thật sự không nghĩ tới vật này không những không rơi vào trong tay giáp sĩ si tộc mà lại còn bị mang ra lông mi bạch thanh niên thô đen khuôn mặt ngay thẳng nhưng không nhìn bất kỳ ai mà chỉ nhìn kim ngân lệnh bài trên không trung nét mặt tràn đầy vui mừng lẫn sợ hãi chương 1586 ủng hộ kênh qua halaji com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hàn lập ngồi xếp bằng trong gió, thần niệm đảo qua tên vừa mới xuất hiện này, chợt biến sắc. Tên thanh niên họ bạch này linh lực trên người sâu không lường được, đúng là một tên hợp thể kỳ. Khối nhiễm hàn lệnh này là ngươi kích phát. Thanh niên họ bạch thu ánh mắt lại, sau khi khốt tay nói với đám giáp sĩ thì ánh mắt rơi xuống người hàn lập. Vãn bối cũng muốn phủ nhận, nhưng dường như không thể. Hàn lập thở dài một hơi. Phủ nhận, tại sao lại phủ nhận thiên đại cơ duyên của ngươi đã tới thanh niên họ bạch hít mắt lại sau khi đánh giá hàn lập vài lần tự hồ cười mà như không cười nói thiên đại cơ duyên tiền bối nói là thần sắc hàn lập vừa động muốn hỏi rõ thì bỗng nhiên thanh niên họ bạch nhướng mày xoay người về phía vách tường nói một câu nếu thương ảnh huynh đã tới thì vì sao không còn hiện thân chẳng lẽ định lấy đi khối nhiễm hàn lệnh này lần này nhiễm hàn lệnh xuất hiện cũng không nhiều một một cái đều chân quý dị thường thủy mị tộc các người cũng dám độc chiếm một cái trong đó sao nếu nhưng không phải vạn cổ tộc mở ra pháp trận thì ngay cả khi các ngươi có, cũng chẳng thể sử dụng. Một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Tiếp theo trên vách tường mà thanh niên họ bạch đang nhìn chợt lóe lên hắc ảnh, một nhân ảnh được bao phủ trong hôi quang lung cháo vô thanh vô thức hiện lên, đứng sát vách tường không động đậy, phảng phất như không có thân thể. Lời nói vừa rồi là phát ra từ trong hôi quang, Hắc hắc, việc này ta hiển nhiên biết, nhưng nếu vị đạo hữu này đồng ý gia nhập thủy mị tộc, dùng nghiễm hàn lệnh, mang mấy người trong tộc chúng ta tiến vào nghiễm hàn giới sẽ không thành vấn đề. Thanh niên họ bạch cũng không tức giận, chỉ thản nhiên trả lời. Như vậy hiển nhiên không có vấn đề, nhưng vị đạo hữu này dường như cũng không nói gì đến chuyện gia nhập quý tộc. Nói không chừng là nguyên ý đảm nhận chức khách khanh của âm yêu tộc chúng ta. Nhân ảnh gọi là thương ảnh kia không chút cảm tình nói. Có đúng vậy không, điều này thực sự rất khó nói trước. Nếu ta nhớ không lầm thì 13 tộc chúng ta có một quy luật bất thành văn. Nếu đồng thời có hai tộc nhìn chúng một ngoại tộc nhân, tự hồ người nào nhìn thấy đầu tiên sẽ được quyền mời vào tộc, khi nào bị từ chối sẽ tới lượt tộc thứ hai mời. Vị đạo hữu này, tại hạ là Bạch Nga, trưởng lão thủy mị tộc, chính thức đại diện bồn tộc mời đạo hữu đảm nhiệm chức vị khách khanh, không biết đạo hữu cảm thấy thế nào. Chỉ cần đạo hữu đồng ý gia nhập, tại hạ có thể đảm bảo khiến cho các hạ trong vòng trăm năm ngắn ngủn, tu vi có thể tiến vào nhất giai, ngoài ra cũng có những chỗ tốt khác. Bạch Thanh niên không nhìn thương ảnh, mà là quay người lại hỏi một câu. Bất quá trong khi nói chuyện, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Hàn Lập Quang mang trong mắt lưu chuyển một trận, phảng phất có một hấp lực vô hình đem tâm thần của người khác hấp dẫn. Khóe mắt Hàn Lập vừa động, ánh mắt vừa tiếp xúc với quang mang trong mắt đối phương, thì nhất thời chỉ cảm thấy thần thức mơ hồ, miệng vừa động, dường như theo tiềm thức sẽ nói ra lời đồng ý. Nhưng sau một khắc, đại diễn quyết trong cơ thể hắn lưu chuyển một trận, đồng thời đồng tử có lại lam mang đại phóng, trong mắt đồng dạng thả ra một cỗ thần bí chi lực ngăn cản lực hấp dẫn của thanh niên họ Bạch. Thần thức hàn lập trong nháy mắt cũng khôi phục lại, nhưng trong lòng vừa giận vừa sợ. Thanh niên họ Bạch nhìn như trung hậu, nhưng vừa nói mấy câu đã không chút gió dự dùng bí thuật. Nếu không phải trên người hắn có minh thanh linh mục, thì sợ rằng mới vừa rồi sẽ nói lời đồng ý. Thanh niên họ Bạch thấy vậy thì ngẩn ra, nét mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ha ha, không nghĩ tới lưu ly huyễn mục của Bạch Huynh lại thất bại đối với người dưới thánh tộc. Bạch Đạo Hữu không nên uổng phí tâm cơ, người cũng biết việc mời dị tộc làm khách khanh chỉ là một quy luật bất thành văn. Trước mặt nghiễm hàn lệnh thì như thế nào lại tuân thủ trình tự trước sau? Thương ảnh đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười ha ha châm chọc. Thanh niên họ Bạch nghe vậy, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, thầm y sâu sắc nhìn Hàn Lập một cái rồi thản nhiên nói với Thương Ảnh, nếu vị đạo hữu này không muốn gia nhập Thủy Mị tộc chúng ta thì Bạch Mỗ hiển nhiên không miễn cưỡng, thương ảnh huynh âm yêu tộc các ngươi sao không thử mời vị đạo hữu này đi việc mời người này đảm nhiệm chức vụ khách khanh chỉ sợ không phải ta và ngươi có thể mời được tất cả tùy duyên thương mỗ cũng không làm chuyện xuất lực lấy lòng kẻ khác thương ảnh hừ một tiếng lãnh đạo nói mà sau khi thương ảnh nói xong thì trong lúc nhất thời khôi ai thêm gì về phần hàn lập làm mang trong mắt thu lại vẫn tiếp tục duy trì vẻ trầm mặc nơi đây chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh mà mấy tên giáp sĩ gần đó lại mắt to mắt nhỏ nhưng loại yên tĩnh này một lát sau đã bị phá. Từ ngoài cửa phòng Hàn Lập truyền đến tiếng gõ của cốc cốc, tiếp theo một thanh âm già nua truyền tới, lão phu là thiên cơ tử của vạn cổ tộc, chẳng biết có thể vào gặp chủ nhân nơi này không? Vừa nghe thấy thanh âm già nua này, sắc mặt Bạch Nga có chút trắng bệch, hôi quang quanh thân thương ảnh cũng rung động một trận. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, miệng nói, "Mời tiền bối vào, lấy thân phận của tiền bối đến nơi này, Hàn Mỗ còn cầu mà không được nữa là." vừa nghe khẩu khí thiện ý của hàn lập lão già ngoài cửa cũng không khách khí linh quang chợt lóe cả người trực tiếp xuyên qua cánh cửa đúng là một lão già mặc hoàng bào vóc người không cao lại hơi mập phía sau lưng là một cái túi cổ quái bộ dáng có vẻ hiền lành hóa ra là bạch đạo hữu và thương ảnh đạo hữu cũng đã ở đây tiểu lão nhi xin chào nhị vị đạo hữu lão già phảng phất giờ phút này mới biết được bạch nga và thương ảnh ở trong phòng vẻ mặt hòa ái ân cần hỏi thăm thiên cơ tử đạo hữu không cần khách khí ta cũng chỉ vừa mới tới mà thôi không sai tại hạ vừa lúc có việc gần đây làm chút chuyện bị khối nhiễm hàn lệnh này thu hút nên chạy tới xem thế nào mới vừa rồi rõ ràng là bạch nga cùng thương ảnh đối chọi nhưng khi đối mặt với lão già thì biểu hiện lại hoàn toàn khác tất cả đều có bộ dáng cẩn thận hàn lập thấy vậy tự nhiên cảm thấy kỳ quái thần niệm đảo qua người lão già kết quả trong lòng trở nên hoảng sợ lão già mập gọi là thiên cơ tử này, pháp lực trên người sâu như biển rộng, căn bản không thể nhìn ra được sâu cạn. Ít nhất lấy tu vi hiện tại của hắn, không thể khám phá ra cảnh giới tu vi của đối phương. Nói như thế thì lão già này có đến 9 phần là hợp thể kỳ đỉnh phong. Khó trách hai người Bạch Nga và Thương Ảnh lại kiêng kỵ đối phương như thế. Tranh lệch tu vi giữa bọn họ, sợ rằng cả hai người liên thủ cũng không thể so với pháp lực thâm hậu của lão già. Quả nhiên là nghiễm hẳn lệnh. Khối lệnh bài này là của đạo hữu sao? thiên cơ tử sau khi mỉm cười với hai người kia ánh mắt đồng dạng đặt trên kim ngân lệnh bài sau một lúc lâu mới hướng về phía hàn lập cười nói không sai đúng là vật của vãn bối hàn lập không dám chậm trễ vội vàng đứng dậy khom người trả lời đạo hữu họ hàn sao ánh mắt thiên cơ tử sau khi đảo qua người hàn lập vài lần thì đột nhiên mỉm cười nói tiền bối như thế nào lại biết được thần sắc hàn lập vừa động mặc dù hỏi như thế nhưng trong đầu lại nghĩ tới giáp thiên mộc Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, thiên cơ tử sau khi cười nói, chuyện của ngươi, ta đã nghe giáp đạo hữu đề cập qua một lần, hơn nữa còn có chân dung của ngươi. Nguyên bổn định hai ngày nữa phái người mời đạo hữu tới tệ tộc, nhưng hiện tại xem ra đã gặp rồi. Như thế nào, thiên cơ tử đạo hữu nhận ra đạo hữu ngoại tộc này sao? Bạch Nga nghe nói như thế, không nhịn được hỏi, ha ha, một trong tứ đại đỉnh giai khôi lỗi sư của vạn cổ tộc chúng ta là giáp đại sư, trước đó vài ngày thiếu chút nữa là thất thủ tại khu vực của giáp si tộc chiếm lĩnh, ít nhiều thì cũng nhờ hàn đạo hữu ra tay, đại sư mới có thể bình yên thoát hiểm. Ta như thế nào lại không biết hàn đạo hữu? Thiên cơ tử vuốt dầu, thản nhiên nói. Cái gì, giáp đại sư đi qua biên cảnh? Nghe lời này, thương anh có chút kinh ngạc. Không sai, bổn tộc có vài chuyện quan trọng, không thể để giáp đại sư đi một chuyến. Nguyên bồn đã an bài vài tên hộ vệ, nhưng bởi vì giáp si tộc xâm lấn nên phải bỏ mạng tại khu vực biên cảnh. Như thế nào, nhị vị quan tâm đến chuyện vạn cổ tộc chúng ta sao? Lão già đầu tiên thở dài một hơi, nhưng tiếp theo chừng mắt cười hì hì hỏi ngược lại. Không dám, không dám, tạo nghệ khôi lỗi thuật của giáp đại sư đã sớm xuất thần nhập hóa, là người không thể thiếu đối với 13 tộc chúng ta. Bạch mỗ chỉ có chút lo lắng mà thôi. Không sai, nếu giáp đại sư không có việc gì thì ta cũng yên tâm, Nhân ảnh trong hôi quang có chút bất mãn nói. Hóa ra hai vị đạo hữu có lòng tốt tại hại đã đa nghi rồi. Nhưng hiện tại nghiễm hàn lệnh đã bị hàn đạo hữu kích phát thì tại hạ sẽ mời hắn đến tộc một chuyến, hai vị đạo hữu không có ý kiến gì chứ. Về phần nơi đây, hiển nhiên chúng ta phải lập tức bày cấm chế, cũng phái ra đủ nhân thủ hoàn toàn phong bế. Vạn cổ tộc chúng ta không lâu sau sẽ phái người đến bố trí pháp trận khởi động. Thiên cơ tử nhìn vô cùng khách khí, nhưng căn bản lại không để hai người nói lời phản đối, bạch nga và thương ảnh trong hôi quang nghe nơi ấy sắc mặt đột nhiên không tốt nhưng dưới uy thế của thiên cơ tử không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu lão béo thấy hai người thức thời như vậy lúc này mới gật đầu hài lòng chuyển hướng qua hàn lập cười hỏi hàn đạo hữu không biết ngươi có nguyện ý đến chỗ tiểu lão nhi một chuyến hay không Hàn Lập nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, đối phương lấy thân phận hợp thể kỳ đỉnh phong mời hắn, hắn làm sao mà có gan từ chối, chỉ có thể mở miệng cung kính đáp ứng, nếu tiền bối không chê, vãn bối hiển nhiên nguyện ý, ha ha, Hàn đạo hữu không nên lo lắng, nói thế nào đi nữa thì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của giáp đại sư, vạn cổ tộc chúng ta không phải là hạng người lấy oán báo ân. Thiên cơ tử dường như nhìn ra sự trần chờ trong lòng Hàn Lập, cười ha hả nói chương 1587 ủng hộ kênh qua link linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hàn lập chỉ có thể nói không dám, chuyện kế tiếp cũng đơn giản. Dưới sự phân phó của thiên cơ tử, những giáp sĩ này lập tức đi triệu tập thêm nhiều giáp sĩ khác đến, đem phương viên vài dặm tạm thời phong bế lại. Về phần khách sạn này đương nhiên cũng vì vậy mà được trưng dụng. Việc Hàn Lập bị gọi đi, khi hướng chi lễ biết được thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mà thôi. Tiếp theo, Hàn Lập liền đi theo lão già rời khỏi khách sạn, mà khối lệnh bái nghiễm Hàn lệnh kia cứ như vậy được vô số giáp sĩ trông coi, vẫn lưu lại tại khách sạn. Mà Bạch Nga và Thương Ảnh cũng không ở lại làm gì nữa, trước sau cáo từ. Thiên cơ từ lúc này mới mang Hàn Lập rời đi. Bất quá hắn vẫn không thể phi hành trong thành, mà có thú xa được hai kim sắc cự sư kéo, đàng hoàng đứng đợi trên đường cạnh khách sạn. Sau khi lão già mời Hàn Lập vào xe, kim sắc cự sư mọc bốn cánh, bay cách mặt đất vài thước, thiên cơ tử không có ý tứ muốn nói chuyện với hàn lập tùy y nói đôi ba câu liền nhắm mắt dưỡng thần hàn lập bất động thanh sắc nhưng các ý niệm trong đầu lại chuyển động rất nhanh không ngừng nghĩ tới dụng ý thật sự sau khi đối phương dẫn mình đi cho dù đối phương nói là báo ân nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình thật sự có phúc cao đến vậy cho dù lúc đầu hắn cứ giáp thiên mộc nhưng một thông linh khôi lỗi cũng xem như là đã báo đáp ân tình rồi hiện tại chỉ có thể dựa vào khối nhiễm hàn lệnh bị tinh huyết của mình kích hoạt, tự hồ bọn họ muốn mình phối hợp đi vào nhiễm hàn giới gì gì đó. Nếu như vậy thì hắn có thể lợi dụng được cơ hội này, xem ra có thể đà động tới chuyện truyền tống trận được hay không. Sau khi định giá vài lần, Hàn Lập biết mình tại thiên vân 13 tộc có chỗ hữu dụng, trước sau không gặp nguy hiểm, cho nên tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hiện tại thú xa này so với hắn cưỡi trước kia thì nhanh hơn nhiều, không bao lâu đã đi qua hơn phân nửa thành thị tới một góc của bát Vân Sơn nhìn qua cửa sổ, xa xa là mấy ngọn núi lớn, cao mấy ngàn trượng, dị sắc trên mặt hàn lập chợt lóe lên, trong lòng tự nhủ thầm, chẳng lẽ đối phương đưa mình tới động phủ. Một lát sau, mắt thấy khi đến gần một ngọn núi lớn, thú sa đột nhiên bay lên, phương hướng biến đổi, vòng qua ngọn núi lớn mà bay về phía sau. Hàn lập có chút ngoài ý muốn, nhưng sau một lúc thì thú sa thật sự xuất hiện phía sau núi, trước mắt là một tòa thành nhỏ. Diện tích thành này mặc dù không lớn, nhưng tường thành lại có 7-8 lớp, hơn nữa tường thành từ trong ra ngoài, tầng này sao với tầng kia thì cao hơn, mà tường thành bên ngoài cũng đã cao hơn trăm trượng. Lớp thành bên trong cũng là lớp cao nhất, ước chừng gần ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, thành này giống như một kim tự tháp. Dưới minh thanh linh mục, hàn lập càng nhìn rõ hơn, mỗi lớp tường thành cách nhau hơn trăm trượng, trên tường thành có ngân sắc điêu tượng ngồi trồm hỗn hình dáng chúng khác nhau, có hình thú, có hình người, lớn thì chừng hơn trăm trượng, nhỏ thì cao bảy tám trượng, bất động đờ đẫn, nhưng lại có một cỗ sát khí khó hiểu từ trên người nó truyền ra. Trên đầu thành có một hàng thanh giáp giáp sĩ cầm giáo, chỉnh tê đứng thẳng, nhưng trên người lại không hề có một tia sinh mệnh ba động, tất cả đều là khôi lỗi hình người, bốn góc thành là bốn cây cột cao lớn trong suốt sáng long lanh vàng lam hồng lục cao vút xuyên vào mây mặt ngoài thành thi thoảng hiện lên vô số phù văn lớn thiểm động có vẻ vô cùng thần diệu thật sự rất bắt mắt ngay lúc hàn lập đang thầm giật mình thì thú sa đã trực tiếp bay đến trên không trung tòa thành sau khi xoay tròn thì hạ xuống trung tâm một điện quái dị toàn bộ đều là màu bích lục bước xuống thú sa hàn lập theo tiềm thức nhìn lên đại điện phía trên treo một tấm biển viết rõ ràng ba chữ màu vàng to thông linh điện trong lòng hàn lập vừa động nghĩ đến thông linh khôi lỗi của mình chẳng lẽ điện này cùng thông linh khôi lỗi có quan hệ gì đó hay chỉ thuần túy là trùng hợp đang thầm nói thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười ha ha của thiên cơ tử mời đạo hữu vào nơi này là trọng địa của vạn cổ tộc chúng ta cũng là nơi ta bàn chuyện quan trọng bình thường rất ít tộc nhân có thể đi điện này đa tạ tiền bối đã coi trọng vãn bối rất vinh hạnh hàn lập khom người trả lời Trước mặt vị hợp thể kỳ đỉnh dai này, Hàn Lập không dám có chút nào bất kính, tránh việc mình tự tìm quả đắng. Khóe miệng thiên cơ tử nhếch lên, mỉm cười, khốt tay chặn lại, sau đó liền bước vào trước. Tại cửa điện đều là bạch bảo vệ sĩ, vừa thấy lão già đi lại thì mặt không chút biểu tình, coi như không nhìn thấy. Hàn lập thấy vậy có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn qua vài lần, trong mắt vừa động, giống như nhìn ra được điều gì, xem ra hàn đạo hữu cũng đã nhân ra, hai gã vệ sĩ này là hai thông linh khôi lỗi, hơn nữa còn là tồn tại thượng tộc cửu giai, có thể ngày đêm trông coi điện này. Ngoại trừ mấy lão gia hỏa chúng ta và một số người đặc biệt có thể dẫn người tiến vào đại điện này, thì những người khác khi đến gần thông linh điện, chúng sẽ không chút do dự mà công kích. Lão già không quay đầu lại, khẽ cười nói. Thượng tộc cửu dai. Hàn lập hít một ngụm lương khí, nhìn hai bạch bào khôi lỗi, thần sắc không khỏi có chút khẩn trương. Đây chính là tương đương với luyện hư kỳ đỉnh phong A, Người tu tiên bình thường nếu mang theo hai khối lỗi này, chẳng phải là có thể tung hoành dưới hợp thể kỳ sao? Thủ vệ đặt ở đại điện này quả thật giống như thiên vật. Hàn lập tấm tắt nhìn khối lỗi, trong lòng rất hâm mộ. Nhưng lúc này thiên cơ tử đã vào trong đại điện, hắn cũng chỉ có thể đi vào theo. Đừng nhìn thông linh đại điện này bắt mắt nhưng bên trong lại rất đơn giản, ngoại trừ một gian chủ điện thì cũng chỉ có hai gian thiên thính. Mà trong chủ điện, ngoại trừ hơn 10 cây cột sắt thì không có vật gì đáng chú ý, thiên cơ tử trực tiếp đi đến trung tâm đại điện phân chủ khách ngồi xuống mời hàn đạo hữu ngồi bởi vì liên hệ trọng đại đến Nghiễm hàn linh cho nên ta đã đi mời hai vị trưởng lão khác đến hiện tại ở vân thành vạn cổ tộc tất cả đều do ba người chúng ta làm chủ thiên cơ tử cười hắc hắc nói thì ra là thế xem ra nhiễm hàn linh này thật sự là vật có chút lai lịch hàn lập gật đầu nói Dọc đường đi, hắn cũng không thấy đối phương có hành động gì khác thường, nhưng lại đã thông chi cho người khác, không hổ là tồn tại hợp thể kỳ đỉnh giai. Đạo hữu không phải là người lôi minh đại lục. Ánh mắt thiên cơ tử chợt lóe, bỗng nhiên nói. Hàn lập đầu tiên là dùng mình, nhưng lập tức thả lỏng người, hơn nữa thản nhiên gật đầu. Không sai, hàn mỗ đích thật đến từ đại lục khác. Như thế nào, ta nghĩ chuyện mượn truyền tống trận, giáp đạo hữu có thể đã đề cập qua với tiền bối, giáp đại sư hiển nhiên đã đề cập qua việc này với lão phu nhưng nếu đạo hữu là người của lôi minh đại lục thì tại sao không nhận ra nghiễm hàn lệnh này hơn nữa lại dễ dàng kích phát lệnh này như thế thiên cơ tử khẽ cười nói như thế nào nghiễm hàn lệnh này rất nổi danh sao tại hạ tại một số điển tịch dường như vẫn chưa thấy có ghi chép về việc này mong rằng tiền bối giải thích một chút hàn lập cười khổ một tiếng nói hắn không để ý đến chuyện giáp thiên mộc nói về mình cho thiên cơ tử biết vị khôi lỗi đại sư này nếu không đề cập chút nào về chuyện truyền tống trận thì ngược lại có chút kỳ quái trên điển tịch không có ghi lại việc này cũng không có gì kỳ quái nghiễm hàn lệnh mặc dù danh tiếng không nhỏ nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nếu không có một tộc nào đó đứng ở phía sau ủng hộ cho dù chiếm được nghiễm hàn lệnh muốn tiến vào nghiễm hàn giới cũng là chuyện si tâm vọng tưởng huống hồ những điển tịch bình thường bên ngoài hiển hiên sẽ không ghi lại Bất quá nếu tu vi đạt tới cảnh giới thượng tộc thì cũng có vài người biết được. Trong mắt lão già hiện lên một tia giảo hoạt, cười hì hì nói. Ít nhất là có một tộc ủng hộ, nghiễm hàn giới này quả nhiên bất phàm, nếu không các tộc cũng không có khả năng phí sức như thế. Hàn lập sờ sờ cầm, thử dò xét hỏi một câu. Đâu chỉ bất phàm, nếu thật sự có được vài thứ trong nghiễm hàn giới, thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến thịnh suy của một tộc. Đương nhiên loại bảo vật này, cho dù có tiến vào nghiễm hàn giới cũng khó có thể tìm được. Tác dụng lớn nhất của nghiễm hàn giới, chính là động nồng đậm của thiên địa linh khí gấp 10 lần linh giới chúng ta, cộng thêm một số linh dược, linh quả, toàn bộ là bảo vật linh giới khó gặp. Lão già nhìn hàn lập chằm chằm, tựa cười mà không cười nói. Có nơi linh khí nồng đậm như vậy sao? Hàn lập nghe nói như vậy, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Hắc hắc, đạo hữu tưởng rằng nghiễm hàn giới là nơi nào, khe không gian hay là một tiểu thế rước khác nằm gần linh giới sao? Thiên cơ tử vuốt dâu, cười hắc hắc. Xin tiền bối chỉ giáo, Hàn Lập cung kính nói. Mặc dù chúng ta không thật sự tin điều này, nhưng có bảy tám phần nắm chắc nhiễm hàn giới là không gian tàn phá gần chân tiên giới. Vẻ tươi cười trên mặt lão thu lại, trầm ngâm một hồi lâu mới chậm rãi nói ra từng chữ. Chân tiên giới. Cho dù là tâm cảnh trầm ổn như Hàn Lập, vừa nghe nói thế thì cũng thất thanh la lên. Không sai, có lẽ là một không gian chân tiên giới bị vứt đi, trước kia có người tiến vào không gian này, từ đi qua động phủ giống như của tiên nhân, thậm chí còn có vài di hài, nhưng lại không gặp được tiên nhân còn sống Thần sắc của thiên cơ tử trở nên lạnh nhạt Mà hàn lập ngồi trên ghế Nhất thời kinh ngạc Đạo hữu không cần giật mình Chúng ta hiện tại vẫn chưa phán đoán chính xác Hơn nữa động phủ trong nghiễm hàn giới Tuy có gì hài Nhưng vẫn không lưu lại bảo vật hoặc công pháp nào cả Phải nói rằng Không phải cứ tùy tiện đi vào là có thể tìm được bảo vật nghịch thiên Cho dù là linh dược Linh quả thì cũng nằm ở nơi bi ẩn nhất Phải đi tìm một chút mới có được Lão già lại quỷ dị cười chương 1588 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tóm lại, ngay cả khi nghiễm hàn giới bảo vật chân quý rất nhiều, nhưng cũng phải xem ngươi có cơ duyên hay không nữa. Ngoài đại điện truyền đến một thanh âm, lập tức một đạo bạch hồng từ cửa điện bắn nhanh đến. Sau khi quang mang thu lại, hiện ra một trung niên mặc áo bào, hai mắt dài nhỏ, mặt trắng mũi ưng. Mã trưởng lão đến thật nhanh, ta còn tưởng Hoàng Hiền Đệ mới là người tới trước chứ. Thiên cơ tử vừa thấy trung niên nhân lập tức ung dung nói, "Hàn Lập vừa nhìn đối phương liền khẳng định đây là một trưởng lão hợp thể kỳ, khách của vạn cổ tộc, liền vội vàng đứng dậy chào. Hoàng trưởng lão gần đây đang luyện chế một lô đan dược, cho dù nhận được tin sớm hơn ta thì chỉ sợ cũng đến chậm một lát. Vị đạo hữu này chính là ngoại tộc nhân kích phát nghiễm Hàn Lệnh, mà thiên trưởng lão nói sao?" Trung niên họ Mã đảo mắt qua người Hàn Lập, trong miệng thản nhiên hỏi một câu, "Không sai, đúng là vãn bối." Hàn Lập chỉ còn có thể thừa nhận nói ừm thượng tộc ngũ giai tu vị đạo hữu cũng không tệ so với tồn tại cung cấp thì tựa hồ thâm hậu hơn gấp đôi chỉ sợ tồn tại thất giai cũng bại trong tay đạo hữu vị trưởng lão này liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của hàn lập sau cạn thế nào công pháp của vãn bối có chút đặc thù trên phương diện pháp lực đích xác có chút tiện nghi hàn lập thất kinh nhưng mặt ngoài lại có vẻ vô cùng khiêm tốn há chi chiếm một chút tiện nghi, nếu khi đối thủ cùng ngươi tranh đấu, khi dễ pháp lực ngươi thấp thì sợ rằng cũng không cẩn thận sẽ bị lợi dụng điểm này, phản chế lại. Di, thần niệm của người dường nhưng cũng phải thượng tộc bình thường có thể có được. Mã trưởng lão cũng không biết dùng bí thuật gì, kim hà trên mặt chợt lóe thì lại khẽ phát ra một tiếng di, ngay cả thần niệm cường đại của Hàn Lập cũng nhìn ra bảy tám phần. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cũng không có cách nào bào chỉ ổn định, sắc mặt không khỏi biến đổi, được rồi, mã trưởng lão có bí thuật quan thần đệ nhất bổn tộc, nếu đã nói như thế thì khẳng định không sai. Bất quá chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Hàn đạo hữu từng bằng vào thực lực của bản thân cứu giáp đại sư, trong nháy mắt giết chết mấy tên cùng cấp, như thế nào lại có thể so sánh với thượng tộc bình thường. Lão già béo không chút kỳ quái nói, ồ, thì ra là thế, là mã mỗ có chút múa diều qua cửa lỗ ban. Mời đạo hữu ngồi. Trung niên nhân nghe vậy liền cười ha ha, tiếp theo ngồi cạnh thiên cơ tử, Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Hàn Lập rốt cục cũng biến mất, cười khổ một tiếng lại ngồi xuống. Mới vừa rồi từ xa ta nghe được các người đàm luận về chuyện nghiễm hàn giới. Nghe nói hàn đạo hữu không hiểu nhiều về nghiễm hàn giới. Thiên huynh, ngươi cần gì phải nói vòng vo, cứ trực tiếp đem lợi hại lớn nhất trong đói nói ra đi. Sau khi mã trưởng lão ngồi xuống, liền hướng thiên cơ tử nói, giọng điệu dường như có chút bất mãn. Nguyên bồn ta định lập tức nói cho hàn đạo hữu, nhưng không phải mã đạo hữu đã đến cắt ngang sao, Thiên cơ tử nghe vậy liền khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ ra một tia buồn bực. Ha ha, nói như vậy thì vừa rồi mã mỗ đã có chút đường đột. Trung niên nhân nghe xong thì cười ha ha. Nếu mã huynh không ngại thì ngươi tự mình giảng giải cho hàn đạo hữu một chút đi. Dù sao năm đó ngươi còn tự mình tiến vào nghiễm hàn giới một lần, so với lão phu thì nói còn tốt hơn nhiều. Còn ngươi thiên cơ tử vừa chuyển động một vòng, bỗng nhiên nhếch miệng nói, cũng được, năm đó khi ta tiến vào nghiễm hàn giới, co duyên rất tệ, vẫn chưa tìm được nghịch thiên bảo vật hay linh thảo gì. Mà các tộc coi trọng nghiễm hàn giới, bất quá là vì nhìn chúng linh khí kinh người bên trong, muốn cho vô số tộc nhân đến bình tu. Nếu tộc nhân đã lâu chưa có đột phá, thì có thể mượn linh khí ở đó để đột phá. Năm đó nếu ta không đi một chuyến thì có lẽ không có tu vi như bây giờ. Trung niên nhân lắc đầu nói, thần sắc có chút quái dị. Mượn linh khí bên trong để đột phá bình cảnh, Hàn Lập nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nói ra. "Không sai, về phần các loại linh vật trong Nghiễm Hàn giới, thì có thể lấy được hay không thì phải dựa vào tạo hóa của ngươi. Năm đó ta chỉ lấy được một số linh dược rất bình thường, cơ hồ là hai bàn tay trắng. Nhưng thật ra ta cũng nghe nói những người khác, có người chiếm được một số tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm có, dùng chúng luyện chế ra thông linh chi bảo." Mã trưởng lão thở dài một hơi, tự hồ có chút nuối tiếc. Ha ha, ngươi hẳn phải thấy vui chứ, năm đó ngươi có thể được tộc phái đi vào nghiễm hàn giới, cũng không biết đã diệt sát bao nhiêu đồng đạo, ít nhất lão phu cũng chưa từng có cơ duyên đi vào. Lão béo nhìn trung niên nhân một cái, không chút tức giận nói. Mã mộ nếu có thể là kỳ tài ngút trời như thiên huynh, thánh tộc bình tu chỉ hơn ngàn năm liền đột phá, hiển nhiên không cần tiến vào nghiễm hàn giới. Ngươi hẳn cũng biết rõ, nghiễm hàn giới cũng không phải là nơi tốt lành gì. Mã trưởng lão thản nhiên nói một câu, Điều này cũng đúng, Lôi Minh Đại Lục mỗi lần nghiễm hàn lệnh xuất thế thì chừng mấy trăm cái, mà mỗi một khối có thể mang bao nhiêu người tiến vào trong thì còn phải xem năng lực bố trí trận pháp. Thiên Vân tộc chúng ta đều là do bồn tộc phụ trách, nhưng khả năng tối đa của một lệnh bài cũng chỉ mang được mười mấy người tiến vào trong đó mà thôi. Nhưng nghe nói vài chủng tộc đặc biệt am hiểu truyền tống trận, có thể khiến cho một khối lệnh bài mang được hơn 30 người tiến vào trong. Đáng tiếc, chúng ta không có cách bố trí trận pháp của bọn họ, nếu không thì sẽ có thể cho nhiều người tiến vào nghiễm hàn giới rồi. Mỗi một lần tiến vào nghiễm hàn giới đều làm cho nghiễm hàn giới vô cùng hỗn loạn. Lão béo nhướng mày nói. Quan trọng nhất là vị trí truyền tống trận đều là tùy cơ duyên. Vạn nhất truyền đến khu vực của chủng tộc đối địch thì một hồi đại chiến là điều không thể tránh được. Ai cũng biết ở bên trong đột phá bình cảnh, ít nhất có thể làm tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh lên 3 lần. Hiển nhiên sẽ làm xuất hiện nhiều tồn tại cao dai của tộc đối địch, Mã Trường Xuân phảng phất giải thích cho Hàn Lập lại phảng phất như tự lầm bầm. Hàn Lập nghe xong, ánh mắt không khỏi chớp động vài lần. Không chỉ như thế, chuyện giết người đoạt bảo cũng là chuyện bình thường. Nhưng nguy hiểm nhất trong nghiễm hàn giới không phải là điều đó, mà chính là bản thân nghiễm hàn giới. Trong nghiễm hàn giới mặc dù chưa có ai nhìn thấy tiên nhân chân chính, nhưng bên trong lại có những cổ thú thực lực cường đại đến khó tin, mỗi một con đều khiến những người đi vào rất khó chống lại nếu gặp phải cổ thú có tính tình dễ chịu thì tốt nhất là độn ra thật xa như vậy an toàn hơn nhưng nếu gặp phải mãnh thú thì chỉ có thể xem vào thiên ý mà thôi hơn nữa trong nhiễm hàn giới còn lưu lại nhiều cấm chế đáng sợ nếu dính phải thì chỉ sợ cũng hết đường sống cho nên số người đi ra khỏi nơi đó thường không tới một nửa thiên cơ tử bổ sung thêm thần sắc hàn lập không tự chủ âm trầm xuống sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi một câu xin hỏi hai vị tiền bối nhiễm hàn giới và nhiễm hàn lệnh xuất hiện như thế nào Câu hỏi này quả là làm khó hai người chúng ta. Nghiễm hàn giới cụ thể xuất hiện thế nào thì không rõ lắm, nhưng đã có từ thời viễn cổ. Nghe nói lúc ấy các tộc vì tham gia vào một trận đại chiến mà dùng tới huyền thiên chi bảo, kết quả là dưới uy lực của kiện huyền thiên chi bảo đó, trong lúc vô tình phá nát hư không, đã thông lối đi đến giới này. Về phần nghiễm hàn lệnh xuất hiện như thế nào thì thật sự không rõ lắm. Phàng phất mỗi khi nghiễm hàn giới xuất hiện thì nghiễm hàn lệnh cũng xuất thế theo, Lúc đầu Nghiễm Hàn lệnh cỡ hơn một ngàn cái, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, lệnh bài này cũng đã bị hủy diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi." Lão già béo chậm rãi nói. Phương pháp ra vào Nghiễm Hàn giới cũng rất kỳ lạ, phải có lệnh bài này đi kèm với truyền tống, nhưng khi trở ra thì phải để lệnh bài này ở lại Nghiễm Hàn giới mới có thể rời đi. Mà vạn năm qua, loại lệnh bài này xuất hiện quỷ dị ở khắp nơi Lôi Minh đại lục. Hơn nữa lệnh bài này không thể truyền tống tồn tại thánh tộc được, các trưởng lão trong tộc đều không thể tiến vào Nghiễm Hàn giới mà lão phu cũng muốn biết, lệnh bài này trong tay Hàn đạo hữu là như thế nào mà có được. Trong mắt Mã trưởng lão chợt lóe tinh quang, nhìn chăm chăm Hàn Lập hỏi, thanh âm không chút tình cảm. Hàn Lập thầm giật mình, nhưng lại bình tĩnh trả lời, nói đến Nghiễm Hàn Linh này, cũng là tại hạ có được từ tay một đạo hữu vô danh của quý tộc, Lúc ấy mấy người chúng ta bị bao vây bởi giác si tộc, vị đạo hữu này đã đem ba ngọc hạp chia cho ba người chúng ta, bảo chúng ta mang nó trốn ra khỏi vòng vây, nói là đem nó mang cho bất kỳ tộc nào trong thiên vân 13 tộc, nếu thật sự không có hy vọng phá vây thì phải hủy ngọc hạp. Lúc trước nhất thời tò mò, mở hộp ra xem thử, không nghĩ tới lại kích phát lệnh bài này. Nói như vậy khối lệnh bài này, thật sự là của một tộc nhân phụ trách ở Lục Quang Thành. Thiên cơ tử không chút giật mình, ngược lại thản nhiên gật đầu, phảng phất hắn đã dự đoán được trước. Hàn Lập thấy vậy, âm thầm dùng mình, nhưng lúc này trung niên nhân bên cạnh lại âm trầm nói, gần đân Vân Thành vẫn không thu được tin tức của những nhiễm hàn lệnh khác, nói như vậy là còn vài khối đã rơi vào tay của giác si tộc, những người khác đều không thể phá vây thành công rồi. Có lẽ là thế, nghe nói là hai gã thánh tộc dẫn đầu lại mang theo chiến chu. Hàn đạo hữu có thể mang lệnh bài chạy thốt đã là cực kỳ may mắn rồi. Thiên cơ tử nhẹ thở ra một hơi nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé nói là vậy, nhưng cũng có chút phiền phức, trong tay 13 tộc chúng ta hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 17, 18 cái, số lượng quá ít. Như thế thì số lượng của giác si tộc tiến vào nghiễm hàn giới lại tăng thêm không ít. Thần sắc mã trưởng lão khẽ biến nói, cũng không có cách nào khác, hiện tại có thể nghiễm hàn lệnh đã được tìm thấy hết rồi. Lúc trước bẩm báo lại có 5 khối lệnh bài, ta còn tưởng đây là cơ hội của bổn tộc, nhưng không nghĩ tới giác si tộc lại đột nhiên công kích, không thể kịp thời đưa đi nên mới như thế này, hai mắt thiên cơ tử nhắm lại, trầm ngâm, nhưng lại khẻ cảm thán. Nếu việc đã đến nước này thì nhiều lời cũng vô ích. Hàn đạo hữu, hiện tại nghiễm hàn lệnh đã mở ra, sợ rằng đạo hữu sẽ phải đi cùng người của vạn cổ tộc chúng ta đi một chuyến. Mã trưởng lão gật đầu, nhưng đột nhiên hướng hàn lập thản nhiên nói một câu, giọng điệu không thể từ chối được. mươi 1589, nếu tiền bối đã nói như thế thì vãn bối còn có thể cự tuyệt đường sống sao? Hàn lập lạnh nhạt nói, ha ha, hàn đạo hữu cần gì uể oải như thế, mặc dù trong nhiễm hàn giới có chút nguy hiểm nhưng lại là chuyện tốt người nào có có duyên này hơn phân nửa là rất hâm mộ thiên cơ tử vừa cười vừa nói hâm mộ tu vi vãn bối hiện chưa tới bình tu tiến vào trong cũng không có thu hoạch gì quá lớn ngược lại tỷ lệ chết là gần một nửa thật sự là giống như mạo hiểm tính mạng nếu có thể thì vãn bối quyết không tiến vào trong hàn lập lắc đầu lộ ra vẻ vô cùng buồn bực Nghe Hàn Lập nói vậy, thiên cơ tử và mã trưởng lão không khỏi nhìn nhau, tự hô hội ý, nghiễm hàn lệnh một khi bị kích phát, thì cũng chỉ có người kích phát mới có thể mang người khác tiến vào nghiễm hàn giới. Điều này có liên quan đến tồn vong hương suy của 13 tộc chúng ta, đích xác đạo hữu không thể cự tuyệt. Nguyên bồn đạo hữu có thể mang lệnh bài đến đây, vạn cổ tộc chúng ta hẳn sẽ trọng tạ, nhưng nếu đạo hữu không muốn tiến vào nghiễm hàn giới, hiện tại mạo hiểm tiến vào thì coi như hy sinh không nhỏ. Như vậy đi, đạo hữu có yêu cầu gì cứ nói với ta, nếu được thì ta sẽ tân lực thỏa mãn." Thiên Cơ Tử hướng Hàn Lập chậm rãi nói. Hàn Lập nghe vậy, âm thầm giật mình, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, không chần chờ nói, "Yêu cầu của vãn bối nghĩ rằng tiền bối cũng có thể đáp ứng vài phần. Tại hạ muốn sau khi xong chuyện tại Nghiễm Hàn giới, có thể mượn truyền tống trận dùng một lát." Mượn truyền tống trận? Nếu chỉ cho ngươi sử dụng một lần thì hẳn là có. Bất quá khi truyền tống phải tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch, ngươi phải tự mình gánh chịu lấy, mấy tộc chúng ta không thể giúp ngươi được hơn nữa truyền tống trận này không phải một tộc chúng ta có thể làm chủ phải thương lượng với mấy tộc khác có lẽ mấy tộc kia sẽ có điều kiện nào đó đồng dạng ngươi muốn đáp ứng đạo hữu nghĩ thế nào thiên cơ tử không lộ ra vẻ kỳ quái thản nhiên nói nếu có thể sử dụng truyền tống trận việc tiêu hao khi truyền tống tại hạ sẽ tự chịu về phần những điều kiện khác chỉ cần không phải việc vãn bối không thể hoàn thành vãn bối sẽ đáp ứng hàn lập mừng rỡ nói hắc hắc hàn đạo hữu không nên đáp ứng nhanh vậy Khỏa đại lục tiêu hao rất nhiều cực phẩm linh thạch, đủ để làm một gã thánh tộc huynh ra bại sản. Hàn đạo hữu có lẽ giàu có nhưng muốn chỉ dùng cho truyền tống trận thì e rằng, vẫn chưa đủ. Mà lấy tu vi của đạo hữu, cho dù vĩnh viễn ở lại trong vạn cổ tộc chúng ta thì chắc chắn sẽ được trọng dụng, cần gì đến đại lục khác. Đạo hữu không bằng nhân cơ hội này đổi lấy một điều kiện khác, ví dụ như linh đan rượu dược thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao. Ánh mắt của mã trưởng lão chợt lóe, đề nghị nói, Hàn Lập ngẩn ra, nhưng trầm ngâm một lát liền cuống quýt lắc đầu, đa tạ ý tốt của tiền bối, bất quá lòng vãn bối đã quyết. Thấy Hàn Lập từ chối đề nghị của mình, trung niên nhân vẫn chưa tức giận, chỉ thản nhiên gật đầu, không nói thêm gì. Đúng rồi, hai vị tiền bối. Tại hạ còn không biết nhiễm hàn giới mở ra lúc nào. Vãn bối cần biết để chuẩn bị một chút. Hàn Lập sờ sờ mũi, mở miệng một câu. Ngày mở ra chính xác thì chúng ta không rõ lắm, nhưng dựa theo kinh nghiệm thì chậm nhất là mấy năm sau, lâu là trăm năm thiên cờ tử mỉm cười trả lời. Lâu là trăm năm. Hàn lập vừa nghe, nhất thời chấn kinh. Đối với người tu luyện mà nói thì trăm năm cũng chỉ là một cái chớp mắt, hàn đạo hữu không nên kinh ngạc như thế. Trung niên nhân nhíu mày. Không có gì, chỉ là hơi nằm ngoài dự đoán của tại hạ mà thôi. Hàn lập cười khổ một tiếng. Ban đầu đạo hữu ở trong khách sạn, nhưng hiện tại nơi đó đã bị phong bế. Mà trong khoảng thời gian ngắn, đạo hữu cũng không thể rời khỏi Vân Thành. Như vậy nếu đạo hữu không ngại thì nên đến bát Vân Sơn, ta sẽ gọi người an bài miễn phí cho một động phủ, để hàn đạo hữu an tâm tu luyện, vừa chờ nghiễm hàn giới mở ra. Thiên cơ tử đột nhiên nói, hàn lập nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi tự định giá thì cũng gật đầu đáp ứng. Thời gian tiếp theo, thiên cơ tử và mã trưởng lão tuy ý hỏi một số vấn đề về xuất thân của hàn lập nhưng đều bị hắn hàm hồ nói sơ qua. Mà hai người thiên cơ tử tự hồ cũng không thèm để ý, thấy hàn lập không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi gì thêm, sau cùng vị trưởng lão thứ ba của vạn cổ tộc một gã đại hán dâu quai nón thân hình cao lớn rốt cục cũng chạy tới thông linh điện bất quá vị đại hán này chỉ đánh giá hàn lập vài lần trong miệng nói ra một từ tốt thì liền nói với thiên cơ tử và mã trưởng lão một câu còn một lô đan dược chưa luyện thành sau đó liền vội vã bay đi thấy cảnh này hai người thiên cơ tử chỉ có thể bất đắc dĩ cười bọn họ tự hồ đối với biểu hiện của đại hán này đã sớm quen thuộc tiếp theo hàn lập nhận lấy một tấm vạn lý phù từ mã trưởng lão sau đó đứng dậy cáo từ mà lúc gần đi thiên cơ tử lại nói ba ngày sau sẽ thương lượng với mấy tộc khác về chuyện truyền tống trận đồng thời cũng chuẩn bị tốt động phủ đến lúc đó hàn lập cứ trực tiếp đến bát vân sơn hàn lập nghe vậy hiển nhiên miệng đầy cảm tạ sau đó đi ra đại điện ngồi thú xa bay khỏi tòa thành của vạn cổ tộc mà lúc này thiên cơ tử và trung niên nhân vẫn ngồi lại trong đại điện đang tự định giá gì đó người thấy thế nào người này có thể là gian tế của giác si tộc phái tới hay không thiên cơ tử hỏi gian tế thì hiển nhiên không phải dùng một khối nhiễm hàn lệnh để tiến vào vạn cổ tộc chúng ta thì cũng không khỏi gây sự chú ý quá lớn càng huống chi người này từ cứu giáp đại sư lại giết mấy tên giác si tộc cung cấp nếu thật sự chỉ vì trà trộn vào đây thì cái giá phải trả căn bản không bù đắp được cái mất hơn nữa cho dù đảm nhiệm chức vụ khách khanh trong bổn tộc cũng không biết được cơ mật gì tốn cái giá lớn như vậy thì thật là quá đáng trung niên nhân không chút do dự lắc đầu ta cũng nghĩ như vậy nếu thế thì chúng ta cũng không cần dùng siêu hồn thuật để dò xét căn nguyên của hắn nếu không vạn nhất người này bởi vì vậy mà mang lòng oán hận thì có chút phiền toái thiên cơ tử gật đầu đông y nói hơn nữa chiến lược người này mạnh như thế cơ hồ không dưới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong nếu thật sự có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh trong tộc thì sẽ hữu dụng với bồn tộc trung niên nhân nói nhưng người này chỉ nghĩ đến việc sử dụng truyền tống trận ra khỏi lôi minh đại lục Thiên cơ tử nhíu mày nói. Hắc hắc, truyền tống trận tiêu hao rất nhiều linh thạch, chờ khi thật sự có đủ số lượng thì cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Trong lúc đó chúng ta chỉ cần tốt chút công phu, đem hắn lưu lại cũng không phải là chuyện quá khó. Đương nhiên nếu hắn thật sự muốn rời đi thì chúng ta cũng không cần làm kẻ ác, cứ thả hắn đi cũng được. Tồn tại luyện hư đỉnh dai, có thêm một người hay mất đi một người thì cũng không bao nhiêu. Nếu vì hắn mà hủy đi danh tiếng thì không đáng. Thiên cơ tử thần sắc không đổi, cuối cùng cũng nói ra quyết định. Nếu thiên cơ tử đạo hữu đã quyết định thì mã mỗ cũng không có ý kiến. Trung niên nhân suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý, được rồi, tiếp theo nói về tin của giác si tộc đi. Lần này động tĩnh của giác si tộc quá lớn, tự hồ xa hơn mấy lần trước, cái khác không nói, chỉ riêng tồn tại thánh tộc cũng đã. Thiên cơ tử chuyển đề tài, cùng trung niên nhân bàn về chuyện xâm lấn của giác si tộc. Bên kia, hàn lập cưỡi thú xa vẫn chưa rời quá xa bát Vân Sơn, tùy tiện tìm một ngã từ đường, xuống xe, tìm một khách sạn khác ở lại khách sạn này thoạt nhìn bình thường, giống với kiến trúc của nhân tộc. Hàn Lập nhận phòng, sau khi bày phòng hộ pháp chân thì lập tức ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu chậm rãi đánh giá cuộc trò chuyện của đám người thiên cơ tử, xem có gì không ổn không. Thần sắc bất định một hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi, vẻ mặt rốt cục cũng thả lòng. Xem biểu hiện của đối phương thì tựa hồ cũng không định gây bất lợi với mình. Phiền toái duy nhất là nguy hiểm tại nhiễm hàn giới. Bất quá nếu các tộc tiến vào trong không có tồn tại ngoài hợp thể kỳ, thì cũng không có gì e ngại, chỉ cần hắn không nổi lòng tham, không xông sao khắp nơi tìm bảo vật, linh dược gì đó, mà tìm một nơi bí ẩn trốn thì hẳn không phải lo đến tính mạng. Đây cũng là khi hắn tại Thông Linh Điện, đã nghĩ thông suốt nên mới có thể không chút do dự đáp ứng bọn người thiên cơ tử. Bất quá, ngày nghiễm hàn giới mở ra có thể kéo dài lâu như vậy, thật sự là nằm ngoài ý muốn của hắn nếu thật sự trăm năm sau mới mở ra, thời gian dài này hắn có thể mượn lực của linh đan, có cơ hội tu luyện đến luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, sau đó mượn linh khí kinh người ở nghiễm hàn giới, đột phá đến cảnh giới trung kỳ. Đây cũng là do hắn có bình thần bí, có thể luyện chế ra đằng long đan cực kỳ chân quý. Nếu không tu sĩ bình thường mà muốn tu luyện đến sơ kỳ đỉnh phong trong vòng trăm năm, đây chỉ là chuyện mơ tưởng tới cảnh giới luyện hư kỳ, muốn tu vi tiến thêm một bước, linh lực tụ tập phải rất nhiều, cảnh giới hóa thần kỳ còn xa mới sánh bằng được. Càng không nói đến Hàn Lập lựa chọn pháp thể song tu, gian khổ càng xa những công pháp khác. Hàn Lập thầm nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên thần sắc vừa động, lật tay lại, trong tay hiện ra một vật màu trắng, mặt ngoài bị dán hồng sắc phù toàn. Đúng là Ngọc Hạp chứng nghiệm Hàn lệnh kia. Hàn Lập hiểu sơ, mình lấy vật này khẳng định là có thể đổi lấy một chỗ tốt nữa từ đám người thiên cơ tử ít nhất một thông linh khôi lỗi là không thành vấn đề. Nhưng khi hắn vào đại điện, không đề cập đến chuyện này vì hắn cẩn thận. Mặc kệ khối nghiễm hàn lệnh này có tác dụng gì khi tiến vào nghiễm hàn giới hay không, thì hắn cũng không muốn lấy ra một lần hai cái, muốn trở lại một hậu thủ. Chương 1590 sau khi bình tĩnh nghĩ kế, bạch quang trên tay hàn lập trượt lóe, Ngọc Hạp liền biết mất không thấy. Chuyện phàm nhân tu tiên tiếp theo, hắn ngồi trên giường nhập định. Liên tiếp ba ngày, hàn lập vẫn không rời khỏi nơi ở mới, nhưng đến ngày thứ tư thì kim quang trên người hắn chợt lóe đột nhiên thần sắc vừa động mở hai mắt ra tay vừa lật một khối vạn lý phù mà thiên cơ tử đưa đã xuất hiện trong tay bề mặt phù xuất hiện sương mù sau đó hiện ra một loạt chữ nhỏ sau khi xem xong thần sắc hàn lập không đổi lúc này thu lại vạn lý phù liền đi ra khỏi phòng nửa ngày sau hắn đã ở trong một động phủ tại bát vân sơn sau khi đánh giá xung quanh thì hắn lộ ra vẻ hài lòng động phủ này linh kính không hề dưới vân hà sơn hơn nữa trong động phủ vô luận là đan phòng luyện khí thất hay dược viên đều đầy đủ tiện nghi thậm chí dược viên đang trồng vô số linh dược phổ thông hắn cực kỳ hài lòng đối với nơi này bất quá hàn lập vẫn không vội bắt đầu tu luyện mà dùng thần niệm đảo qua khắp nơi một lần sau đó bày ra mười mấy loại cấm chế lớn nhỏ trong và ngoài động phủ kể từ đó cho dù là hợp thể kỳ cũng không thể trong thời gian ngắn mà xâm nhập vào nơi này Tiếp theo, hắn lấy ra một số linh dược của mình đi đến động phủ, bắt đầu đóng cửa luyện đan. Hắn chuẩn bị trước tiên luyện chế một số lượng lớn đằng long đan nhất định, phần lớn là để dùng, một phần nhỏ sẽ đem ra phường thị đổi lấy một số cực phẩm linh thạch. Không chỉ riêng thông linh khôi lỗi, chỉ riêng việc truyền tống đã cần số lượng cực phẩm linh thạch kinh người. Nếu chỉ mang linh dược đi bán, thì cho dù vạn niên linh dược cũng không đổi được đủ số lượng cần thiết, hơn nữa nếu bán nhiều sẽ gây ra sự chú ý. Nói như thế, thì hắn dùng đằng long đan đổi trực tiếp sẽ lợi hơn, Tin tưởng lấy sự cường đại của đan dược này, đủ để thượng tộc tại Vân Thành xuất ra cái giá kinh người. Đương nhiên hắn sẽ không bán nhiều, hơn nữa sẽ cẩn thận che giấu thân phận của mình. Tin tưởng chỉ cần bán 2 3 lần sẽ không để thánh tộc chú ý, nếu như vẫn không đủ thì hắn sẽ mang kim lôi trúc ra bán. Lấy trình độ quý hiếm của kim lôi trúc, tin rằng chỉ cần bán ra một gốc sẽ dư đủ. Hàn Lập một bên bắt đầu luyện đan, một bên tự định giá các cách thu thập cực phẩm linh thạch thiên cơ tử sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra, trong mắt hắn Hàn Lập trong một khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành chuyện này. Nhưng đối với Hàn Lập chỉ là chút phiền toái mà thôi. Bất quá lúc thiên cơ tử an bài chỗ này cho Hàn Lập, cũng thuận tiện báo cho hắn, rằng đã được sự đồng ý của các tộc khác về truyền tống trận. Về phần điều kiện ngặt thì cũng không tính là ngặt nghèo. Phần lớn đều bảo hắn trả lệ phí, chỉ có thạch kiến tộc là có chút phiền phức, dĩ nhiên bảo sau khi tiến vào nghiễm hàn giới, giúp bọn họ tìm một loại tài liệu luyện khí chỉ có ở nghiễm hàn giới, bọn họ có bản đồ, trên đó có ghi rõ nơi trốn và chú thích. Sau khi hắn tiến vào nghiễm hàn giới, chỉ cần đi một chuyến này là được. Điều kiện này nói chung là có chút nguy hiểm, nhưng loại tài liệu này đối với thạch kiến tộc dường như rất quan trọng, cho nên bọn họ chỉ nói ra điều kiện này, bộ dáng không thể có kẻ mặc cả. Cho nên hàn lập sau khi tự định giá thì cũng đáp ứng. Nếu chỉ đi một chuyến thì có chút nguy hiểm ấy hắn vẫn dám làm, Nói như vậy, cho dù Hàn Lập đạt thành hiệp nghị với Thiên Vân Chư Tộc, chỉ cần chuyện ở nghiễm Hàn giới kết thúc, hắn có thể sử dụng truyền tống trận một lần. Hàn Lập đứng ngẩn ngơ trong động phủ, cứ thế một năm trôi qua. Trong lúc ở đây, hắn một bên trồng linh dược luyện chế đan dược, một bên bắt đầu dùng đằng long đan, không ngừng tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công. Mặc dù khoảng thời gian này không quá dài nhưng khi tu luyện, Pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công càng ngày càng ngưng tụ. Có thể thấy được hiệu lực kinh người của đằng long đan, Bất quá có chút kỳ quái, tinh tộc nữ tử Tiêm Tiêm kia vì sao vẫn không dùng vạn lý phù liên hệ với hắn? Phàm Phất như đã hoàn toàn quên hắn. Hàn Lập có chút kỳ quái, nhưng cũng không chủ động đi tìm nữ tử này. Một ngày kia, Hàn Lập rốt cũng cũng ra khỏi động phủ, sau khi đào qua xung quanh một vòng liền trực tiếp hóa thành một đạo động quang bay xuống chân núi. Không biết có phải là do trùng hợp hay không, vừa đúng lúc một đạo bạch hồng bắn xuống cùng với Hàn Lập một trước một sau, đồng thời tới chân núi quang mang thu liễn, thân hình hàn lập và một gã hán tử chọc đầu đồng thời hiện ra. Khuôn mặt đại hán hung ác, da tay có màu xám trắng. Kể từ đó hai người có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một cái. Tại hạ thạch kiến tộc thiến kiên, nhìn khuôn mặt đạo hữu có chút xa lạ, chắc là vừa mới đến núi này. Đừng nhìn dung mạo của đại hán có chút dữ tợn, nhưng lời nói lại vô cùng khách khí. Hàn mỗ đích thật vừa mới đến núi này, thần niệm hàn lập đảo qua, khi phát hiện ra đối phương là một gã luyện hư kỳ đỉnh giai thì cả kinh, nhưng mặt ngoài mỉm cười trả lời. Hóa ra là hàn đạo hữu. Di, ta nghe nói năm ngoái có một gã ngoại tộc kích phát một khối nhiễm hàn lệnh, người nọ phải chăng là đạo hữu. Đại hán cập nhật tin tức rất nhanh, vừa nghe họ của hàn lập lập tức đoán ra được thân phận của hắn. Hai mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, nhưng mỉm cười trả lời, tại hạ đích thật là người kích phát nghiễm Hàn Lệnh, không nghĩ tới danh tiếng Hàn Mộ lớn như thế, ngay cả đạo hữu cũng biết, Ha ha, nhiều năm trôi qua, Hàn Huynh là ngoại tộc đầu tiên kích phát nghiễm hàn lệnh, danh tiếng hiển nhiên không thể tầm thường được. Hiện tại đạo hữu ra ngoài, không phải là vì nghe đến tứ tộc đấu giá hội chứ, chẳng lẽ muốn tham gia hội này sao? Tứ tộc đấu giá hội? Hàn Lập có chút kinh ngạc. Thế nào, Hàn đạo hữu không biết tin này ư? Ồ, cũng khó trách, đạo hữu mới đến Vân Thành chúng ta không lâu, tứ tộc đấu giá hội này, so với 13 tộc chúng ta cách 10 năm tổ chức một lần, do bổn tộc chủ trì, dùng để đề cao nhân khí ở Vân Thành. Đấu giá hội toàn lấy ra những bảo vật quý hiếm, cho nên mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều tồn tại cấp cao, đến Vân Thành tham gia đấu giá. Mà lúc này đây, bởi vì giác si tộc tấn công, mấy lần đại chiến trước tộc cũng bị vạ lây, vì ủng hộ tinh thần cho nên đã lấy ra nhiều bảo vật hơn. Cho so có thể có vạn rượu đan, đây chính là đan dược dành cho luyện hư kỳ đột phá bình cảnh chỉ có tinh tộc tông sư cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra trước kia chưa từng nghe xuất hiện qua thiết kiến có chút chợt hiểu nhưng lập tức giải thích một hơi vạn diệu đan hàn mỗ cũng nghe nói qua hàn lập vừa nghe cái tên này trong lòng không khỏi vừa động lúc đầu tại lục cảnh thành mấy tên dị tộc nhân từng đề cập đến tên đan dược này tựa hồ giá trị còn cao hơn cả thông linh khôi lỗi bất quá nếu thật sự hữu dụng đối với luyện hư kỳ thì hẳn có cách điều chế hoặc đan dược này, hiển nhiên sẽ có trợ lực không nhỏ đối với đột phá bình cảnh sau này. Nếu thịnh hội như thế, Hàn Mỗ cũng không thể không tới xem một lần. Hàn Lập mở to mắt, trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú. Nếu đạo hữu có ý này thì không ngại cùng ta đồng hành đi. Không gạt Hàn huynh, lúc này đây hành trình đến Nghiễm Hàn giới, Thiết Mỗ rất có thể cũng gia nhập vào trong đó, nói không chừng sẽ gia nhập một tổ với Hàn đạo hữu. Đến lúc đó còn cần Hàn huynh chiếu cố một chút. Đại Hán đầu chọc cười ha ha, tựa hồ vô cùng sảng khoái. Đạo Hữu nói đùa, "Thiết đạo hữu là thượng tộc cửu giai, tu vi hơn xa tại hạ. Bất quá tại hạ đúng là không quá quen thuộc với Vân Thành, vậy làm phiền Thiết huynh một chút." Hàn Lập hàm hồ cười ha ha. Thiết Kiến nghe được lời ấy, cười hắc hắc không nói gì thêm, vẫy tan đón một thú xa dưới chân núi, sau đó mời Hàn Lập lên xe. Hàn Lập không khách khí, bước lên thú xa, đến đấu giá hội. Đại Hán phân phó Sa Phu một tiếng, Tên Sa kia nghe vậy, trong miệng đáp ứng một tiếng, nhất thời điều khiển linh thú chạy như điên. Trong xe, Hàn Lập tò mò hỏi không ít chuyện liên quan đến đấu giá hội, cho nên mới biết đấu giá hội đã bắt đầu từ sớm, nhưng chính thức diễn ra là ngày hôm nay. Mà vị đại hán Thạch Kiến tộc này vì vạn diệu đan, thậm chí không tiếc mượn rất nhiều linh thạch từ bạn tốt, lúc này mới đến tham gia đấu giá hội. Hàn Lập nghe nói phách mai hội lần này, còn có hai thông linh khôi lỗi của vạn cổ tộc, thì trong lòng chợt động Thú sa liên tiếp bay một canh giờ, phương hướng lại chuyển, đi tới một ngã tư rộng rãi. Trên đường đều là rất nhiều thú sa, hai bên còn có rất nhiều tu sĩ tu vi không yếu, cùng đi về một hướng. Cuối cùng, thú sa dừng lại tại đoạn cuối của ngã tư, bên cạnh cũng đông dạng có hơn 10 thú sa khác dừng lại. Hàn Lập cùng Thiết Kiến xuống thú sa, ánh mắt đảo qua khắp nơi. Chỉ thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một tòa kiến trúc bốn mặt to lớn cao chừng hơn trăm trượng, rộng chừng gần ngàn trượng mà trên đỉnh kiến trúc này có một tế đàn hình trụ, phía trên huyền phù một hoàng sắc viên hoàn, giống gỗ mà không phải gỗ, cũng không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành nhưng lại chậm rãi chuyển động tòa, ra một cỗ hàn quang lành lạnh bao phủ cả tòa đại điện. Mà bốn phía đại điện là những giáp sĩ đứng thẳng bất động, đúng là khôi lỗi cấp bậc không thấp. Đại điện có ba lối vào, một lớn hai nhỏ, mỗi cửa là hơn 20 vệ sĩ đang phòng thủ. Những vệ sĩ này đều đã ngoài luyện hư kỳ, Lúc này trong ba cửa, cửa lớn nhất thì không có nhiều người đi vào, nhưng hai cửa nhỏ bên cạnh thì tiến vào rất nhiều, bộ dáng vô cùng náo nhiệt. Hàn đạo hữu, trong tay ta có chút đồ vật, định đến thiên điện bán kiếm chút linh thạch. Không biết Hàn huynh có ý định đến xem một chút không, trong lúc Hàn lập xuất thần, thiết kiến chợt hỏi một câu. mươi 1591 thế nào, thiên điện có chỗ giao dịch sao? Nơi đây không phải chỉ cử hành đấu giá hội thôi sao? Hàn lập nghe được lời ấy, có chút ngoài ý muốn hỏi, hàn đạo hữu có điều không biết muốn mua đồ vật thì khẳng định phải tốn nhiều linh thạch mà không ít đồng đạo thích ngay trước khi đấu giá cử hành mới cầm một số tài liệu chân quý đổi lấy tinh thạch cho nên trước mỗi lần tứ tộc đấu giá đều chừa ra một khoảng thời gian để cho các đạo hữu tự giao dịch đổi lấy linh thạch hoặc những vật phẩm cần thiết nếu vật trong tay thật sự không thể bán thì có thể trực tiếp bán đấu giá bọn họ sẽ nhận được mua bất quá giá cả khẳng định sẽ thấp hơn bình thường một chút nhưng chỗ tốt duy nhất là có bổn tộc phía sau chống đỡ đồ vật chân quý gì cũng không bị thiếu linh thạch khi mua mà hai bên đại điện là một gian chuyên môn nhận mua đồ vật một gian nhận bán bảo vật thiết kiên giải thích hai câu nhận mua đồ vật hàn lập có chút động tâm thế nào hàn huynh cũng có bảo vật muốn bán sao bất quá ta khuyên hàn huynh trước tiên nên nhìn lại những thứ muốn bán sau đó nhìn những thứ muốn mua tại thiên điện vạn nhất vật trong tay có thể đổi lấy vật mình cần thì như vậy là tốt nhất đại hán đầu chọc đề nghị ừm đạo hữu nó có lý hàn mỗ trước tiên đi xem một chút đã hàn lập gật đầu nói nếu như vậy đạo hữu đi với ta nếu vận khí không tệ thì nói không chừng thật sự có thể có chút thu hoạch thiết kiên nghe hàn lập nói vậy trên mặt lộ rõ vẻ cao hứng lập tức dẫn hàn lập đi vào phía bên phải thiên điện giữa lối vào là vài tên làm bảo thị vệ ánh mắt chỉ đào qua người thiết kiên và hàn lập sau đó để hai người tiến vào tứ tộc đấu gái hội nguyên bổn là để tăng nhân khí và danh tiếng của vân thành cho nên chỉ cần thân phận ngoài thượng tộc là có thể tùy ý tham gia cho nên người vào tham gia đấu giá hội thân phận và tu vi cách xa nhau nhưng cũng bởi vậy cho nên số người bị hấp dẫn bởi đấu giá hội này cũng vượt xa những đấu giá hội khác tại vân thành thiết kiến trong nháy mắt khi cùng hàn lập đi vào cổng thì nói với hàn lập thượng tộc cũng có thể tham gia đấu giá hội này nơi đây hóa ra lại có thể chứa được nhiều người như vậy sao hàn lập nhướng mày Bộ dáng có chút không quá tin tưởng, khó trách Hàn Lập nói như thế, tồn tại thượng tộc trong vân thành tuyệt đối trên 10 vạn, mà đại điện trước mắt ngay cả khi không nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể chứa đồng thời nhiều người như thế. Hắc hắc, nguyên do trong đó đạo hữu cư tới sẽ rõ, căn bản không cần thiết mỗ giải thích. Nghe Hàn Lập hỏi vậy, Thiết Kiên lộ ra vẻ thần bí nói: "Hàn Lập nghe thế thì thần sắc vừa động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang ở trong một môi trường thời gian rất lâu, đi lâu như vậy mà vẫn chưa tiến vào trong điện không đúng. Phía trước ẩn ước có bạch quang, mới vừa rồi bọn họ đi cũng xa nhưng sao thoạt nhìn vẫn không thể kéo gần khoảng cách. Nét mặt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc. Không gian chi thuật. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng thì thào nói. Ha ha, Hàn Đạo Hữu đã chú ý tới. Đại sảnh của đấu giá hội này kỳ thật bản thân là một kiện pháp bảo, có thể tự do phóng to thu nhỏ, hơn nữa bản thân lại chứ thần thông không gian. Không gian trong thiên điện gấp 10 lần về bên ngoài, đủ để chứa 10 vạn người. Thiết Kiên vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, trách không được đỉnh kiến trúc này lại có một viên hoàn, thoạt nhìn có vẻ quỷ dị. Hàn Lập lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Cửa vào này mặc dù do ảnh hưởng bởi không gian, muốn đi phải mất nhiều thời gian hơn, nhưng thật sự cũng không lâu lắm, chúng ta có thể lập tức ra khỏi nơi đây. Thiết Kiên dùng bàn tay to gãi đầu, đã tính trước nói. Hàn Lập chỉ gật đầu, vẫn chưa tiếp lời. Quả nhiên như lời Thiết Kiên nói, bọn họ chỉ đi như vậy một lát nữa thì lối ra phía trước đột nhiên chợt lóe, kéo gần khoảng cách của bọn họ lại hai người dễ dàng đi vào cửa đến một khoảng sân rộng rãi người nơi đây vô cùng náo nhiệt phảng phất như khu phố mà người ta hay lui tới bốn phía sân là những quang mạc hình trọng được đặt sát nhau không ít tu sĩ từ trong quang mạc bước ra mà trung tâm sân rộng là một bạch ngọc thạch thai phía trên là bàn gỗ hai gã sai vặt mặc áo xanh mi thanh mục tú đang đứng cạnh vài tên dị tộc nhân khác nói điều gì đó hàn lập đang nhìn đến xuất thần thì thiết kiên ôm quyền nói đạo hữu có việc cứ đi tại hạ cũng muốn tham quan nơi này một chút hàn lập cười khách khí trả lời vậy thiết huynh bảo trọng nhé thiết kiên sau khi chắp tay thì vội đi về phía trước hàn lập nhìn bóng lưng đại hán ánh mắt chớp động vài cái sau một lúc lâu mới đánh giá ngọc bàn ở trung tâm bỗng nhiên đi qua chỉ một lát sau hắn đã đi tới gần một ngọc bàn mà lúc này mọi người đã đi lên thạch thai giờ phút này hàn lập trung quy đã nhìn rõ những tộc nhân đi lên thạch thai mỗi người đều đưa cho hai gã sai vặt một túi cao dai linh thạch sau đó nhận một khối tiểu phiến màu sắc khác nhau Ánh mắt Hàn Lập nhìn theo những người đó không rời, người nọ sau khi đến khoảng sân rộng, đem Tiểu Phiên huy động vài cái, một quang mạc hình bán viên hiện lên, che giấu toàn thân. Hàn Lập dùng thần niệm quan sát, nhưng khi thần niệm vừa tiếp xúc với quang mạc liền bị một tầng cấm chế chặn lại, không thể nhìn thấy thứ gì bên trong. Hiển nhiên quang mạc này là một thứ dùng cho các tu sĩ tới giao dịch, kể từ đó, cũng không cần lo lắng bị người khác rình rập. Sau khi Hàn Lập đảo qua bốn phía, mắt thấy quang mạc xung quanh đều chớp lóe không ngừng mà cách hắn một khoảng xa có mấy người đang chiếm cứ một khoảng sân rộng, tự hồ rất là nhốn nháo. Hàn lập thở dài một hơi, lắc đầu. Cho dù có bảo vật, muốn tìm người thích hợp để mua thì tuyệt đối giống như mò kim đáy biển. Hắn sẽ không lãng phí nhiều thời gian ở đây. Nếu hắn muốn có vạn rượu đan, thì phải kiếm thật nhiều linh thạch trước khi đấu giá diễn ra. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập bắt đầu lặng lẽ đi dọc theo dìa sân, hơn nữa vừa đi vừa cảnh giác, ngẫu nhiên mới có thể đi vào một hai quang mạc, nhưng lại rất nhanh đi ra, sau một khắc hàn lập vẫn không có thu hoạch gì lúc này nhớ mày quyết định quay người lại đi theo đường cũ đi đến lối vào không biết có phải trùng hợp hay là hàn lập cố ý mà khi hắn lần nữa tiến vào cửa thì trong cửa chỉ có mối một hình hắn mà thôi hàn lập vừa đi vào tay áo đột nhiên phất lên một hắc sắc xa cân hiện ra tiếp theo phanh một tiếng một đoàn hắc vụ thản nhiên đem hàn lập vây vào trong làm cho thân hình của hắn trở nên mơ hồ một khắc sau ánh sáng trong hắc vụ chợt lóe sương mù bỗng nhiên quay cuồng hóa thành một kiện hắc sắc trường bào choàng lên người hàn lập lúc này hàn lập mới từ trong sương mù hiện ra khí tức hắn như ẩn như hiện yếu ớt vô cùng nhưng khi hắn vừa bước ra thì lộ ra một khuôn mặt nho sinh tái nhợt chỉ trong chốc lát hàn lập biến ảo cả dung mạo lẫn trang phục bất động thanh sắc hàn lập không chút hoang mang đi ra cửa cùng vài tên dị tộc nhân khác sánh vai làm bảo vệ sĩ chỉ nhìn lướt qua hàn lập nên sẽ không thấy điều gì bất thường Hàn Lập nghênh ngang tiêu sái đi vào trong thiên điện. Đây cũng là một khoảng sân rộng nhưng tình hình bên trong lại làm cho Hàn Lập có chút ngẩn ra. Nơi đây nhân số mặc dù không ít nhưng tất cả đều tập trung tại sân rộng. Tại một chỗ cách đó không xa là một khối thạch bách cao chừng hơn 10 trượng, phía trên chớp động ngân sắc văn tự, tất cả đám tộc nhân này đều nhìn lên thạch bích. Mà phía sau thạch bích là mười mấy gian nhà, vây xung quanh một tòa lầu các ngọc ốc. Mỗi một gian đều trong suốt sáng long lanh, trắng như tuyết nhưng những phòng này lại có bạch quang mang chớp động bị một mảnh quang hà che lấp lầu các ở trung tâm màu đỏ đậm bị một tầng khói xanh bao phủ mơ hồ phát ra mùi hương phảng phất như không phải vật ở nhân gian những người nhìn thạch bích này thỉnh thoảng có người đi vào trong ngọc ốc nhưng sau khi đi ra có người thần sắc âm tình bất định có người uể oải buồn bực có người thì vô cùng hưng phấn hàn lập sau khi thấy rõ tình hình thì không trần trừ đi về phía một khối thạch bích nhưng lúc này một khối thạch bích gần đó một nữ tử dáng người thon thả bỗng nhiên xoay người lại đồng dạng cũng đi về phía thạch bích mà hàn lập đang đi đến ánh mắt hàn lập sau khi đảo qua nữ tử này thân hình chấn động không cách nào giữ được bình tĩnh sắc mặt đại biến nữ tử này mặc một thân lam sắc trường bào khuôn mặt xinh xắn nhưng ánh mắt lại lạnh như băng vẫn chưa phát hiện ra hàn lập trực tiếp đi đến thạch bích sau đó đôi mi thanh túi nhíu lại nhìn sao có thể là nàng không thể nào trên thế gian thật sự có người giống như thế sao Hàn Lập hoàn toàn đứng lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Lam Bảo nữ tử không chớp, dùng thanh âm chỉ có mình nghe được thì thào lẩm bẩm không ngừng. Hàn Lập cứ như thế thất thố nhìn Lam Bảo nữ tử, làm cho nữ tử này dường như cảm ứng được gì đó, theo tiềm thức quay lại nhìn, vừa đúng lúc ánh mắt chạm với Hàn Lập. Chương 1592 vừa nhìn thấy Hàn Lập nhìn chằm chằm, nữ tử này đầu tiên ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra một tiếng náo ý, nhưng thần niệm sau khi đảo qua thì trong lòng cả kinh, nàng căn bản không thể nhìn ra được bất cứ linh khí ba động gì trên người Hàn Lập, điều này làm cho nữ tử bất an, lập tức chuyển thân đi vòng qua. Mà lúc này, Hàn Lập cũng từ trong thất thố tỉnh lại, lần nữa khôi phục thần sắc như thường nhưng vẫn nhìn theo nữ tử này, đồng thời trầm ngâm. Làm bảo nữ tử này vẫn ẩn sau tận đáy lòng hắn, hắn lập tức không muốn nhớ lại hình bóng kia, điều này làm hắn khiếp sợ lại không khỏi có chút trần chờ. Trần Sảo Thiến, đây là tên của nữ tử mà năm đó đã từng biểu đạt yêu thương với hắn, đang dầm hiện lên trong lòng hắn, phóng đại ra gấp mấy lần, trong lúc nhất thời kỷ niệm tràn ngập khắp không gian. Lam báo nữ tử này, vô luận là hình dáng, hay dung mạo đều giống y chang Trần Sảo Thiến đã sớm mất tại nhân giới, ngoại trừ thần thái có chút lạnh lùng thì những cái khác cũng giống, phảng phất như nữ tử này lần nữa được tái sinh. Năm đó khi Hàn Lập nghe được tin nữ tử này mất, thần sắc có vẻ như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia phiền muộn và cảm xúc khó hiểu có lẽ không phải là yêu nhưng với một nữ tử đã từng thích mình thì đây hiển nhiên là một mối tình khó quên bất quá trần xảo thiến căn bản không thể sống lại cũng không thể đầu thai tại nhân giới cho nên lam bảo nữ tử kia ngay cả khi giống nàng thì bất quá chỉ là một dị tộc nhân mà thôi tâm niệm trong đầu hàn lập lưu chuyển đem cảm tình như sóng vỗ bờ mạnh mẽ đầy nén lại sau khi hơi do dự thì vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu đi đến khối thạch bích kia lam bảo nữ tử mặc dù không xoay lại nhưng dường như có thần thông có thể cảm ứng được chuyện phía sau nhướng mày thân hình lại di chuyển đến chỗ khác mà hàn lập cũng không khách khí bước vài bước lớn trực tiếp đến chỗ nữ tử này đứng lúc nãy bất quá hàn lập không cần quay người lại cũng có thể cảm ứng được lam bảo nữ tử ở sau lưng đang nhìn mình sau đó bước nhanh về phía một khối thạch bích ở phía xa xem ra nữ tử này mười phần là xem hắn giống như đồ háo sắc hàn lập cười thầm đem tâm thần thu lại chú ý tới thạch bích trước mắt ngân sắc văn tự trên thạch bích giống như đã dự đoán, toàn bộ là do thiên tài địa bảo tạo thành. Nhưng kỳ quái là phía trên không có ghi chú về giá cả, chỉ có ghi số từ 1 đến 30 mà thôi. Hàn lập thấy vậy, trong lòng vừa động, lập tức nghĩ tới điều gì đó, đem ánh mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy ngọc ốc ở phía xa có 13 chỗ, hơn nữa mỗi gian phòng đều có một con số rực rỡ ánh vàng, huyền phù trôi nổi. Thấy cảnh này, hàn lập cơ hồ không cần đoán cũng lập tức rõ ràng, tài liệu hẳn là phía sau thạch bích này, hắn không vội, bất động thanh sắc đem khối thạch bích này nhìn kỹ lần nữa, liền quay đầu đi về phía thạch bích tiếp theo. Lấy tốc độ của hàn lập, cơ hồ trong nháy mắt là đã xem qua hơn phân nửa số thạch bích. Nhưng mặt hắn không chút biểu tình, tự hồ không tìm được mục tiêu thích hợp, tiếp tục lặng lẽ tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng ầm ầm truyền tới, trong tòa lầu cát đỏ đậm kia phát ra tiếng quát to, cái gì, lão quái ngươi dám nói thứ này là giả à? không thể nào, đây là ta mất sức chín châu hai hổ, thậm chí thiếu nữa mất cái mạng trong tay đám kim sĩ cự nhân. Nói nhiều quá, nói giả là giả, thật sự không thể nhận vật này, nếu đã xem hết đồ vật thì khâu đạo hữu có thể đi. Một âm thanh the thế từ trong lầu cách truyền ra, hơn nữa lại không hề khách khí. Lão tử vì thứ quỷ này, sau khi trở về động phủ nằm bảy tám năm thì cuối cùng mới biết là giả, đừng để ta biết tên kẻ kia, nếu không ta nhất định không nói hai lời, chặt đi cái đầu của hắn. Giọng nói của người đầu lại tiên vang lên, trong âm thanh trộn lẫn linh lực cho tất cả mọi người bên ngoài đều có thể nghe rõ. Nhưng nơi đây hơn phân nửa không phải là người bản địa, sau khi giật mình thì cũng không để ý tới nữa. Đột nhiên hồng quang bên ngoài lầu các chợt lóe, một thân ảnh thật lớn từ bên trong hồng quang bước ra ngoài, thân hình thoáng một cái liền rơi xuống mặt đất. Ầm một tiếng, nhân ảnh này vô cùng lớn, khiến mọi người không khỏi nhìn lại kết quả tất cả mọi người đều hít một ngụm lương khí người này từ đầu tới chân một nửa là nhục thân một nửa là kim loại nửa phần kim loại phát ra hôi quang quỷ dị phảng phất như cổ đồng không thể bị phá vỡ mà khi nhìn lên trên lại là một khuôn mặt dữ tợn chẳng những mắt mũi to lớn gấp hai lần người bình thường mà trên đầu lại có sừng nhọn người có vài đám lông xanh Thần Niệm Hàn Lập sau khi đảo qua quái vật này thì sắc mặt không khỏi đại biến, hắn không thể nhìn ra tu vi người này sâu cạn thế nào, dĩ nhiên là tồn tại hợp thể kỳ đỉnh phong giống như thiên cơ tử. Bất quá Hàn Lập không nhận biết quái nhân này, nhưng không có nghĩa là những dị tộc nhân khác lại không biết. Cơ hồ khi quái nhân vừa đáp xuống đất, trong đám người gần đó lập tức đi ra mười mấy người, hướng về phía quái nhân cung kính thi lễ. Tham kiến Đoạn trưởng lão, bái kiến Tam trưởng lão, liên tiếp những tiếng thi lễ phát ra mà những người này vóc dáng so với người bình thường cao lớn hơn nhiều có lẽ tất cả đều là thạch kiến tộc nhân mà tên quái nhân này đúng là một vị trưởng lão của thạch kiến tộc ồ các người cũng tới tham gia đấu giá hội sao hy vọng các ngươi có thu hoạch ta chuẩn bị trở về không định tham gia hội này ánh mắt quái nhân đảo qua những người thi lễ sau đó tuy ý khốt tay không hề bắt chuyện cùng ai nữa đi nhanh ra bên ngoài nơi đi qua đám người gần đó hiển nhiên đều vô cùng kính sợ nhường đường trùng hợp hương đại hán đi vừa đúng lúc về phía hàn lập Hàn Lập thấy vậy, đồng thời lui qua một bên, nhưng một màn tiếp theo lại khiến Hàn Lập giật mình. Quái nhân ngay khi bước qua cạnh Hàn Lập, bỗng dừng chân, nhíu mày một cái, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ khó tin, gắt gao nhìn thẳng Hàn Lập. Một màn quỷ dị như thế hiển nhiên làm những người khác gần đó đều ngạc nhiên, không ít ánh mắt rơi trên người Hàn Lập, nghĩ muốn nhìn ra điều gì đó. Vị tiền bối này có gì phân phó vãn bối sao? Hàn Lập cảm thấy không ổn, không hiểu xảy ra chuyện gì, sau khi thi lễ thì mặt tươi cười hỏi: Ngươi tên gì, là tộc nhân nơi nào? Hàn lập không biết dụng ý của đối phương, nào dám trả lời tên thật, chỉ có thể hàm hồ trả lời. Được, tốt lắm. Ta là đoạn thiên nhận thạch kiến tộc, sau này nếu ngươi gặp phiền toái gì ở thiên vân thì cứ nói tên của ta ra. Cũng không biết lão quái vật này có thật sự tin lời hàn lập hay không, thân hình đột nhiên mơ hồ, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hàn lập ở phía đối diện là thần sắc đại biến. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đầu vai của mình trong nháy mắt đã bị đối phương dùng tay vỗ một cái, ngay khi hắn có linh mục thần thông, thì cũng không tìm được dấu vết đối phương đã ra tay. Nhưng động tác thật sự là quá nhanh, căn bản không thể tránh kịp. Mà từ bàn tay của đối phương chuyển tới một đạo linh khí quỷ dị, sau khi lưu chuyển trên cánh tay một trận, mới tự động tản mát. Tiền bối, đây là ý gì? Sắc mặt hàn lập có chút xanh mét. Mới vừa rồi đại hán vỗ vài vai hàn lập, những dị tộc nhân ở đây có thể nhìn ra chỉ không quá 10 người, trong nháy mắt phần lớn những người tại đây hàn lập tự nhiên hỏi quái nhân câu này làm cho ánh mắt cùng ngữ khí của họ có chút kỳ quái thấy hàn lập biến sắc hỏi ánh mắt quái nhân đảo qua người hàn lập nhưng lại không chút tức giận cười hắc hắc nói không có gì lão phu thấy đạo hữu tự hồ cũng tu luyện luyện thể thuật nào đó hơn nữa có chút thần diệu nên muốn cùng đạo hữu trao đổi một hai công pháp tâm đắc gì đó mà thôi hàn lập bị quái nhân nhìn chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác đau nhức trong lòng không khỏi hoảng hốt ngay cả khi hắn dùng hắc xa kết hợp với huyễn hóa chi thuật mà mình mới tham ngộ, ẩn diện mục, nhưng tu vi đối phương hơn mình quá xa, có giấu được hay không thì không nắm chắc. Bất quá Hàn Lập hiển nhiên không tin đối phương chỉ muốn trao đổi công pháp, hơn nữa mới vừa rồi đối phương vỗ một trưởng, rốt cục lại ý gì? Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, nhất thời không thể nghĩ ra đối phương đột nhiên nhắm vào hắn là vì mục đích gì. Hắn tuyệt đối lần đầu tiên nhìn thấy quái nhân này, tiểu tử kia không cần nghĩ làm gì cho mệt bây giờ ta đến thuần hương các phía trước chờ ngươi không nên có ý nghĩ bỏ trốn một trưởng vừa rồi mặc dù vẫn không động tay động chân gì nhưng đã lưu lại trong cơ thể ngươi ấn ký đủ để ta quan sát ngươi vài canh giờ bên tai hàn lập chuyển tới tiếng của quái nhân tiếp theo đại hán không giải thích gì thêm cười ha ha rồi xoay người bỏ đi chỉ một lát sau liền rời khỏi khoảng sân rộng đi đến lối vào để lại hàn lập một mình thần sắc âm trầm bất định mà thần sắc mọi người xung quanh cũng kỳ quái nhìn hắn giờ phút này lòng hắn không yên, căn bản không thể bình tĩnh được. khi hắn ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt của nhiều người xung quanh, trong lòng không khỏi cười khổ. lúc này mới xoay người lại đi đến lối vào. chương 1593 ban đầu Hàn lập định sau khi dịch dung sẽ lặng lẽ đem một phần linh dược trong tay bán ra, thu lấy linh thạch. nhưng hiện tại bởi vì vừa gặp lão quái vật kia cho nên không thể bán trước mắt nhiều người. trong lòng hắn tự định giá, lập tức bỏ đi ý định này. Hàn Lập bình tĩnh từ trong thiên điện đi ra, tới một đấu giá đại điện, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn về phía đối diện. Khi vừa mới tới, hắn cũng không chú ý tới thuần hương các gì đó, nhưng hiện tại cẩn thận nhìn thì quả thật thấy một chỗ như vậy. Lầu các này cũng không quá lớn, nhưng đấu giá đại điện lại đối diện lại cao đến ba tầng, trước cửa treo tấm biển vẽ rồng bay phượng múa. Bất quá Hàn Lập chú ý tới chính là một tòa lầu các không bắt mắt, hồi lâu vẫn không có khách vào. Đây chính là lầu các mà quái nhân đoạn thiên nhận bảo đến, hàn lập tự định giá trong lòng không khỏi có chút trần trừ không quyết đấu giá hội còn phải một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu mà hắn cũng không biết lão quái thạch kiến tộc này tìm hắn là có ý gì đột nhiên hắn phất tay áo một khối hắc sắc tiểu sơn bay ra đúng là nguyên từ thần quang mặt hắn không chút thay đổi nhìn vật này chân mày cao lại mới vừa rồi mặc dù đoạn thiên nhận cực lực che giấu nhưng nhờ linh mục thần thông nên hắn vẫn cảm ứng được đối phương vừa quét ánh mắt về phía tay áo hắn không biết tại sao đối phương lại chú ý đến cánh tay này không biết có phải hắn có hứng thú với nguyên từ sơn hay là tâm hàn lập có chút trầm xuống nghĩ đến cánh tay hàn lập bỗng nhiên nhấc tay áo lên sơ soạng bên trong một chút mặc dù hắn không cảm thấy điều dị thường nào khác nhưng huyền thiên chi bảo biến thành quả thực đang bị phong ấn tại đó chẳng lẽ đối phương cảm ứng được sự tồn tại của kiếm này hàn lập tự định giá càng cảm thấy không ổn mặc dù đến nay hắn vẫn chưa biết nhân tộc cùng phi linh tộc bởi vì tìm kiếm kiện huyền thiên chi bảo này mà trước sau đã huyết tế một lần nhưng hắn đã chứng kiến quy uy lực của bảo vật này, nếu có thể khống chế nó thì đủ để thoải mái tung hoành linh giới. Ừ cho nên mặc dù kiếm này chỉ mới dùng một lần nhưng trong lòng hắn đã sớm coi đó là một bí mật lớn, chỉ thấp hơn chiếc bình thần bí nhưng tầm quan trọng thậm chí còn trên cả phệ kim trùng, thanh thục. Bất quá tỷ lệ vị trưởng lão thạch kiến tộc này khám phá ra trong người hắn có huyền thiên chi bảo cũng không lớn lắm, nếu không lúc đầu thiên cơ tử chỉ nhìn một lần đã phát hiện ra rồi, huyền thiên chi bảo hiện tại bất động nhưng đã ở trong cánh tay hắn thì không thể phát hiện đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đối phương tu luyện công pháp nghịch thiên gì đó có thể cảm ứng được mặc kệ thế nào hiện tại hắn không thể đối kháng với một gã hợp thể kỳ đỉnh phong được cho dù đối phương không đưa đạo linh lực vừa rồi vào cơ thể thì hắn cũng không thể chạy ra khỏi vân thành vốn được bảo vệ nghiêm ngặt vô luận là họa hay phúc thì chỉ có thể đi vào mới biết hàn lập đứng tại chỗ thần sắc âm trầm bất định một hồi lâu cuối cùng bước chân đi về phía thuần hương cát cũng may đối phương, dù có chú ý với huyền thiên chi bảo thì tính mạng cũng tạm thời có thể giữ được. Nhưng Hàn Lập có chút bất đắc dĩ khi bước vào đại môn của thuần hương các, chính là một thanh niên tinh tộc, khuôn mặt tuấn tu đứng ngay cửa. Vừa thấy Hàn Lập tiến vào, tên dị tộc nhân kết đan kỳ này lập tức tiến lên cười đón. Lệ tiền bối, đoạn trưởng lão đã chờ ngài tại quý thất, mời tiền bối theo vãn bối. Mời đi trước dẫn đường. Ánh mắt Hàn Lập sau khi đảo qua tầng một, nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đại sảnh trước mắt trống rỗng, không có bất kỳ đồ vật gì, chỉ có bốn vách tường không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành mà chớp động linh quang. Tinh tộc thanh niên lúc này dẫn Hàn Lập đi lên cầu thang. Chỉ một lát sau, Hàn Lập đã ở tầng 3, sau đó được dẫn tới một phòng bị bao phủ bởi kim lâu lung cháo. Tinh tộc thanh niên dừng bước, tay bắt quyết, rồi dơ về phía cửa phòng. Nhất thời một đạo ngân quang từ trong cổ tay áo bắn ra, tiếp theo thanh niên cung kính đứng một bên, một lúc lâu, bên trong truyền ra tiếng nói xé gió, "Nếu người đã tới thì cứ vào đi." Hàn Lập nghe tiếng này, ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đây là giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử. Nhưng vào lúc này, kim quang trước người tách ra, đồng thời cửa phòng từ từ mở ra. Hàn Lập hơi trầm ngâm, liền nhẹ bước vào. Cửa phòng lần nữa đóng lại, kim quang một lần nữa hiện lên. Tham kiến hai vị tiền bối." Sau khi ánh mắt Hàn Lập đảo qua trong phòng, liền chắp tay thi lễ gian phòng này rộng hơn 10 trượng, trước mặt là một cái bàn với hai người đang ngồi. Một người đúng là đoạn thiên nhận, người còn lại là một tinh tộc Mỹ phụ trừng 30 tuổi, cảnh giới là hợp thể sơ kỳ. Xem ra mới vừa rồi bắt chuyện với Hàn Lập chính là nữ tử này. Lệ đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Phụ nhân mỉm cười nói. Giờ phút này đoạn thiên nhận cầm lấy một bầu rưỡi màu hồng, đưa lên miệng uống, chỉ là ánh mắt thoáng nhìn qua Hàn Lập nhưng tay lại không ngừng dốc rượu cũng không biết trong bầu rượu là loại linh tử nào, cho dù Hàn Lập là người không thường xuyên uống rượu, nhưng cũng cảm thấy một mùi thơm nồng đậm sộc vào mũi. Bất quá nếu đối phương đã mở miệng, Hàn Lập cũng không khách khí, sau khi thi lễ liền ngồi xuống một ghế gần đó. Lúc này, đôi mắt trong suốt của Mỹ phụ lưu chuyển trên người Hàn Lập. Hàn Lập chú ý khi ánh mắt đối phương đảo qua cánh tay của mình, ánh mắt mơ hồ chớp lên, sau đó lập tức thả lòng. Xem ra đoạn thiên nhận đã nói cho nữ tử này điều gì đó, Hàn Lập âm thầm nhướng mày, cảm giác được phiền toái lần này không nhỏ. Người của tinh tộc thông minh tuyệt đỉnh, có thể tu luyện đến hợp thể kỳ thì càng giống yêu quái. Nghĩ rằng muốn dối gạt sự kiểm tra của nàng thì thật sự là chuyện không tưởng. Được rồi, người đã tới, chuyện cần hỏi ta cũng đã nói toàn bộ cho người biết. Tiếp theo cụ thể thế nào thì phải nhờ thái tiên tử. Đoạn mỗ chỉ là một gã thô kịch, không muốn động đến đầu óc. Nhưng tới lúc nào đó, ta nhất định phải chiếm được một phần thật to. Đoạn thiên nhận rốt cục uống một hơi sạch linh tử, sau đó đặt bình rượu qua một bên, dùng tay áo lo miệng nói. Đoàn huynh cần gì nóng vội? Thiếp thân chỉ mới vừa nghe đạo hữu nói, cụ thể có thật hay không thì cần nghiệm chứng một chút. Tinh tộc Mỹ phụ thản nhiên cười nó. Tiên tử cứ tự nhiên, lão phu đã tự mình kiểm tra qua, đích thật không giả. À, tiên tử còn cửu hương linh tử không, cho đoạn mỗ một bầu nữa đi. Đoạn thiên nhận đầu tiên là từ chối cho ý kiến, nhưng lập tức lắc bầu rượu, hàm hồ nói, đoàn huynh thật sự là xem thuần hương các của ta là một quán rượu sao cửu hương linh tử này mỗi trăm năm mới có thể chế ra mười bình hôm nay ngươi là một hơi hết ba bình lần sau khi mở cửa thiếp cũng chỉ có thể dùng linh tử bình thường chiêu đã thôi mỹ phụ họ thái nhìn đoạn thiên nhận một cái nhưng cuối cùng linh quang trên tay chợt lóe một vò rượu xanh biếc xuất hiện trong tay rốt cục cũng đưa cho đoạn thiên nhận một bình rượu nữa ha ha đó cũng bởi vì trong vân thành chỉ có một mình tiên tử mới có thể luyện chế ra được loại linh tử này đoạn mỗ từng mấy lần hỏi cách điều chế đáng tiếc tiên tử quá bảo mật ai cũng kỳ quái tiên tử căn bản không uống rượu thế nhưng lại có thể chế ra loại linh tử được xưng là đệ nhất linh tử ở vân châu đoạn thiên nhận bưng bầu rượu lên lại uống một ngụm sau đó cười nói vân thành đệ nhất linh tử chỉ là một số đạo hữu ưu ái mà thôi mà không phải thiếp thân hẹp hòi đây là do phương pháp luyện chế linh tử này có liên quan đến công pháp tu luyện cho dù giao cho đạo hữu thì cũng không thể luyện chế ra cửu hương linh tử được Mỹ phụ dùng tay che miệng, cười khẽ nói. Đoạn thiên nhận nghe trả lời, cười hắc hắc tiếp tục uống rượu, không hề tiếp lời. Mỹ phụ lật tay, lấy ra một cái chén màu vàng, cũng đem tiếp ra một vò rượu nữa, sau khi rót liền hướng hàn lập đưa qua. Nhất thời chén rượu được một đoàn lục quang bao lại, chậm rãi đưa tới. Lệ đạo hữu có thể tới đây, cũng xem như có duyên với thuần hương các của thiếp thân, nếu không ngại thì mời nếm thử cừu hương linh tử. Mỹ phụ chờ sau khi hàn lập nhận chén rượu mới cười nói. Đa tạ tiền bối ban rượu, Hàn lập cảm ơn một tiếng, bắt quá không lập tức uống cạn một hơi, mà là ánh mắt nhìn về phía trong chén rượu màu vàng này. Cái gọi là cửu hương linh tử, thật ra lại trong suốt, mang theo chút hồng trong chén rượu màu vàng, phảng phất như một hồ nước diễm lệ. Hơn nữa, từ trong chén rượu lan ra từng trận mùi thơm, mũi nhẹ ngửi thì mùi thơm trong nháy mắt lại biến hóa vài lần. Thật sự thần kỳ. Linh tử này chẳng những rất thơm, hơn nữa sau khi uống có thể sáng mắt, người sàng khoái, một một ngụm cũng có thể tiết kiệm hơn một tháng khổ tu, đôi mắt sáng của Mỹ Phụ sau khi lưu chuyển, liền thản nhiên nói. Rượu này thần kỳ như thế, vãn bối đúng là có phúc không nhỏ. Hàn Lập lúc này cũng đã xác định trong rượu không có vấn đề, không hề do dự nhấm nháp một cái. Phảng phất như một khối hàn băng đưa vào miệng nhưng lập tức khối băng, liền tan ra thành nước ấm linh hoạt dị thường mang theo mùi thơm tuyệt vời. Tiếp theo mùi thơm trôi xuống yết hầu, rồi xuống bụng căn bản không cần Hàn Lập nuốt. Chương 1594 ủng hộ kênh qua com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé âm um, Hàn lập chỉ cảm thấy đan điền trong nháy mắt nóng như lửa đốt lập tức một cỗ nhiệt hòa truyền khắp nới toàn thân trở nên thoải mái dị thường quả nhiên vô cùng thần kỳ đây là lần đầu vãn bối uống được linh tử tuyệt vời như thế Hàn lập khép hờ hai mắt thưởng thức một hồi lâu sau đó mở miệng tán thán hắc hắc nếu loại rượu này không thần diệu như thế thì đoạn mỗ cũng không trông mong mòn con mắt hàng năm đều đến đây uống rượu Đoạn Thiên nhận nhếch miệng cười nói hai vị đạo hữu thích linh tử của thiếp thân như vậy thì đã là vinh hạnh cho thiếp thân bất quá lần này mời lệ đạo hữu tới không phải chỉ có uống chút rượu như thế mỹ phụ lạnh nhạt cười vãn bối cũng hiếu kỳ không biết hai vị tiền bối đem vãn bối tới đây là có ý gì chỉ giáo hàn lập biến sắc sau khi bỏ chén rượu xuống liền hỏi nếu lệ đạo hữu đã chủ động hỏi thì thiếp thân cũng không vòng vo đạo hữu có thể giơ tay áo lên cho thiếp thân xem bàn tay một chút được không tinh tộc mỹ phu nhân nhìn hàn lập chằm chằm mặt lộ ra một tia cổ quái bàn tay hàn lập tuy mặt ngoài cả kinh nhưng thực tế trong lòng lại thở dài một hơi chỉ cần đối phương không hướng về huyền thiên chi bảo thì những chuyện khác không cần lo không sai chính là bàn tay tinh tộc mỹ phụ giơ tay chỉ về phía tay áo hắn dứt khốt nói được không thành vấn đề hàn lập trầm ngâm một hồi lâu mới có chút miễn cưỡng đáp ứng sau đó hắn giơ tay áo lên đem bàn tay đưa ra nhưng ngoại trừ thoạt nhìn có chút trắng thì bàn tay này thật sự rất bình thường. Mỹ phụ nhìn bàn tay này, nhíu mày. Tinh thạch trên chán chợt lóe, một đạo ngân mang bắn nhanh ra, tốc độ giống như điện quang, một chút đã tới ngay trước mặt Hàn Lập, hung hăng đánh lên bàn tay. Nữ tử này thoạt nhìn dịu dàng nhã nhặn nhưng động thủ lại vô cùng tàn nhẫn, không chút dấu hiệu liền ra tay. Hàn Lập trước đó căn bản cũng không nghĩ tới công kích này, không kịp đề phòng, năm ngón tay chỉ kịp chia ra bắt lấy ngân quang, chỉ nghe một tiếng đinh đang nhỏ ngân mang chợt lóe đánh vào lòng bàn tay tiếng kim loại va chạm phát ra xe gió lập tức năm ngón tay hàn lập hợp lại một tay bắt lấy ngân mang vào lòng bàn tay sau đó năm ngón tay lại chìa ra một cây ngân châm chỉ dài một tấc xuất hiện châm này trong suốt run lên nhảy nhẹ giống như có linh tính lúc này toàn bộ bàn tay của hàn lập bất ngờ biến thành màu đen phảng phất như sắt mà cổ tay hiện ra một tiêu ký nhỏ đúng là nguyên từ thần sơn biến thành núi này dưới bách mạch luyện bảo đã hoàn toàn dung hợp với bàn tay này. Tinh tộc Mỹ phụ phun ra ngân châm tuy sắc bén nhưng không thể làm tổn thương chút nào. Nhưng trên mặt Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ đắc ý, ngược lại thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ngược lại, tinh tộc Mỹ phụ nhìn chằm chằm vào bàn tay màu đen, khóe mắt lộ ra một tia hưng phấn khó có thể che giấu. Mai Đoạn Thiên nhận sau khi nhìn lướt qua, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Quả thật là nguyên từ chi thể, nói như vậy thì đại sự có thể thành. Mỹ phụ thì thào một câu, tiếp theo phát tay lên. Ngân Trâm giật một cái, thoát khỏi khống chế của Hàn Lập, bắn nhanh trở lại hướng Mỹ phụ. Cuối cùng Ngân Trâm chợt lóe, chi vào tinh thạch trên trán Mỹ phụ. Nguyên từ chi thể, tiền bối nói vậy là có dụng ý gì? Hàn Lập hít sâu một hơi, mới khôi phục lại như thường. Nguyên từ chi thể, tự nhiên là có thể thi triển nguyên từ thần quang pháp thể. Các hạ nếu đã đem một kiện nguyên từ chi bảo hòa hợp với bản thân, thì cũng được coi là nguyên từ chi thể, bất quá loại công pháp đem bảo vật dung nhập với thân thể cùng với hấp kim hóa vương mà đoạn đạo hữu tu luyện cũng có công dụng bất quá thứ đoạn huynh dung nhập không phải là bảo vật mà chỉ là các tài liệu luyện khí chân quý mà thôi mỹ phụ tựa hồ tâm tình tốt cười dài nói hàn lập nghe xong thân hình vừa động vẫn chưa hỏi thêm gì hắn rất rõ ràng đối phương nói như thế thì khẳng định còn có lời tiếp theo Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mỹ Phụ thấy Hàn Lập không nói gì, liền tiếp tục mở miệng nói, mặc dù không giả, nhưng thiếp thân hy vọng được tận mắt thấy tay đạo hữu thả ra nguyên từ thần quang, lệ đạo hữu sẽ không cự tuyệt yêu cầu này chứ. Hàn Lập nghe xong lời ấy, thần sắc vừa động, không nói hai lời giơ tay lên. Nhất thời một tầng quang hà hiện lên, hình thành một tầng quang mạc đem Hàn Lập bao vây bên trong. Tinh tộc Mỹ Phụ thấy cảnh này, hai mắt sáng ngời, hai tay trà sát lại phất tay về hướng Hàn Lập, Vài tiếng phốc suy vang lên, một khối hồng sắc hỏa cầu bắn ra. Lúc đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng không lâu liền biến to như đầu người. Hàn lập thấy hỏa cầu nhưng không có chút ý tứ tránh né, chỉ lặng lặng nhìn hỏa cầu kích lên quang mạc. Giống như thiểm điện đảo qua, sau vài tiếng trầm muộn vang lên thì hỏa cầu giống như nước nhỏ xuống sông, một đi không trở lại. Không thể phát ra chút uy lực nào. Nguyên từ thần quang chuyên khắc chế ngũ hành chi lực, quả nhiên vô cùng thần diệu mà đạo hữu giơ tay nhắc chân dễ dàng như thế hiển nhiên đã tu luyện thần quang này tới cực hạn sợ rằng không kém nguyên từ chi thể của đoàn huynh ngươi cảm thấy như thế nào mỹ phụ họ thái mừng dỡ hỏi đoạn thiên nhận một câu đoạn đạo hữu ngươi không thử một lần sao mỹ phụ sau khi nói thì lại hướng quái nhân hỏi tiếp ánh mắt quái nhân chợt lóe đột nhiên hư không đánh một trào về phía hàn lập nhất thời ở chỗ đầu ngón tay chợt lóe phù văn cực lớn đồng dạng một mảnh hôi quang hướng hàn lập tuôn ra nguyên từ thần quang Hàn lập chút nữa kinh hô ra, nhưng mắt thấy khí thế hôi quang đánh tới mình mạnh như thế, không suy nghĩ thêm, tay bắt quyết, hôi sắc quang mạc hiện trước người đại phóng trực tiếp nghênh đón. Hai loại hôi sắc quang hà sau một khắc chạm nhau liền phát ra tiếng tích tích quái dị. Giờ phút này hai loại quang hà sau khi nhập vào nhau, nhưng cuối cùng lại có thể nhìn ra sự khác biệt trong đó. Rõ ràng màu sắc nguyên từ thần quang của đoạn thiên nhận rõ nét hơn một chút, nhưng lại có chút bất ổn, tự hồ không được tự nhiên, giống như không thể hoàn toàn điều khiển, trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia ngoài ý muốn nhưng sau khi tự định giá, ngón tay đen như mực điểm một cái về phía hôi quang trước người, tất cả nguyên từ thần quang bóng nhiên tụ hội lại, hóa thành một khối cực đại quang cầu, xoay tròn rất nhanh. Một màn kinh người xuất hiện. Đoạn thiên nhận thả ra hôi quang phảng phất như đụng phải một con suối thật lớn, dưới cự lực đều nhập vào trong quang cầu không thấy đâu nữa. Tốt! Không cần thử nữa, lệ đạo hữu mặc dù là nguyên tử pháp thể, nhưng rõ ràng so với một số nguyên tử chi thạch, trong thân thể đoàn huynh mạnh hơn nhiều, ha ha, cơ hồ so với nguyên từ chi thể của thiên tiên cũng không kém bao nhiêu. Tinh tộc Mỹ phụ cười nói, hừ, đây là hiển nhiên, nguyên từ thần quang, của đoạn mỗ bất quá chỉ là cường hành thúc dục nguyên từ chi thạch mà thôi, căn bản không thật sự tính là nguyên từ thần quang. Hắc hắc, nhưng thật ra bí thuật dung hợp bảo vật của lệ đạo hữu cũng thật thần diệu. Đoạn thiên nhận không tức giận nói nhưng sau khi nói câu cuối, thần sắc lại lấy làm kỳ quái, Bất quá, cũng may là đạo hữu dung hợp được lượng lớn nguyên tử chi thạch, nếu không cũng không có cách nào cảm ứng được nguyên tử chi bảo trên người lệ đạo hữu. Tinh tộc Mỹ phụ khẽ cười, lời này làm cho Hàn Lập có chút chợt hiểu. Hàn Lập lúc này đúng là hết chỗ nói. Lúc này, đoạn thiên nhận giơ tay, nhất thời cắt đứt nguyên tử thần quang, lần nữa thong thả ổn định thân hình. Hàn Lập thấy vậy, đồng dạng bắt quyết, cũng đem hồi sắc quang hà thu trở về nhưng không nhịn được mở miệng hỏi, hai vị tiền bối coi trọng thần thông này như thế, hẳn là có đạo lý khác hai người chúng ta đương nhiên là có lý do riêng nói thật ta và đoàn huynh vì chờ người mang trong mình nguyên từ thần quang đã đợi suốt mấy ngàn năm mắt thấy vẫn chưa đủ số lượng người nguyên bổn hoàn toàn hết hy vọng nhưng không nghĩ tới sau cơn mưa trời lại sáng lại đem đạo hữu đưa đến trước mặt hai chúng ta đôi mắt sáng của tinh tộc mỹ phụ lưu chuyển không che giấu được sự hưng phấn đủ nhân số chẳng lẽ hai vị tiền bối cũng tìm ra được những người có nguyên từ chi thể khác sắc mặt hàn lập hơi đổi thật sự thất kinh đương nhiên dù sao việc này sớm muộn cũng sẽ nói cho đạo hữu biết cho nên thiếp thân sẽ nói rõ chúng ta muốn làm một số việc có liên quan đến nguyên từ thần quang cho nên chỉ có thể tìm người có thần thông này mới có khả năng thành công thiếu một người cũng không thể làm được ngươi là người thứ ba mà ta và đoạn huynh tìm suốt mấy ngàn năm nay mỹ phụ nhẹ giọng giải thích nguyên từ thần quang mặc dù không phải là bí thuật độc nhất vô dị trên thế gian nhưng tuyệt đối là thần thông cực hiếm nếu không đủ nhân thủ thì cũng không thể nắm chắc thành công nhưng hiện tại xem ra đại cơ duyên thật đúng là đã rơi vào trên tay hai người chúng ta mỹ phụ thản nhiên cười nói vãn bối xem như đã hiểu dụng ý của hai vị tiền bối nhưng không biết hai vị muốn vãn bối trợ giúp thế nào hàn lập sau khi cười khổ một tiếng thì trực tiếp hỏi việc này trọng đại ta và đoàn huynh muốn thương lượng thật kỹ rồi mới quyết định được nên nói thế nào nhưng khẳng định rằng chuyện chúng ta muốn đạo hữu giúp chậm thì mấy năm lâu là trăm năm tinh tộc mỹ phụ dứt khốt trả lời điều này đúng lúc vậy sao Hàn Lập nghe vậy, nhướng mày nói. Như thế nào, đạo hữu cảm thấy thời gian này có gì không ổn sao? Thần sắc Mỹ phụ vừa động, chậm rãi hỏi. Chuyện của hai vị tiền bối chẳng lẽ có liên quan đến nghiễm hàn giới? Hàn Lập trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt trở nên cổ quái hỏi ngược lại một câu. Chương 1595 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đạo hữu thật sáng suốt. Chuyện chúng ta mưu đồ đích thật là ở nghiễm hàn giới. Lệ Đạo Hữu cứ việc yên tâm, mặc dù ngươi không phải là người của Thiên Vân 13 tộc, nhưng hai người chúng ta đều có chút địa vị trong tộc, đưa ngươi vào Nghiễm Hàn giới là chuyện không thành vấn đề. Đây là cơ hội tốt đối với Đạo Hữu, cũng xem như là thù lao. Trên mặt tinh tộc Mỹ phụ hiện lên một tia ngoài ý muốn, cười cười, cũng không phủ nhận. Thần sắc Hàn Lập biến đổi, một lát sau mới thở dài một hơi, tu vị tại hạ chưa tiến tới bình cảnh, có vào Nghiễm Hàn giới cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt hơn nữa vãn bối có thể tự mình tiến vào nghiễm hàn giới, không cần hai vị tiền bối xuất lực. Ngươi cũng có thể tiến vào nghiễm hàn giới. Không thể nào. Mặc dù ngươi che giấu diện mục, huyễn hóa ra khuôn mặt khác. Nhưng khẳng định không phải là người của 13 tộc chúng ta, mà ngoại tộc nhân thì không có tư cách tiến vào nghiễm hàn giới. Đoạn thiên nhận ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoàn huynh đừng vội kết luận, nói về dị tộc nhân, thì gần đây thật sự có một vị đạt được tư cách tiến vào nghiễm hàn giới, nói như vậy ta hẳn phải xưng hô một tiếng hàn đạo hữu mới đúng tinh tộc mỹ phụ có chút kinh ngạc nhưng lập tức cười rộ lên hàn lập nghe hai người nói thế trong lòng lại thở dài một hơi chuyện thi triển bí thuật biến ảo hình dáng quả nhiên không thể che giấu được hai người trước mắt bất quá nghe khẩu khí đối phương thì vẫn chưa biết hình dáng thật của hắn nếu không hắn mà nói thật thì có thể giảm đi hiệu quả họ hàn Nói như vậy thì ta cũng nghe người trong tộc kể lại rằng có một gã dị tộc nhân, tại nửa năm trước kích phát một khối nhiễm hàn lệnh, tự hồ có ý định mượn truyền tống trận. Đoạn thiên nhận sau khi tự định giá, liền nói, không sai, xem ra chính là lệ đạo hữu trước mắt. Tinh tộc Mỹ phụ thấy hàn lập trầm ngâm không nói, liền mỉm cười nói. Hắc hắc, nói như vậy nguyên bổn hắn cũng sẽ tiến vào nghiễm hàn giới, nói như vậy thì vừa đúng lúc, đỡ cho ta phí một phen tay chân. Đoạn thiên nhận không vui không giận nói, nhưng vãn bối, tới bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì về mưu đồ của hai vị tiền bối. Hơn nữa, tại hạ cũng đã nhận một việc khác của quý tộc, sợ rằng khi tiến vào nghiễm hàn giới, không thể kham nhiều việc. Hàn lập nhìn đoạn thiên nhận một cái, do dực nói. Ồ, ngươi nói chính là chuyện thu thập tài liệu luyện khí sao? Yên tâm, chuyện này không mất bao nhiêu thời gian đâu, tuyệt không làm ngươi chậm trễ nếu thật sự không được thì ngươi cứ yên tâm làm chuyện của đoạn mỗ là được cho dù không thể thu thập tài liệu luyện khí thì có đoạn mỗ nói dùng ngươi ngươi còn sợ tộc nào có thể làm khó dễ ngươi sao đoạn thiên nhận hãnh diện nói về phần ngươi muốn làm chuyện gì nếu khẳng định ngươi sẽ tiến vào nghiễm hàn giới thì tiết lộ một chút cho ngươi cũng không phải là không được đoàn huynh ta sẽ nói với hàn tiểu hữu trước một chút tinh tộc mỹ phụ tiếp lời nói tiên tử tự nhiên đoạn mỗ không có ý kiến gì đoạn thiên nhận từ chối cho ý kiến kỳ thật việc này cũng rất đơn giản, là hai người chúng ta muốn hàn đạo hữu cùng hai người khác có nguyên từ chi thể, cùng nhau hợp tác mở ra cấm chế tại một chỗ bí ẩn trong nghiễm hàn giới, từ trong đó lấy ra vài thứ đổ vật. Mấy thứ này có liên quan đến việc ta và đoàn huynh độ thiên kiếp sau này. Nếu có thể thành công, trong vòng mấy vạn năm tới ta và đoàn huynh sẽ không gặp nguy hiểm. Mỹ phụ ngưng trọng, chậm rãi nói. Đại thiên kiếp. Hàn lập nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, nhớ lại thanh nguyên tử ẩn tàng trong minh hà chi địa tu vi kinh người, vì muốn hoãn đại thiên kiếp mà không thể ra ngoài. Tu vi tới cảnh giới của bọn họ, thọ nguyên không phải là vấn đề nhưng mỗi lần đại thiên kiếp thì bọn họ không thể tránh khỏi ma chướng ác mộng, cho nên không thể không đau khổ tìm cách trì hoãn. Xem ra nếu không tìm ra cách thì đồng dạng không thể tiêu diêu tự tại trong trời đất. Hàn lập có chút cảm khái, thầm thở dài một hơi. Tinh tộc Mỹ phụ nói tiếp, cấm chế đó là lúc ta tiến vào nghiễm hàn giới, và tiến giai thành thánh tộc mới phát hiện ra, mặc dù thiếp thân không thể mở ra được cấm chế nhưng may mắn từ nơi khác biết được một vài tình hình trong cấm chế mấy thứ trong đó đối với thượng tộc các ngươi không quan trọng nhưng đối với thánh tộc chúng ta mà nói thì chính là vật cứu mạng khi độ kiếp nếu là cấm chế trong nhiễm hàn giới thì chắc là do tiên nhân lưu lại trước kia khi các tộc tiến vào nhiễm hàn giới có không ít người chết trong các loại cấm chế tiền bối thật sự nắm chắc sao hàn lập cẩn thận hỏi một câu Thiếp thân có lẽ tu vi so với các thánh tộc khác yếu hơn một chút, nhưng nói về tạo nghệ cấm chế, pháp trận thì có thể xếp vào nhóm năm người đứng đầu tại Thiên Vân. Hơn nữa lúc ấy ta cẩn thận xem xét, biết rằng cấm chế này tồn tại từ rất nhiều vạn năm trước, uy lực có thể đã sớm mất đi một nửa. Nếu không ta cũng không có chú ý đánh vào. Đạo Hữu không tin lời thiếp thân nói sao? Mỹ phụ nhìn Hàn Lập, thâm ý sâu sắc nói, vãn bối tuyệt không dám nghĩ thế. Thần sắc Hàn Lập biến đổi, cho dù có nghĩ như vậy thì cũng là chuyện bình thường. Bản thân ta tuy chỉ là nữ lưu nhưng trí tuệ cũng không quá kém. Bất quá ngươi yên tâm, ta mất thời gian hơn ngàn năm, cuối cùng mới nghĩ ra cách dùng ba gã có nguyên từ chi thể phá trận, tuyệt đối có bảy thành nắm chắc. Về phần hai tên khác thì vẫn đang ở trong vân thành. Một gã là tán tu thân thể tiên thiên, hiện tại đảm nhiệm chức vị khách khanh trong tinh tộc chúng ta. Một tên khác thì được đoàn huynh tự bồi dưỡng ra. Hiện tại có thêm hàn huynh, ba người liên thủ lại nhất định có thể phá được cấm chế nọ. Tinh tộc Mỹ phụ tự tin nói đoạn tiền bối có thể bồi dưỡng ra một gã có nguyên từ chi thể tại sao lại không bồi dưỡng thêm một người nữa cần gì chờ tới bây giờ hàn lập sau khi nhíu mày bỗng nhiên hỏi hàn đạo hữu có điều không biết nguyên từ chi thạch là vật vô cùng quý hiếm và lại cũng không dễ dàng hấp thụ lúc ấy sau khi đoạn huynh thu thập đủ tài liệu đồng thời đối với sáu người trong tộc cường hóa nguyên từ chi thể kết quả cũng chỉ có một người thành công mà thôi vì hết nguyên từ chi thạch nên không thể bồi dưỡng ra thêm ai được nữa vả lại việc này chỉ là muốn hàn đạo hữu tiến vào nghiễm hàn giới giúp hai người kia mà thôi cũng không phải là nguy hiểm gì mỹ phụ họ thái giải thích hai câu tiếp theo thần sắc ngưng trọng vãn bối sợ rằng không thể từ chối đường sống hàn lập trầm ngâm một lát mới cười khổ nói hắc hắc ngươi nói cũng đúng đoạn thiên nhận lúc này đem giọt rượu cuối cùng uống hết mới nhìn hàn lập một cái thanh âm lãnh lẽo nói nếu tất cả chỉ đơn giản như lời tiền bối nói thì vãn bối tự nhiên có thể giúp nhưng bản thân nghiễm hàn giới đã rất nguy hiểm, cộng thêm cấm chế nọ có thể là do tiên nhân lưu lại, vậy nên nguy hiểm cũng lớn hơn. Tiền bối thật sự có thể cam đoan vãn bối không mất mạng chứ? Hàn lập sau khi hít sâu một hơi, mới hỏi ngược lại một câu. Hàn đạo hữu nói đùa, thế gian làm gì có chuyện mười phần vẹn toàn, cho dù thiếp thân nói như thế, thì đạo hữu có thật sự tin là thế sao? Mỹ phụ nghe vậy, cũng lộ ra vẻ tươi cười mà như không cười, nếu tiền bối cũng không thể nào khẳng định sự nguy hiểm trong chuyến đi này thì vãn bối cũng cam tâm mạo hiểm chỉ mong hai vị tiền bối có thể đáp ứng vãn bối hai điều kiện hàn lập trầm ngâm một chút từ từ nói điều kiện cho dù đạo hữu không đề cập tới sau khi sự tình hoàn thành thiếp thân và đoàn huynh chắc chắn trọng tạ nghe hàn lập nói vậy mỹ phụ ngược lại cười rộ lên trong lòng cũng thả lòng đối với nàng mà nói chỉ cần hàn lập đồng ý thì tất cả đều không quan trọng Điều kiện thứ nhất rất đơn giản, sau khi từ nhiễm Hàn giới đi ra, chuyện Vãn Bối muốn mượn truyền tống trận chắc hai vị tiền bối cũng biết, nhưng khi truyền tống phải tiêu hao số lượng tinh thạch rất lớn, một mình Vãn Bối sợ rằng không thể kham nổi. Thần Sắc Hàn lập bình tĩnh, rõ ràng từng chữ: "Vận dụng truyền tống trận, đích xác tiêu hao cực nhiều cực phẩm linh thạch. Như vậy đi, ngươi chỉ cần bỏ ra một nửa linh thạch, một nửa còn lại thiếp thân sẽ lo. Đạo hữu hài lòng chưa?" Mỹ phụ không chút do dự hứa hẹn, tựa hồ linh thạch không phải là việc lớn lắm. Hàn Lập thấy nữ tử này đáp ứng sảng khoái như thế, ngược lại trong lòng có chút ngẩn ra. Nhưng tiếp theo lại mỉm cười, tiếp tục nói, vãn bối đa tạ tiền bối đã hứa hẹn. Điều kiện thứ hai chính là sau khi bài trừ cấm chế, ngoại trừ những thứ hai vị tiền bối muốn, thì những thứ khác sẽ để lại cho vãn bối. Không thành vấn đề, hai người chúng ta chỉ cần vài thứ đổ vật, các ngươi ngay lúc đó có thể lấy bất kỳ thứ gì, tất cả đều tự hành động. Trên mặt Mỹ Phụ không chút dị sắc, liền đáp ứng, tự hồ điều kiện này đã nằm trong dự đoán, thậm chí không cần thương lượng với đoạn thiên nhận mà đoạn thiên nhận nghe nói như thế chỉ lướt qua mỹ phụ cũng không chút dị nghị vãn bối cũng không phải là người có lòng tham không đái chỉ có hai điều kiện này thôi vãn bối nguyện ý sau khi tiến vào nghiễm hàn giới sẽ giúp hai vị tiền bối một tay hàn lập đứng dậy hướng mỹ phụ và đoàn thiên nhận ôm quyền nói tốt lắm có hàn đạo hữu tương trợ việc này sẽ thành chuyện tình cụ thể thì trước khi nghiễm hàn giới mở ra ra và đoạn huynh sẽ giải thích cẩn thận còn nữa, những việc ta vừa nói, hy vọng không tiết lộ ra ngoài." Mỹ phụ thu lại ý cười, giận dò nói, "Tiền bối cứ yên tâm, Vãn bối biết tự cân nhắc, nếu không có chuyện gì khác, Vãn bối xin cáo từ trước." Hàn Lập khom người, cung kính trả lời, "Ừ, đạo hữu có thể đi. Mặt khác trong khoảng thời gian này, đạo hữu nếu gặp chuyện gì thì cứ việc báo cho ta và đoàn huynh biết, có lẽ sẽ giúp ngươi giải quyết được một số phiền toái." "Được rồi, Hàn đạo hữu có lẽ còn chưa biết tên của ta." ta tên là Thải Lưu Anh, có thể gọi thiếp thân là Tiết Phu Nhân cũng được. Mỹ Phụ cười dài nói. chương 1596 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi Hàn Lập đi ra từ thuần hương các, phía đối diện đã có rất nhiều người bắt đầu tiến vào cửa đấu giá đại điện, tự hồ đấu giá sắp bắt đầu. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc vừa động cũng không chút trần trừ đi qua. Cửa đại điện cơ hồ lớn gấp 3 đến 4 lần hai cửa vào thiên điện, hơn nữa số lượng lam bào thị vệ cũng vượt xa thiên điện, Bất quá, những thị vệ này ngoại trừ duy trì trật tự thì không có hành động nào khác. Hàn Lập bất động thanh sắc, xen lẫn vào trong đám người. Sau khi tiến vào trong điện môn, trước mắt lập tức bừng sáng. Chỉ thấy một gian đại sảnh với mấy hành lang song song xuất hiện trước mặt. Tất cả lối vào hành lang đều có một tấm biển viết: Giám định, Đại điện. Bên cạnh là một gã thiếu niên sai vặt, bộ dáng cung kính đang đứng. Hàn Lập đảo mắt qua những tấm biển này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ thì bỗng nhiên đi nhanh về phía một cái trong số đó giám định. Đây là ý gì? Hàn Lập đứng ở lối ra vào hành lang, chỉ tấm biển bên cạnh trầm giọng nói. Khởi bẩm tiền bối, đây là nơi đấu giá hội giám định đồ vật. Tiền bối nếu có đồ vật gì chân quý thì có thể giám định tại đây. Tên sai vặt mi thanh mục tú kia khom người nói. Ồ, thì ra là thế. Hàn Lập gật đầu, không hề chần chừ, tiêu sái bước vào trong hành lang. Tuy nói rằng Thải Lưu Anh hứa sẽ giúp một nửa số linh thạch khi truyền tống, nhưng một nửa khác vẫn là số lượng trên trời, vẫn còn cần hắn tự mình giải quyết cho nên Hàn Lập muốn dựa vào kế hoạch ban đầu, cầm trong tay một số vật tốt, đưa vào đấu giá hội để bán. Hành lang cũng không quá dài, Hàn Lập chỉ đi hơn 10 trượng, trước mặt liền xuất hiện một gian phòng màu hồng. Cửa phòng tuy lớn nhưng lại bị một tầng thanh sắc quang mạc che lại, mà trước quang mạc là 7-8 gã dị tộc đang xếp thành một hàng, lặng lẽ chờ đến lượt. Trong lòng Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhưng liền thong dong đi qua, xếp vào cuối hàng. Thanh quang trượt lóe, quang mạc tự động rẽ ra, từ bên trong đi ra một dị tộc nhân tóc đỏ, người này hét lên hưng phấn tự hồ đạt được chuyện gì đó tốt đẹp ở bên trong tên dị tộc nhân này không để ý gì đến đám người hàn lập trực tiếp đi xuyên quan hướng về phía hành lang mà đi mà quang mạc thì chớp lên một tên dị tộc nhân khác bất động thanh sắc tiến vào cứ như vậy sau thời gian một chén trà nhỏ những người đứng phía trước hàn lập đều đã đi vào và trở ra động tác cũng cực nhanh mà trong lúc này phía sau hàn lập cũng có bốn năm người khác tới xếp hàng xem ra không ít người tham gia đấu giá hội Thanh sắc quang mạc rẽ ra, sau khi một gã dị tộc nhân sắc mặt uể oải bước ra thì Hàn Lập nhấc chân tiến vào trong. Phía sau quang mạc là một mảnh bạch sắc lượng quang, là một gian phòng thật lớn chừng hơn 30 trượng. Bốn phía toàn bộ đều được lát bằng đá trắng, mặt ngoài chấp động vô số phù văn, có vẻ đầy bí ẩn. Bất quá trong phòng ngoại trừ một cái bàn và ba cái ghế, thì cũng chỉ có một cái truyền tống trận đơn giản. Mà trên ba chiếc ghế là ba nhân ảnh toàn thân bao phủ trong bạch quang trong linh quang ba nhân ảnh đều trở nên mơ hồ không thể phán đoán ra diện mục thực sự hàn lập theo tiềm thức đảo thần niệm qua ba nhân ảnh này không biết mang theo bảo vật gì trên người mà thần niệm không thể điều tra được khí tức cho nên không thể phán đoán ra được tu vi sâu cạn thế nào đạo hữu có vật gì muốn tham gia đấu giá thì có thể lấy ra cho ba người chúng ta đánh giá nhưng phải nói trước chúng ta chỉ xem xét những bảo vật hàng đầu nếu là vật phẩm chất kém thì xin mời đạo hữu ra thiên điện bên cạnh mà tiêu thụ Mặt khác, nếu có gì bất mãn đối với việc kiểm giá của ba người chúng ta thì cứ nói ra, ba người chúng ta sẽ xem xét lại cho các hạ một lần. Nhân ảnh ở giữa mở miệng nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe, đúng là một nữ tử trẻ tuổi. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ đã hiểu. Thần sắc hàn lập không đổi, gật đầu, tay áo phất lên, hai bảo vật liền hiện ra. Một cái là lục sắc ngọc bình cùng một ngọc hạp trắng noãn không tì vết. Hàn lập không đi qua, mà phất tay ném qua, nhất thời hai vật phẳng phất như bị một cỗ lực vô hình nâng lên, từ từ bay về phía ba đạo nhân ảnh, cuối cùng phiêu phù trước mặt. Hai nhân ảnh mới vừa rồi không mở miệng, lúc này không chút khách khí giơ tay ra bắt lấy, phân biệt thu cái bình và hộp vào trong tay. Bình vừa mở ra, một mùi thơ mát nồng đậm truyền ra, tiếp theo bên trong mơ hồ còn truyền ra tiếng long ngâm, một đoàn lục quang mười phần linh tính từ bên trong bay ra. Nhân ảnh nọ khẽ hừ một tiếng, vội khép miệng bình lại, lập tức vứt tay áo, phóng ra một mảnh bạch quang thu lục quang trở về trong tay, hắn ngưng thần nhìn, chỉ thấy trong lục quang rõ ràng là một viên thanh sắc đan hoàn. Tròn trịa bóng loáng, bên trong là một ngân sắc long ngân trông rất sống động. Nhân ảnh dùng hai tay kẹp chặt đan hoàn, đưa lên mũi người nhẹ một chút, tiếp theo trầm ngâm định giá. Mà bên kia, một nhân ảnh khác cũng đang mở ngọc hạp màu trắng ra, kết quả bên trong là một đoạn lục sắc trúc dài nửa thước. Người nọ trước tiên đánh giá bằng mắt, sau đó dùng tay vuốt gậy trúc. Kết quả sau một tiếng xét đánh, từ gậy trúc bắn ra một đạo kim hồ bằng ngón tay. Đây là kim lôi trúc nhân ảnh thất thanh hô lớn kim lôi trúc đạo huynh xem cẩn thận lại một lần đi nữ tử giữa tựa hồ cũng kinh ngạc nhưng liền nhắc nhở một câu tiên tử yên tâm ta sẽ xem cẩn thận hơn nhân ảnh nọ hít một hơi sâu sau đó trầm giọng trả lời hàn lập thấy vậy mỉm cười hai tay chắp sau lưng không nói một lời tiếp theo nhân ảnh này thò tay vào ống tay áo móc ra một vật giống như cái hồ lô màu đen nhỏ cỡ một tấc vô cùng tinh xảo nhân ảnh đảo ngược hồ lô nhằm ngay vào lục trúc trong ngọc hạp tay vỗ nhẹ đáy hồ lô một cái kết quả miệng hồ lô chợt lóe hắc quang một đoàn hắc khí cỡ nắm tay bay ra đánh lên lục trúc nhưng hai bên vừa tiếp xúc tiếng sẽ đánh liền nổi lên ẩm ẩm mấy đạo kim hồ lần nữa chợt lóe một chút đã đem hắc khí đánh tan nhân ảnh nọ sau khi làm xong điều này vẫn chưa thu tay lại tiếp tục móc ra một cái bình màu xanh biếc từ bên trong xuất ra một đạo lục khí kết quả cũng bị gậy trúc thả ra kim hồ đánh ta không sai đích thật là kim lôi trúc lão phu khẳng định. Nhân ảnh thở dài một hơi, khẳng định nói. Làm phiền rồi, đạo hữu, đan dược giám định thế nào rồi, nếu có thể có một tia linh tính thì khẳng định cũng không phải là vật phàm. Nữ tử gật đầu, xoay người lại hỏi nhân ảnh còn lại. Đan dược này lấy mộc thuộc tính làm chủ, kim trúc làm tính phụ. Đan tính đã thông linh, thích hợp cho thượng tộc thất, bát giai dùng. Nếu cửu giai sử dụng thì hiệu quả sẽ không bằng một phần mười. Đan dược này đủ để có thể xếp vào nhóm nhất phẩm, nhân ảnh kia chỉ mới nhìn một lần cũng không biết sử dụng thủ đoạn nào mà lại nói ra hết tính chất của đằng long đan hàn lập đứng tại chỗ trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc chúc mừng đạo hữu bất luận là kim lôi trúc hay đan dược đó cũng đều có thể tham gia đấu giá hội lần này đặc biệt hơn là đủ để xếp vào nhóm ưu tiên được rồi đan dược này có tên không mặt khác ta muốn cấp cho đạo hữu một cái giá đạo hữu xem thử có hài lòng hay không nữ tử cẩn thận nhìn hàn lập đột nhiên cười khẽ nói Tiếp theo, nàng không chờ Hàn Lập đáp ứng, liền giơ tay lấy ra một bạch sắc ngọc bài, đầu ngón tay chuyển động giống như viết thứ gì đó, sau đó vứt qua cho Hàn Lập. Hàn Lập bắt lấy ngọc bài, chỉ lướt qua liền gật đầu. Hai giá này đều được, và lại tại hạ tin rằng mấy thứ này thật sự có được giá cao. Về phần đan dược này, nó có tên là Đằng Long Đan, luyện chế cũng không dễ. Đằng Long Đan, tốt, chúng ta sẽ lấy cái tên này để đấu giá khối ngọc bài mà đạo hữu cầm trong tay kia cũng chính là vật giao ước sau khi đấu giá kết thúc sẽ giao linh thạch nữ tử chậm rãi nói tại hạ đã hiểu nếu không có vấn đề gì ta sẽ ra đại điện chờ kết quả đấu giá hàn lập hướng ba người ôm quyền bình tĩnh nói lời cáo từ không tiễn nữ tử cười trả lời hàn lập gật đầu quay người đi ra cũng không biết ba người này thao túng cấm chế gì mà không thấy ai cử động quang mạc trước cửa vẫn tự mình mở ra hàn lập cứ thế mà đi ra ngoài cũng không để ý đến những người khác không chút hoang mang đi ra ngoài hành lang dị tộc nhân trong đại sảnh tựa hồ càng lúc càng nhiều nối một hàng rất dài đi qua một hàng thông đạo hiện tại hàn lập xuất hiện trong một thính đường thật lớn ánh mắt đảo qua bốn phía thần sắc hàn lập có chút động dung thính đường này chẳng những diện tích rộng lớn kinh người mà lại chi làm ba tầng thượng trung hạ tầng giữa và tầng dưới không biết dùng tài liệu gì mà luyện chế thành, mà tất cả đồ vật đều trắng noãn, không được vật gì nâng đỡ mà vẫn huyền phù giữa không chung, có vẻ vạn phần thần bí. Tầng giữa và tầng dưới đều là những người bình thường ngồi vào những bàn gần nhau. Mà duy nhất tầng trên là khác, mặt ngoài thỉnh thoảng có linh quang chấp động, tự hồ có gia cố cấm chế gì đó bên ngoài. Hiển nhiên tầng này chuyên dùng cho những người có thân phận và địa vị tại Vân Thành. Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có hứng thú, ánh mắt lại thu lại, tùy ý tìm một chỗ khuất ngồi xuống hắn cứ như vậy, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Chương 1597 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong thời gian chờ đợi một canh giờ, ở đây không ngừng có thêm nhiều tu sĩ tiến vào đại điện. Ba tầng điện đường nhìn như rộng lớn vô cùng nhưng chỉ một lát sau đã chật kín. Tộc nhân tham gia đấu giá hội này, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ, tu vi cao nhất có thể là hợp thể kỳ. Hàn lập để ý tới hợp thể kỳ đỉnh giai thì có tới 4 năm người, Đoạn Thiên nhận và thiên cơ từ bất ngờ cũng có trong số đó. Về phần mấy người khác, có lẽ cũng là các trưởng lão quyền cao chức trọng trong các tộc. Mà phòng ở tầng 3 thì ít nhất đã có 6, 70 người tiến vào. Những người này không ai là không ngoài hợp thể kỳ, về phần thải lưu anh thì không thấy bóng dáng, không biết đã sớm tiến vào phòng hay chưa hay căn bản không muốn tham gia đấu giá hội này. Điều này làm cho Hàn Lập lại càng hoảng sợ, thầm thở dài một hơi. Mặc dù nói Vân Thành là nơi 13 tộc chung sống, hơn nữa lại có một số dị tộc nhân không thuộc về 13 tộc, nhưng Vân Thành có thể tụ tập nhiều tồn tại hợp thể kỳ như vậy. Mà Thiên Uyển Thành, cho dù đem cả nhân yêu lưỡng tộc hợp lại, tồn tại hợp thể kỳ bất quá chỉ mười mấy người mà thôi. Ma Thành này cũng đồng dạng là chỗ tinh nhuệ của hai tộc nhân yêu. Lại đợi một thời gian, trong đại điện cơ hồ đã chật kín người. Đinh đinh đang, ba tiếng chuông Du Dương truyền đến, trong ngũ sắc quang hoa chớp động, nguyên bồn cửa điện đang mở, lúc này từ từ đóng lại. Sau khi cửa điện hoàn toàn đóng lại, đấu giá hội rốt cục sắp bắt đầu. Đại sảnh phía trước giống với đại sảnh đấu giá hội bình thường được xây dựng trên đài cao hơn 10 trượng. Thứ duy nhất không giống chính là bốn góc đài cao phân biệt là bốn kim sắc khôi lỗi nhân hình đứng thẳng, cao đến mấy trượng, trong tay cầm một ngân sắc cự qua, hình dạng cổ xưa nhưng lại phát ra hàn khí bức người. Khôi lỗi mặc dù không nhúc nhích, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một khí thế kinh người, vừa nhìn liền biết không phải tầm thường mà trung tâm đài cao lại một lam sắc pháp trận, bên trong có một hồng sắc trác tử, mặt ngoài có vô số phù văn rậm rạp, có vẻ vô cùng thần bí, không biết có hiệu dụng gì hay không. Ngay khi cửa điện khép lại, lam sắc pháp trận chợt lóe quang mang, phát ra âm thanh ầm ầm. Phù văn trong pháp trận thoáng hiện, một đạo nhân ảnh liền hiện ra. Nhân ảnh ngừng lại, liền trở nên vô cùng rõ ràng. Là một trung niên nam tử tao nhã lịch sự, một thân cẩm bào, mặt trắng không tì vết, nhìn giống nhân tộc như đúc. Nhưng Hàn Lập sau khi đảo thần niệm qua, trong lòng lại đại chấn. Trung niên nhân này hóa ra là hợp thể trung kỳ, không chỉ thế, từ trên người này mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Khí tức cực kỳ âm trầm, phối hợp với trung niên nhân tạo nên bộ dáng cực kỳ nguy hiểm. Trung niên nhân tự hồ danh khí tại Vân Thành cũng không nhỏ, đại điện vốn ồn ào, hiện tại liền yên tĩnh xuống. Hàn Lập chú ý không ít người nhìn nam tử trên đài cao, trong ánh mắt họ mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi mà trung niên nhân sau khi đào mắt xuống dưới đài liền mỉm cười nói: tại hạ tiêu bố y nghĩ rằng không ít đồng đạo ở đây đã nhận ra tại hạ, thậm chí có thể đã từng giao thủ với tại hạ. nếu như thế thì tiêu mỗ sẽ không giới thiệu bản thân thêm nhiều, đi thẳng vào chủ đề. lúc này đây tứ tộc đấu giá hội bởi vì tại hạ ở trong gia tộc, cho nên đấu giá hội lần này do ta chủ trì. quy tắc đấu giá cũng không có gì khác, giống như những lần trước. có thể tham gia đấu giá này thì hiển nhiên không thể không biết quy tắc mặt khác ta có thể trước tiên cung cấp cho mọi người một chút tin tức về trục đấu giá lúc này đây trục đấu giá tuyệt đối không kém hơn tứ tộc đấu giá hội thậm chí đối với một số đạo hữu thì trục đấu giá này còn xa hơn lần trước được rồi tại hạ tuyên bố tứ tộc đấu giá hội lần này chính thức bắt đầu vị tiêu bố y này nói không to nhưng lại quán chú linh lực cho nên bất cứ ai cũng có thể nghe rõ hơn nữa chỉ nói đơn giản vài câu mà đã làm mấy vạn người bắt đầu thấy hứng thú ngay khi trung niên nhân nói xong lam sắc pháp trận phía dưới lại chớp động nguyên bổn mặt bàn trống rỗng bỗng nhiên hiện ra mười mấy quang trận nhỏ tiếp theo quang mang chợt lóe trên bàn liền hiện ra mấy cái hộp không đồng nhất thấy cảnh này phần lớn mọi người trong đại điện mở to mắt tập trung nhìn lên bàn tiêu bố y trước tiên cầm lấy một ngọc bài nhìn thoáng qua thần niệm chìm vào trong đem tin tức trong đọc hết tiếp theo bất động thanh sắc cầm một hộp ngọc lên giống như những lần đấu giá trước trước đấu giá vẫn là các loại tài liệu vật phẩm trước tiên là khối phượng hoàng thạch này. Tiêu bố y phất tay, nhất thời một vật từ trong hộp bay ra. Rõ ràng là một khối ngũ sắc ban lan, bề ngoài giống như một thạch điều kỳ quái. Phượng hoàng thạch, chỉ có nơi phượng hoàng sinh ra mới có thể xuất hiện loại tài liệu chân quý này. Vô luận là luyện khí hay luyện đan dược đều có giá trị cực cao. Khối phượng hoàng thạch này nặng 3 ,4 cân 4, phẩm chất trung dài, không hề có tạp chất, giá khởi điểm là 200 vạn linh thạch. Tiêu bố y đánh giá ngũ sắc thạch đầu trước mặt, liền chậm rãi hướng dưới đài nói, Tác dụng của Phượng Hoàng Thạch cực lớn, hơn nữa khối đá lớn như thế mà giá khởi điểm là 200 vạn, hiển nhiên là còn thấp. Ngay cả Hàn Lập nghe xong cũng có vài phần động tâm, tài liệu này hiện tại vô dụng nhưng sau này lại rất hữu dụng. Bất quá tình hình tiếp theo làm Hàn Lập lập tức từ bỏ ý định này. Ngay khi Tiêu Bố y nói giá mỗi lần tăng là 50 vạn, lập tức liên tiếp tiếng đấu giá từ đại điện phát ra, 350 vạn, 400 vạn thậm chí không cần trung niên nam tử nói thêm gì, giá của Phượng Hoàng Thạch liền dễ dàng vượt qua giá 400 vạn, so với giá ban đầu đã gấp đôi. Nhưng cuối cùng khối ngũ sắc thạch đầu này lại bị một nữ tử mặc lục tộc, dùng giá hơn 500 vạn mua lấy. Lập tức tại tràng giao hàng nhận vật. Giao dịch lớn cỡ này, cho dù Hàn Lập đã nhiều lần chứng kiến lúc này cũng không khỏi hít một ngụm lương khí. Đồ vật tốt thì có tốt nhưng giá này không khỏi quá cao. Hàn Lập thầm nghĩ vậy, hiển nhiên không có ý ra tay cạnh tranh, kim vương hoa, 6 000 năm mới nở, là dẫn dược tốt nhất để điều chế đan dược. Giá ban đầu là 300 vạn. Tiêu bố ý lấy ra một hộp ngọc khác, sau đó từ bên trong lấy ra một linh hoa rực rỡ ánh vàng. Linh hoa to cỡ đầu người, mặt ngoài có linh văn, mỗi cánh hoa phẳng phất như được tạo thành từ kim thiết. Linh hoa này khác với giá của Phượng Hoàng Thạch, ngay khi vừa xuất hiện thì cả đại điện không chút tiếng động, không ít người nhíu mày. Cũng khó trách, đối với phần lớn người ở đây, kim vương hoa này đích xác vô cùng lạ, trước kia càng chưa nghe nói qua, nhưng lúc này giá còn cao hơn Phượng Hoàng Thạch. Hàn Lập thấy vậy, sờ sờ căm, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại linh hoa này. Tiêu bố y lãnh đạm đứng trên đài cao cười không nói, tự hồ rất tự tin với vật này. 300 vạn, rốt cục cũng có người ra giá. Không ít người nhìn lại, đây là một lão giả khô gầy, không biết ở tộc nào, trên đầu có một cặp sừng trắng. 420 vạn, lập tức có người ra giá cao hơn. 450 vạn, 480 vạn, từng người ra giá từ khắp nơi trong đại điện. Mặc dù số người ra giá không nhiều lắm, bộ dáng chỉ có mấy người nhưng giá cả lại không hề dưới lần trước. Xem ra chỉ có những người này mới biết cách sử dụng linh hoa này, hơn nữa bộ dáng lại rất muốn. Lão già ra giá từ đầu, cắn răng ra một cái giá trên trời là 700 vạn, rốt cục cũng những kẻ khác rút lui. Cứ như vậy, Tiêu Bố Y lần lượt đem bảo vật trong các hộp còn lại ra, mà trong đại điện phần lớn là người tu tiên cấp cao, cơ hồ chỉ cần hắn nói đơn giản một hai câu liền được người ta mua ngay sau khi mười mấy hộp ngọc được bán hết truyền tống trận trượt lóe lam quang trên bàn lại xuất hiện bảy tám bình ngọc lúc này đây chính là bán linh dịch linh thủy mấy thứ này lại càng vô cùng chân quý mỗi một bình cơ hồ đều bị vô số người tranh đoạt giá cả mỗi bình tựa hồ đều bị đội lên gấp ba bốn lần giá gốc làm cho không ít người trong đại điện hít một ngụm lương khí điều này cũng khó trách đấu giá hội nguyên bản là vậy cùng một thứ nhưng trong mắt nhiều người lại có nhiều giá trị lớn nhỏ khác nhau đào mắt, linh dịch trên bàn bán gần hết, chỉ còn lại một bình màu trắng. Tiêu bố y vài lần trước khi báo giá, vẻ mặt vẫn thong dong nhưng khi ánh mắt dừng lại trên một bình nhỏ cuối cùng, thì trong mắt lại hiện ra một tia lửa nóng. Hắn hít một hơi sâu, sau đó vung tay, đem vật ấy cầm trong tay, thần sắc ngưng trọng nói, nửa bình lưu ly thiên hỏa dịch, giá khởi điểm 1.800 vạn. Cái gì, lưu ly thiên hỏa dịch? Không nhầm chứ, đấu giá hội lại có bảo vật loại này sao? Chỉ có 1.800 vạn, thật hay giả đây, thứ này như thế nào lại giả, nó chính là một trong bát đại linh dịch ở linh giới chúng ta. ầm một chút, rất nhiều tiếng bàn tán vang lên, không ít người đã thất thanh hô lên, bộ dáng khó có thể tin. Lại càng không ít người nhìn chầm chầm vào bình nhỏ trong tay tiêu bố y, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ tham lam. Thậm chí trong không ít phòng ở tầng 3 cũng truyền ra vài tiếng di kinh ngạc. Mà Hàn Lập ngồi tại trong một góc đại điện, nghe tên loại linh dịch này thì sắc mặt chợt biến, chương 1598 Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch, cái tên này Hàn Lập đương nhiên có nghe nói qua, thậm chí đã từng một thời tìm kiếm. Đây là thứ dịch mà Thanh Nguyên Tử muốn hắn thì để luyện chế vài loại đan dược hợp thể kỳ. Nghe nói linh dịch này nhỏ vào đan dược, chỉ cần một giọt cũng có thể tiết kiệm được vài năm khổ tu, cho nên giá trị to lớn thế nào cũng có thể nghĩ được. Hơn nữa vật ấy tuy sinh ra từ thạch mộc, nhưng lại được luyện thành từ thiên ngoại chi hóa, số lượng với linh vật cung cấp càng ít hơn rất nhiều, Hàn Lập xem qua điển tịch có liên quan, mới phát hiện đây là thứ không có khả năng thu thập nhất trong những thú tài liệu của Thanh Nguyên Tử. Nhưng hiện tại hỏa dịch này lại xuất hiện, hơn nữa giá cả lại thấp đến khó tin. Phải biết rằng trình độ chân quý của lưu ly thiên hỏa dịch dư để làm trục đấu giá. 1.800 vạn, mặc dù không ít nhưng đối với giá trị của linh dịch thì hiển nhiên là quá rẻ. Tâm niệm hàn lập nhanh chóng quay ngược lại, tự hồ cảm giá được tiêu bố y khẳng định là có điều gì đó quỷ dị. Trong đại điện đấu giá, không chỉ có mỗi mình Hàn Lập có loại ý nghĩ này, mà không ít người khác đồng dạng cũng kinh ngạc, sắc mặt âm trầm bất định. Quả nhiên, tiêu bố y vừa thấy phản ứng của mọi người, liền cười nói, ta biết giá khởi điểm của Lưu Ly Thiên, hỏa dịch làm cho chư vị đạo hữu cảm thấy bất ngờ, nhưng giá như thế hiển nhiên là có nguyên nhân. Hỏa dịch này mặc dù là từ thiên ngoại chi hỏa luyện hóa ra, nhưng trong lúc luyện hóa lại xuất hiện một chút tỷ vết, so với thành phẩm chính thức thì có chút khiếm khuyết. Nhưng đó chỉ là một chút mà thôi, tiêu mỗ có thể cam đoan rằng vài loại công dụng bình thường của lưu ly thiên, hỏa dịch đều có. Bất quá công hiệu không lớn lắm mà thôi. Ha ti phẩm, nguyên bổn đám người đang giao động, lúc này yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người nhíu mày. Đầu giá hội xuất hiện linh dược hoặc pháp bảo tỷ vết, trước kia cũng không phải là không xuất hiện qua. Nhưng mỗi một vật phẩm khi thu về, nghe nói cũng không thể dùng tốt, khác ra so với tránh phẩm. Đó là chưa kể về luyện đan hay luyện khí, yêu cầu đối với tài liệu vô cùng nghiêm khắc, có một chút khác biệt, nhưng lại có thể làm cho luyện chế đan dược và khí vật thất bại. Không ít người vốn đang hưng phấn lúc này như bị dội một gáo nước lạnh, lý trí bình tĩnh trở lại. Hà tí phẩm này giá 1.800 vạn, lúc đầu cảm thấy có vẻ thấp nhưng hiện tại xem ra lại quá cao. Một nam tử không biết tên ngồi trên tầng 3, lạnh nhạt cười một tiếng. Mạnh đạo hữu, nếu thật sự không muốn hỏa dịch này thì cần gì phải nói giá cao hay thấp? Lấy viêm linh chi thể của đạo hữu, lưu ly thiên hỏa dịch này sợ rằng rất thích hợp dùng đấy. Tiêu bố y nhìn gian phòng đối diện trên tầng 3, lời nói không mềm không cứng hỏi ngược lại. Nếu là tránh phẩm thì mạnh mỗ hiển nhiên phải có nhưng hà tỷ phẩm thì hiệu dụng đối với ta cực kỳ bé nhỏ. Nam tử họ mạnh không chút khách khí trả lời. Nhưng lúc này đây, tiêu bố y cười cười, không tiếp lời mà đột nhiên tay áo phất về phía bình trong tay một cái. Thanh quang chớp động, bình nhất thời bay lên không, phốc suy một tiếng, một hồng sắc quang trụ từ trong miệng bình bắn ra, tiếp theo một đoàn chất lỏng màu đỏ theo quang trụ chậm rãi bay ra, trong suốt long lanh hồng quang trói mắt tiêu bố y ngưng nhìn tay thoáng một cái bạch quang chợt lóe trong tay liền xuất hiện một phi kiếm dài một thước hàn quang lập lòe hình dạng cổ xưa vừa nhìn đã biết phẩm chất không thấp tiêu bố y vung tay phi kiếm nhất thời hóa thành một mảnh hàn quang chém về phía chất lỏng màu hồng một màn kinh người xuất hiện hàn quang vừa tiếp xúc với chất lỏng trong nháy mắt phát ra một tiếng xèo xèo tiếp theo phi kiếm tan ra thành nước sau vài lần chớp động liền biến mất giữa không trung Đoàn chất lỏng này lại có uy lực đáng sợ như vậy sao? Chư vị đạo hữu đã thấy rõ rồi chứ, hỏa dịch này mặc dù có chút tì vết nhưng bản chất nung chảy kim thạch vẫn còn nguyên. Cho dù là luyện đan hay luyện khí cũng có rất nhiều tác dụng. Tiêu Bố Y nhìn ra do dực của mọi người, giải thích nói. Tiếp theo trung niên nam tử này lại há miệng, phun ra một đoàn linh khí màu xanh, bắn về phía hỏa dịch. Một tiếng ầm ầm nặng nề vang lên, hỏa dịch phảng phất như hỏa phượng trọng sinh, hung hăng bốc cháy, biến thành một đoàn hỏa cầu cỡ đầu người một cổ nhiệt hòa tỏa ra từ trên đài cao nhanh chóng lan ra trong lúc nhất thời cả đại điện đều ở trong nhiệt độ cao vài dị tộc nhân gần đài thậm chí phảng phất như bản thân đang trong dung nham biển lửa thần thông của đám người trong điện rất lớn hiển nhiên sẽ không bị chút nhiệt độ ấy mà ảnh hưởng nhưng không ít người lại biến sắc lấy kiến thức của mọi người ở đây hiển nhiên nhìn ra mới vừa rồi tiêu bố y bất quá chỉ dùng một đoàn tinh thuần linh khí dụ luồng hỏa lăng này mà thôi hiện tại tuôn ra toàn bộ đều là uy lực của bản thân hỏa dịch lưu ly thiên hỏa dịch tì vết này mà lại có uy lực to lớn như thế thì thật sự đã nằm ngoài dự đoán của hơn phân nửa số người nguyên bản đại điện yên tĩnh thì lại bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán xì xầm không ít người nhìn hỏa dịch với ánh mắt nóng bỏng tiêu bố y biết mục đích của mình đã đạt tay áo phất một cái tuy ý thu hòa cầu lại một phiến hà quang bay ra nhiệt độ lập tức hạ xuống lần nữa hiện ra hỏa dịch chợt lóe liền chui vào trong miệng bình tiêu bố y hư không đánh một chảo miệng bình khép lại rơi vào bàn tay hắn đấu giá lưu ly thiên hỏa dịch bắt đầu. Trung niên nam tử không hề trần trừ tuyên bố. Ba ngàn vạn, một cái giá kinh người phát ra từ một góc đại điện, một chút đã đẩy giá lên rất cao. Không ít người nguyên bồn đang nghĩ giá để mua không khỏi cả kinh nhìn lại. Chỉ thấy người ra giá là một gã nam tử sắc mặt tái nhợt, mặc một bộ trường bào màu đen. Đúng là hàn lập. Thấy kẻ hét giá là một dị tộc nhân không phải bản địa vân thành, không ít người thầm nghĩ hay là từ bỏ ý định ra giá, mặc dù lưu ly thiên hòa dịch tì vết vẫn chân quý nhưng giá cả lại cao, như thế thì hiển nhiên có cảm giác cái được không bù nổi cái mất. Mà Hàn Lập ngồi bất động tại chỗ, nhìn thần sắc có vẻ bình thường nhưng trong lòng đã có một tia hưng phấn. Mặc dù hỏa dịch này có tỷ vết, hiệu năng giảm đi nhưng vẫn là lưu ly thiên hỏa dịch, hơn phân nửa sẽ có hữu dụng với thanh nguyên tử. Mà nếu bỏ qua cơ hội này thì sau này, cơ bản sẽ không còn cơ hội có được lưu ly thiên hỏa dịch tránh phẩm, dù chỉ là hà tỷ phẩm thì hắn vẫn phải có được, cho nên Hàn Lập không khách khí, ngay từ đầu đã hét giá cao. Hắn thật sự không hy vọng chỉ chút này đã có thể dễ dàng có vật ấy nhưng ít nhất cũng làm phần lớn người bỏ đi ý định. Hắn cũng không nói nhiều, cho nên đã nâng giá đến một mức độ mà ngay cả mình cũng không thể tiếp nhận. Hiển nhiên cách làm này của Hàn Lập có hữu dụng, phần lớn người khi nghe ra ấy thì sau khi kinh ngạc, sắc mặt đều khôi phục vẻ lạnh nhạt, cả đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh. Vị đạo hữu này ra giá 3 ngàn vạn, có ai ra giá nữa không? hỏi quá ba lần thì bình lưu ly thiên hỏa dịch này sẽ có chủ. Tiêu bố y nhìn về phía hàn lập một cái, cao giọng nói. Lần thứ nhất, 3.200 vạn. Tiêu bố y vừa nói xong, một thanh âm giả nua liền phát ra, hàn lập nghe xong nhướng mày, nhìn về phía thanh âm đó. Người ra giá là một hoàng lão giả ngồi giữa đại điện. Hóa ra là phù lão, hắn như thế nào cũng hứng thú với hỏa dịch này. Những người khác vừa thấy người ra giá nhất thời không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự hồ lão giả này cực kỳ nổi danh tại Vân Thành, bốn ngàn vạn. Không chờ Hàn Lập nghĩ ra cái giá cao hơn, từ trên tầng 3 đã chuyển ra một thanh âm khác. Không phải là thanh âm của nam tử họ mạnh lúc trước, mà là một thanh âm nữ tử dễ nghe. Giá này vừa ra khỏi miệng, nguyên bổn thần sắc phù lão đang bình tĩnh, lập tức lộ vẻ do dự, nhìn tầng 3, miệng giật giật, rốt cục lóc đầu không nói gì. Bốn ngàn vạn lần thứ nhất, bốn ngàn vạn lần thứ hai, tiêu bố y lãnh đạm cười, rất nhanh đã nói hai lần, hiển nhiên giá này đã ngoài dự đoán lúc trước, cộng thêm thánh tộc tầng 3 ra TI, cho nên không ai dám ra giá. 4.500 vạn. Hàn lập mặt không biểu tình lần nữa ra giá. Vừa nghe thanh âm này, không riêng gì những người khác trong đại điện, ngay cả tiêu bố y cũng không nhịn được nhìn hàn lập một cái, thân sắc có chút quái dị. Dám ở đấu giá hội cạnh tranh với thượng tộc, điều này rất hiếm. 4.700 vạn. Thánh tộc nữ tử ở tầng 3 kia tự hồ có chút tức giận, giọng điệu lạnh lẽo báo giá, Hàn Lập nghe giá này, khóe mắt có chút nhảy lên nhưng không trần trừ ra giá 5 ngàn vạn. Nhiều linh thạch như vậy cơ hồ đã nằm ngoài số linh thạch hắn có. Nếu có ai ra giá cao hơn, cho dù trong lòng không muốn thì hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng cũng may nữ tử ở tầng 3 kia tựa hồ thấy giá này quá cao, chỉ hư lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Được, 5 ngàn vạn linh thạch, nửa bình thiên hòa dịch sẽ thuộc về vị đạo hữu này. Xin mời đạo hữu lập tức đến thiên điện giao linh thạch. Tiêu bố y sau khi hỏi nhanh ba lần, lúc này dứt khốt giải quyết, Hàn Lập trong lòng thả lỏng, đứng dậy đi về phía trước. Tới trên đài, hắn từ vòng chữ vật lấy ra một cái túi cực phẩm linh thạch đã đếm kỹ từ trước, giao cho đối phương. Thần niệm tiêu bố y đảo qua trong túi, liền hai lòng gật đầu, đem bình nhỏ màu trắng giao cho Hàn Lập. Hàn Lập chỉ mở bình nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau khi cung kính thi lễ với tiêu bố y thì không nhanh không chậm đi xuống đài, về vị trí ban đầu ngồi xuống. Trong quá trình này, Hàn Lập hiển nhiên cảm ứng được không ít ánh mắt quét qua người mình, không cần phải nói, trong đó không hề ít ánh mắt không tốt. Chương 1599 ủng hộ kênh qua link com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hàn lập thầm cười lạnh một tiếng, thi triển ảo thuật giấu đi khuôn mặt, sau này sẽ biến ảo trở lại khuôn mặt thật, thử hỏi còn ai có thể nhận ra hắn? Cho dù trong số này có vài người tu luyện công pháp đặc thù, nhưng nhiều lắm chỉ có thể nhìn ra đây không phải là khuôn mặt thật mà thôi. Dù sao đoạn thiên nhận là hợp thể kỳ đỉnh dai, lúc trước đối mặt với hắn cũng chỉ có thể làm được đến vậy mà thôi. Mấy tên đỉnh dai trong đại điện này không có khả năng coi trọng thiên hòa dịch tỷ vết. Bất quá, sau khi hàn lập về chỗ ngồi, lại nhắm mắt, phảng phất không quan tâm đến đấu giá nữa. Đấu giá về sau, dưới sự chủ trì của tiêu bố y cũng thuận lợi vô cùng, thậm chí xuất hiện hai kiện đấu giá có giá không dưới lưu ly thiên hỏa dịch. Mà chúng lại không phải vật phẩm áp trục, trong đó là một kiện dị bảo vạn thú loa từ thời thượng cổ còn lưu lại mặc dù còn chưa đạt tới trình độ thông thiên linh bảo nhưng bảo vật này một khi thổi lên liền có thể hiệu lệnh cho linh thú thấp dài thần kỳ vô cùng một kiện khác chính là đằng long đan của hàn lập lúc đan dược này xuất hiện trên đài sau khi tiêu bố y giải thích công hiệu kinh người nhất thời mọi người trong đại điện nổi lên một trận vui mừng lẫn sợ hãi loại đan dược này có thể làm pháp lực tăng lên đồng thời đối với đột phá bình cảnh cũng có công dụng lớn cho tới hiện tại không có bao nhiêu hơn nữa đàn dược cấp luyện hư kỳ tại đấu giá hội càng hiếm như phượng mao lân giáp vừa mới xuất hiện đã khiến mọi người tranh kịch liệt ngay cả tồn tại dưới luyện hư kỳ cũng liều mạng tăng giá tranh đoạt đối với bọn họ mà nói linh dược này sau này sử dụng cũng rất tốt tuyệt không muốn bỏ lỡ cơ hội một phần cũng là do dị tộc nhân luyện hư kỳ gặp phải bình cảnh cho nên càng ham muốn không chút nhượng bộ có trời mới biết đây chỉ là một viên trong số đàn dược mà hàn lập luyện ra Cuối cùng sau một phen điên cuồng, bình đằng long đan của Hàn Lập có giá đến 6.300 vạn, so với giá của lưu ly thiên hòa dịch mà Hàn Lập mua còn muốn cao hơn một chút. Hơn nữa đan dược này lại nằm ngoài dự đoán của Hàn Lập, rơi vào tay thánh tộc nữ tử lúc trước tranh đoạt thiên hòa dịch với Hàn Lập. Bản thân nữ tử này hiển nhiên không cần đan dược này nhưng hơn phân nửa là chuẩn bị cho môn nhân hậu bối. Hành động này hiển nhiên làm cho số người trong tầng 1, tầng 2 âm thầm thở dài than vãn không thôi mà hàn lập nghe được cái giá cuối cùng trong lòng lại cười khổ bất đắc dĩ hắn không nghĩ rằng cái giá đó không thỏa mãn mà là đang âm thần tính toán số lượng đằng long đan mình ăn trong vòng hai năm trước quy giá sẽ là bao nhiêu nếu cứ dựa theo cái giá này thì tuyệt đối là số lượng linh thạch làm cho người ta nghe mà sợ hãi hơn nữa trong vòng trăm năm tiếp theo sợ rằng vẫn phải duy trì liên tục có thể nói là cực kỳ bại gia nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu không dùng các loại đan dược mạnh để tinh tiến tu vi dựa vào tư chất của không xuất chúng của hắn như thế nào có thể trong vòng trăm năm từ hóa thần sơ kỳ tiến đến luyện hư kỳ đây cũng là nguyên nhân mà trong mắt hàn lập giá trị của thần bí tiểu bình còn trên cả một kiên huyền thiên chi bảo có kiện huyền thiên quả thực biến ra bảo kiếm sau này hiển nhiên có thể tung hoành linh giới nhưng nếu không có thần bí tiểu bình thì hắn căn bản không tin rằng sẽ được như thế ngay khi hàn lập nhắm mắt lại tâm tình đang âm thầm phập phồng thi đấu giá hội rốt cục đã lấy ra những bảo vật nhằm vào nhóm người cao cấp mắt thấy một lam sắc khôi lỗi đã bị mang đi ánh mắt tiêu bố y đảo qua mọi người thần sắc nghiêm nghị nói thứ lỗi vì đã để chư vị đạo hữu sốt ruột tiếp theo sắp sửa đấu giá vài món áp chục vật phẩm trong đó có hai kiện là tứ tộc xuất ra, hai kiện khác là do vị các vị đạo hữu khác cung cấp ngay khi tiêu bố y nói chuyện, truyền tống trận trên đài lưu truyền quang mang kỳ lạ, nhân ảnh thoáng một cái, hiện ra bốn đạo nhân ảnh khác. Một lão ông dâu dài thấp bé, một giáp sĩ cao lớn mang mặt nạ vàng, một sử phụ vóc người thướt tha, nhưng trên mặt lại đầy bích lục lân phiến cùng với một quái nhân có tới hai cái đầu. Bốn người này mặc dù dung mạo khác nhau, nhưng dưới ánh mắt của nhiều người bên dưới thần thái vẫn tự nhiên, tự hồ không để trong lòng. Mà những dị tộc nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trong đại điện, thấy bốn người này liền hít vào một ngụm lương khí, thầm dì tai nhau. Đúng là bốn tiền bối. Không, không thể như vậy, bốn người này là bốn vị khách khanh của Vân Thành, lần đấu giá hội này hóa ra là mời bọn họ đến. Ngay khi bốn tê này hiện thân, Hàn Lập cũng mở hai mắt trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Bốn gã dị tộc nhân này xuất hiện rõ ràng là bốn gã hợp thể trung kỳ, trách không được có thể khiến cho nhiều người dao động như vậy, Tiêu bố y thấy bốn người này xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hướng bốn người ôm quyền hỏi thăm, lần này đã làm phiền bốn vị đạo hữu rồi. Không có gì, bốn người bọn ta cần thù lao thì chút việc nhỏ này có tính là gì? Lão ông dâu dài kia cười nhẹ một tiếng trả lời. Ba người còn lại có vẻ lạnh lùng, sau khi thi lễ thì không nói gì. Tiêu bố y hiển nhiên không cảm thấy kỳ quái, sau khi gật đầu liền xoay người lại nói, lần này áp trục vật phẩm chỉ có bốn kiện nhưng đồng thời là linh thú, linh bảo tuyệt không làm mọi người thất vọng. Lam Huynh, trước tiên mời ngươi xuất bảo vật ra. Nói xong, tiêu bố y quay người lại nói với lão ông. Lão ông dâu dài gật đầu, tiếp theo vung tay áo lên, sau một trận âm thanh quỷ dị, một vật áo da màu đen bay ra. Nhưng lão ông đối với nó lại không dám chậm trễ, miệng lầm bầm hướng áo da liên tiếp điểm từng cái. Áo da màu đen sau khi lưu chuyển ô quang, thì đột nhiên toát ra một cỗ hắc sắc vũ khí, tiếp theo vũ khí quay cuồng một trận thì bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt ngưng tụ biến thành một cái lồng sắt màu đen, cao chừng một trượng mà trong lồng sắt là một tiểu thú toàn thân màu tím hơn nữa ngoài thân bị một vật màu vàng bạc trói chặt bởi vì bị trói chặt cho nên nhìn từ xa căn bản không thể nhìn ra hình thái giờ phút này kể cả hàn lập và những dị tộc nhân khác đều hướng ánh mắt về phía con thú này bọn họ cũng rất rõ ràng có thể làm linh thú áp trục thì tuyệt đối không tầm thường phải biết rằng trước kia một thông linh khôi lỗi thượng tộc tứ giai cũng không thể làm vật áp trục chẳng lẽ linh thú này có thực thánh giai trong lòng mọi người đều chợt lóe qua ý niệm này ánh mắt nhìn tiểu thú trở nên nóng bỏng như có lửa nhưng lồng sắt lại không tầm thường ngay cả khi nhiều thần niệm đảo qua mà vẫn không thể nhìn rõ ràng tiểu thú không thể chính thức thâm nhập vào bên trong lồng ha ha xem ra phần lớn đạo hữu đã không thể chờ được lam huynh ngươi tự mình giới thiệu lai lịch con thú này đi tiêu bố y thấy vậy khẽ cười một tiếng nói không dám không dám lai lịch của tiểu thú này số người biết được cũng không nhiều lắm bất quá nếu nói đến bát đại kỳ thú dưới chân linh ở linh giới chúng ta thì ta nghĩ rằng không ít người biết đến lão ông vuốt dâu trầm ngâm nói cái gì bát đại kỳ thú chẳng lẽ con thú này là một trong bát đại kỳ thú ẩm một tiếng nhất thời cả đại điện trở nên nhốn nháo ngay cả người ở tầng 3 cũng không ít người không thể khống chế khí tức kinh người của mình để nó phát ra chư vị đã hiểu lầm linh giới bát đại kỳ thú mặc dù thực lực bản thân không thể so với chân linh nhưng cũng không phải là tồn tại thánh tộc có thể bắt được linh thú trong lồng kỳ thật kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của nhân diện giao một trong bát đại kỳ thú mặc dù là hỗn huyết nhưng bởi vì có huyết mạch của nhân diện giao cho nên cũng không kém nhân diện giao bao nhiêu con thú này chúng ta đã kiểm tra hẳn là sinh ra không tới trăm năm nhưng linh khí ba động trên người đã không dưới thượng tộc sơ giai quan trọng là ấu thú này đã bắt đầu thể hiện nhiều loại thiên phú thần thông lợi hại của nhân diện giao nếu ta không phải thánh tộc lại liên thủ thêm vài người thì căn bản không thể bắt được con thú này được rồi đã quên nói với chư vị đạo hữu con thú này chính là do bốn người bọn ta liên thủ bắt được lão ông cười hắc hắc nói tiếp theo hư không đánh về phía lồng một chảo phanh một tiếng xích vàng đang trói chặt tiểu thú bỗng bung ra sau đó liền hóa thành một kim ngân tế mang bắn đi chợt lóe liền rơi vào tay lão ông đại điện lúc này trở nên lạnh ngắt như tờ tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy dị thú kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của nhân diện giao rốt cục có hình dạng ra sao trói buộc trên người bị tháo ra, thân hình tiểu thú run rẩy một chút nhưng không lập tức đứng dậy, vẫn nằm im trong lồng không nhúc nhích. Thấy cảnh này, không ít người nhìn nhau. Nhưng đúng lúc này, dị biến trong lồng nổi lên. Phốc suy một tiếng, tiếp theo tử sắc tập quang trên thân con thú bạo phát, quang mang cực kỳ trói mắt. Tất cả mọi người đều đang nhìn kỹ lồng sắt hai mắt lúc này không khỏi nhắm lại. Hai mắt hàn lập híp lại, la mang trong mắt thiểm động nhưng vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấy linh thú. a, à, không ít dị tộc nhân lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ thấy lồng sắt trên đài cao trở nên trống rỗng, không còn thấy bóng dáng tiểu thú đâu cả. Nhưng mấy người trên đài lại thần sắc không đổi, lão ông kia sau khi hừ một tiếng, thản nhiên nói một câu, tới lúc này mà còn dám dở trò, xem ra trên đường vẫn chưa ăn đủ đau khổ a. À, lão ông khốt tay, vừa một ngón tay khô gầy, hướng lồng sắt màu đen điểm một cái. Chương 1600 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé tiếng xe gió vang lên một tiểu quang đạn nhỏ như hạt đậu từ đầu ngón tay bắn ra thanh quang chợt lóe liền biến vào trong lồng không thấy bóng dáng sau một khắc ở một góc trong lồng sắt bạo liệt thanh quang tử sắc tiểu thú hiện thân ra đồng thời tứ chi run rẩy thân thể ngã xuống động tác vô thanh vô tức phảng phất như đám bông rơi xuống đất nhưng kể từ đó bộ dáng của tiểu thú hiển nhiên cũng rơi vào trong mắt mọi người rõ ràng là một tử sắc tiểu thú giống hồ ly thân thể chỉ lớn cỡ nửa thước nhưng đôi mắt lại chớp động ô quang không ngừng, phảng phất đã mở ra linh trí, ánh mắt giống như thường nhân. Tuy nhiên cũng có chút khác với linh hồ bình thường, đại khái là con thú này trên mũi và hai tai lại có ngân sắc lân phiến quỷ dị, nhưng chỉ nhỏ bằng móng tay, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể dễ dàng phát hiện. Đây là linh thú kế thừa huyết mạch của nhân diện giao sao. Thoạt nhìn thì giống như hồ thú bình thường. Thấy bộ dáng của tiểu thú, không ít người thất vọng vang lên, những người khác cũng nhíu màu không ít, đồng dạng vẫn chưa nhìn ra tiểu thú này có gì kỳ lạ. Hồ thú bình thường, chư vị đạo hữu hãy mở to mắt mà nhìn kỹ đi. Nguyên bản vẻ mặt lão ông hiền lành, lúc này chợt lóe vẻ dữ tợn, tay đột nhiên vỗ về phía lồng sắt màu đen một cái. Nguyên bồn lồng sắt đang bất động, lúc này vang lên một tiếng sét đánh, tiếp theo bạch sắc điện quang chợt lóe, trên mặt ngoài lồng sắt hiện lên một tầng bạch sắc điện quang. Cùng lúc với tiếng sét đánh là vô số đạo điện hồ sắc bén hiện lên, hung hăng đánh về phía tiểu thú trong lồng sắt. Tiểu thú thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau khi gầm nhẹ một tiếng thì từ quang mang ngoài thân lưu chuyển, một hư ảnh hiện lên trên người đem thân thể nó bảo hộ vào trong. Rõ ràng là một ngân sắc cự giao ảnh lãnh đạm. Giao ảnh này vô cùng mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình dáng mà thôi, nhưng lại đánh một kích vào điện quang khiến nó một đi không trở lại. Mà giao ảnh sau khi hấp thu nhiều điện quang như vậy, phát ra một tiếng nộ hống, hình thể liền tăng vọt mấy lần, lấp đầy thể tích trong lồng. Chứng kiến cảnh này những dị tộc nhân khác đều hít một ngụm lương khí, từ sắc Âu thú chỉ dựa vào một hư ảnh mà lại phát ra khí thế kinh người như vậy, đích xác đã biểu hiện ra tiềm lực kinh người. Lão ông thấy vẻ hoảng sợ trên mặt những người dưới đài, biết rằng mục đích đã đạt được, cười hắc hắc, vắt tay một cái. Kim ngân chi quang đại phóng, kim ngân tế ti bỗng hiện ra, lần nữa bắn về phía lồng sắt, trói tiểu thú lại. Cũng không biết tế ti này là loại pháp bảo gì mà lại không xem giao ảnh ra gì, một chút đã trói nó lại thật chặt. Âu thú mặc dù liều mạng dãy ruộng nhưng căn bản không ăn thua gì, mà giao ảnh nó biến ra cũng biến mất luôn. Lồng sắt màu đen lần nữa trở về như lúc ban đầu. Thế nào? Uy lực tiểu thú này có lẽ chư vị đạo hữu đã tận mắt nhìn thấy, nghĩ rằng không còn hoài nghi gì nữa. Kỳ thú này giá khởi điểm 8.000 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiêu bố y thấy cảnh này, biết rằng tâm tình mọi người chưa hoàn toàn bình tĩnh, liền bỗng nhiên tuyên bố. 8.500 vạn, 9.000 vạn, quả nhiên sau khi thấy sự thần kỳ của con thú này đám người đều nôn nóng đấu giá trong chốt lát giá cả đã lên đến triệu vạn mà hàn lập vẫn ngồi yên tại chỗ không tham gia cạnh tranh thứ nhất con thú này mặc dù tiềm lực kinh người nhưng thời gian bồi dưỡng khẳng định là rất dài hắn đã có đề hồ và báo lân thú con có vệ kim trùng cũng không muốn có thêm linh thú gì nữa thứ hai cho dù hắn thật sự động tâm nhưng linh thạch trên người đã không còn nhiều căn bản không thể cạnh tranh với những người khác Hiện tại mới bắt đầu mà ngay cả thánh tộc tầng 3 cũng đã tham gia trả giá con thú này. Kể từ đó, cho dù lúc đầu hắn không mua thiên hỏa dịch, để tiền mua con thú này thì hy vọng cũng rất xa vời. Bất quá giờ phút này Hàn Lập ngưng thần nhìn kỹ tử sắc hồ ly trong lồng, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Không biết là hắn có bị ảo giác hay không mà tiểu thú này đang bị trói đó, vô luận là ánh mắt hay bộ dáng, cũng đều làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, rất giống với ngân nguyệt năm đó, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, bản thể Ngân Nguyệt mặc dù là Ngân Lang, nhưng tại nhân giới lại phụ thân vào một linh hồ. Kể từ đó có chút tương tự cũng không kỳ quái. Mặc dù biết rõ biết rõ như thế nhưng khi nhìn từ hồ trên đài, trong lòng hắn vẫn không nhịn được có chút xúc động. Năm đó Ngân Nguyệt rời xa hắn, tiến vào nghịch hành thông đạo liền lộ ra một tia khác thường, hắn như thế nào lại không cảm nhận được chứ? Chỉ vì lúc ấy tu vi quá kém, cho nên chỉ có thể lặng lặng nhìn nàng trở về linh giới mà thôi, có lẽ bởi vì ánh mắt hàn lập cùng những dị tộc nhân khác bất đồng cho nên con mắt tử hồ vừa động nhìn thẳng vào hàn lập tiếp theo chớp chớp hàng mi thật dài thần sắc trở nên có chút nghi hoặc cùng vui mừng lẫn sợ hãi mặc dù ánh mắt tử hồ biến hóa rất nhỏ nhưng lại không thể giấu giếm được linh mục của hàn lập hắn có chút ngẩn ra trong lòng không hiểu tại sao con thú này lại nhìn mình với ánh mắt như thế một triệu ba ngàn vạn một con số kinh người từ tầng ba truyền ra đây là một thanh âm giả nua rốt cục làm cho toàn đại điện trở nên yên tĩnh trong lúc nhất thời, không có ai xuất ra giá cao hơn. Một triệu ba ngàn vạn lần thứ nhất. Một triệu ba ngàn vạn lần thứ hai. Một triệu ba ngàn vạn lần thứ ba. Tiêu bố y hiển nhiên không cho rằng có người xuất giá cao hơn, sau khi hỏi nhanh ba lần thì nhìn tầng ba một cái, miệng khẽ cười nói, chúc mừng lục huynh, sau khi có thêm kỳ thú này, tin rằng nhất định có thể như hổ thêm cánh. Hiển nhiên hiểu rằng con thú này đã được bán. Hắc hắc, không nghĩ nhiều năm như vậy, tiêu đạo hữu vẫn còn nhận ra giọng của lão phu, từ tầng 3 chuyển đến một âm thanh giả nua, tiếp theo cửa phòng chợt lóe, một đoàn hoàng quang trực tiếp từ bên trong bay ra, sau khi chợt lóe lên liền quỷ dị hiện ra một nhân ảnh. Hàn lập hai mắt híp lại, lúc này mới nhìn rõ diện mục của nhân ảnh này, là một lão giả da vàng vọt, mặc tạo bào. Thân hình cao lớn khôi ngô, cơ hồ còn cao hơn cả tiêu bố y đến hai cái đầu, có vẻ uy mãnh dị thường. Tiêu bố y thấy lão giả, trong mắt ẩn hiện một tia kiêng kỵ nhưng miệng lại vô cùng khách khi nói, đạo hữu có lẽ nên nhờ Lam đạo hữu làm con thú này bất tỉnh, nếu không khi giao hàng có thể có chút phiền toái. Chỉ là một ấu thú, còn sợ lão phu không khống chế được sao, yên tâm đi. Linh thạch này ngươi cầm lấy cẩn thận, linh thú này ta sẽ trực tiếp lấy đi. Lam đạo hữu, ngươi thu hồi bảo vật đi. Lão già có vẻ rất tự tin, sau khi vứt một túi linh thạch cho tiêu bố y, thì không chút trần chờ nói với lão ông, Hắc hắc, nếu lục huynh đã nói như vậy thì Lam Mỗ sẽ tháo cấm chế xuống. Lão ông gật đầu, tay lần nữa chào một cái về lồng sắt. Tử sắc tiểu thú thấy cảnh này tựa hồ biết sẽ xảy ra chuyện không muốn, tử mau trên người dựng thẳng lên, đồng thời từ miệng phát ra tiếng chi chi. Am thanh này lọt vào tai mọi người, tu vi hợp thấp liền đầu óc choáng váng, pháp lực trong cơ thể liền ngưng trệ. Những người này hiển nhiên trong lòng đại loạn, nhưng tiếng kêu này đối với những tồn tại đã ngoài luyện hư kỳ như hàn lập thì lại ảnh hưởng cực nhỏ thậm chí sắc mặt lão ông không biến đổi chút nào thanh quang trên năm ngón tay chật lóe liền thi pháp mà lão già họ lục mặc dù khó ai si lắc nhưng cũng không dám có chút sơ sẩy ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tiểu thú chuẩn bị trong nháy mắt khi lão ông thu hồi bảo vật hắn liền ra tay chế trụ tiểu thú lần nữa những dị tộc nhân khác dưới đài thấy cảnh này bá lên một tiếng ánh mắt đều đổ dồn về phía trên đài Hàn lập thấy bộ dáng của tử hồ chấn kinh như thế, tự hồ liên tưởng đến điều gì, trong mắt chợt phát ra một tiếng vang nhỏ. Nguyên bồn tay hắn đang thả lòng, lúc này dùng sức bóp chặt đem thành ghế bằng ngọc bóp thành bột phấn. Ở một tiếng kinh thiên động địa từ bên ngoài đại điện truyền vào, tiếp theo cấm chế linh quang trên cửa điện bạo liệt, vô số mảnh vụn bắn tứ tung. Cả tòa đại điện đầu tiên là lạnh ngắt nhơ từ, tiếp theo trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin, đây chính là tứ tộc đấu giá hội, như thế nào lại xảy ra chuyện khó tin, lại có người dám trực tiếp đánh nát đại điện đấu giá? Bất quá, lập tức trong đại điện nhốn nháo hẳn lên, các loại âm thanh cùng đồng thời phát ra. A, à, có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì thế? Thủ vệ đâu? Mà cửa điện bởi vì cấm chế bạo liệt mà các loại linh quang bị nghiền nát, mọi người nhất thời không thể thấy rõ ai làm việc này. Không cần kinh hoàng, bốn tộc chúng ta làm chủ đấu giá hội này, chư vị đạo hữu thật sự nghĩ rằng có gì ngoài ý muốn sao? Tiêu Bố Y mặc dù cũng giật mình không ít nhưng không hổ là tồn tại hợp thể kỳ, lập tức khôi phục bình tĩnh hét lớn một tiếng, tiếng quát giống như sét đánh, lập tức làm cho thần trí người có tu vi thấp chấn động, lập tức bình tâm không ít, mà người có tu vi cao thâm, đồng dạng cũng được nhắc nhở mà bình tĩnh lại. Nói cũng đúng, nơi đây có thủ vệ mà bổn tộc an bài, và lại có nhiều thượng tộc và thánh tộc như vậy, có biến cố gì mà không thể ứng phó được. Tứ tộc, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết các ngươi ở đây? một thanh âm nam tử trầm thấp bỗng vang lên từ bên ngoài cửa đại điện. Các hạ là ai sao dám quấy rối vân thành chúng ta? Tiêu bố y nghe khẩu khi đối phương lớn như thế trong lòng trầm xuống, nhưng mặt ngoài lại chấn định quát hỏi một tiếng. Như thế nào, Vân Thành chẳng lẽ là núi đao biển lửa, bổn tôn không thể đến sao? Ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân, một đạo nhân ảnh xuyên qua cấm chế ở cửa điện, chậm rãi đi vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.